Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 716, tiền quyền là trên hết. Thành Kiếm Xã là một người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, thế cho nên hắn có yêu cầu rất cao với bữa sáng. Sau khi gọi điện thoại thì hắn thản nhiên tự đắc ngồi uống trà trong phòng, nhưng sự việc ngày hôm qua giống như con ruồi làm hắn sinh ra cảm giác chán ghét muốn nôn mửa. Con bà nó, Vương Tử Quân rõ ràng là cố ý. Thành Kiếm Xã thầm mắng một câu, sau đó cũng phải nuốt cơn tức vào bụng. Vương Tử Quân dù sao cũng là bí thư thị ủy La Nam, chính hắn dù có tiền nhưng không thể địch nổi đối phương. Từ xưa đến nay đã có một câu danh ngôn, thương nhân không đấu với quan viên, Vương Tử Quân kia cũng không phải loại người dễ chịu, không thấy lúc đầu quan quả đống đứng về phía bên mình, thế nhưng khi Vương Tử Quân xuất hiện thì căn bản không dám hó hé nửa lời sao. Nhưng nuốt trôi cơn tức là không bao giờ dễ dàng, đặc biệt là đối với loại người thường hay đắc chí như Thành Kiếm Xã. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phó giám đốc đi theo hắn lần này đi vào phòng. Vị phó giám đốc này hơn 50 tuổi, vốn là lãnh đạo một xí nghiệp quốc hữu, nhưng sau khi xí nghiệp phá sản và bị Bất Lão Khang thu vào trong tay, hắn trở thành phó giám đốc cho Thành Kiếm Xã. Giám đốc Thành, vừa rồi thư ký trưởng Triệu của thành phố Đông Bộ gọi điện thoại đến, nói là bí thư Nguyễn Trấn Nhạc muốn mời anh dùng trà. Vị phó giám đốc của Thành Kiếm Xã có một mái tóc thưa thớt theo kiểu địa phương hỗ trợ trung ương, nhưng khi hắn đến trước mặt Thành Kiếm Xã thì căn bản rất cung kính. Thành Kiếm Xã cũng không nhìn mặt viên phó giám đốc đến báo cáo, hắn chỉ lo nhận lấy khăn nóng do nhân viên phục vụ đưa đến, chậm rãi lau tay. Tất cả động tác của hắn rất chậm, hầu như làm cho vị phó giám đốc kia nhìn vào và cảm thấy ngừng thở, rất căng thẳng. Thành Kiếm Xã tất nhiên biết rõ mọi người đang nhìn mình, hắn biết phó giám đốc đang chờ mình lên tiếng với vẻ mặt khiêm nhường. Hắn sử dụng khăn nóng xong, thấy phó giám đốc định mở miệng, thế nhưng hắn cũng không nhìn mà xoay người nói. Anh ta có nói vào lúc nào không? Điều này, thư ký trưởng Triệu nói thời gian tùy vào ngài, chỉ cần ngài có thời gian rảnh, bí thư Nguyễn có thể đến bất cứ lúc nào. Phó giám đốc trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Thời gian do mình quyết định, tốt. Nguyễn Trấn Nhạc này xem như cũng là người thông minh. Thành Kiếm Xã tuy không biết bối cảnh của Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng hắn biết người có thể đến làm lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ thì lai lịch chắc chắn sẽ không nhỏ chút nào. Nếu như không phải hắn nhìn vào điểm nhấn tỉnh thành của thành phố Sơn Viên, hắn đã sớm đầu tư nhà máy ở thành phố Đông Bộ. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc tìm mình uống trà, tuyệt đối không phải là vì bí thư Nguyễn quá rảnh rỗi nên cố gắng tìm việc để làm. Bây giờ làm quan là phải cho ra con số. Số này chính là thành tích, nguyên nhân Nguyễn Trấn Nhạc tìm mình sẽ là gì? Quá rõ ràng rồi, Thành Kiếm Xã cho dù dùng mông để suy nghĩ cũng có thể dễ dàng nói ra vấn đề. Thành Kiếm Xã có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói. Anh gọi điện thoại nói cho thư ký trưởng Triệu, nói rằng tôi xin chờ bí thư Nguyễn đến bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi đi, bí thư Nguyễn đến tùy tiện cùng tôi tìm một chỗ uống trà là được. Vị phó giám đốc này rất khôn khéo. Hắn biết rõ mình không cần cùng đi, thế nhưng vì cẩn thận mà không khỏi nói ra một câu như vậy. Hắn muốn chứng thực xem lãnh đạo có ý nghĩ tiếp đãi bí thư Nguyễn hay không, càng biểu đạt rõ sự quan tâm lo lắng của mình. Thành Kiếm Xã nhìn phó giám đốc cung kính đóng cửa phòng mà trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Vị phó giám đốc kia cũng là một người lãnh đạo xí nghiệp khá lớn, cũng có thời điểm rất đắc ý, nhưng không ngờ sẽ có ngày đi theo hắn làm tùy tùng. Thành Kiếm Xã áp chế cảm giác đắc ý của mình. Hắn chợt có ý nghĩ xấu xa, nếu phó giám đốc đổi là Lý Quý Niên, như vậy cảm giác sẽ còn tốt hơn nhiều. Thật ra Thành Kiếm Xã thích nhất là Vương Tử Quân làm tùy tùng cho mình, nhưng đáng tiếc là sau hai lần gặp mặt, hắn bây giờ có ý nghĩ như vậy nhưng thật sự không dám làm. Nửa giờ sau, trong một gian phòng ở thành phố Đông Bộ, một bình trà bốc hơi nghi ngút đặt bên cạnh Nguyễn Trấn Nhạc và Thành Kiếm Xã. Lúc này Thành Kiếm Xã nhìn gương mặt tươi cười của Nguyễn Trấn Nhạc, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật xin lỗi, đã để cho Bí thư Nguyễn chờ lâu. Bí thư Nguyễn, tôi thật sự ngưỡng mộ đại danh của ngài. Thành Kiếm Xã bắt tay Nguyễn Trấn Nhạc rồi ngồi xuống ghế. Nguyễn Trấn Nhạc không thích nghe người ta nói ngưỡng mộ đã lâu, vì câu nói này làm hắn nhớ đến những chuyện không vui ở thành phố Đông Bộ, lại giống như chuyện không vui này đang được tuyên bố ra cho người khắp thiên hạ biết vậy. Bí thư Nguyễn. Cảm ơn ngài vào lúc gấp rút vẫn bỏ ra chút thời gian uống trà với tôi, Thành Kiếm Xã tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Hôm nay tôi dùng trà thay rượu, mời Bí thư Nguyễn một ly. Thành Kiếm Xã là người thành công cũng không phải vì may mắn,
hắn đã phân tích ra mục đích của Nguyễn Chấn Nhạc, thế cho nên sẽ không chủ động nhắc đến. Hắn chỉ ngồi thật bình tĩnh để câu cá, chờ đối phương há miệng nói ra vấn đề, khi đó mới chiếm được lợi ích lớn nhất. Trên mặt Nguyễn Chấn Nhạc vẫn treo nụ cười, hắn nhìn Thành Kiếm Xã rồi nâng ly trà lên nói. Giám đốc Thành thật sự quá khách khí rồi, người từ xa đến là khách, giám đốc Thành không ngại ngàn dặm xa xôi đến thành phố Đông Bộ, nếu như tôi là lãnh đạo địa phương mà không tiếp đón nồng nhiệt, như vậy chẳng phải là không hiểu chuyện sao? Thành Kiếm Xã cười hì hì, hắn không trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ, người đến từ xa là khách, bên ngoài còn có rất nhiều khách, sao anh không đến tìm họ mà uống trà? Chỉ sợ lúc này anh hạ thấp tư thái cũng chỉ là vì nhìn chúng hạng mục trong tay tôi mà thôi. Thành Kiếm Xã lúc đầu còn có vài phần khắc chế, nhưng xua khi uống được vài ly trà thì biểu hiện bản chất, liên tục khoác lác thổi phồng. Quan liên lớn nhỏ đều là tài liệu tốt để giám đốc Thành mở miệng khoác lác, hơn nữa quan viên càng cao thì hắn càng thêm thân mật, xưng hô rất thân cận, căn bản giống như hai bên là anh em vậy. Nguyễn Chấn Nhạc thầm nghĩ, ai là đồng chí của anh? Anh gặp mặt đám quan viên kia không phải gọi bằng ông nội là may rồi, dám gọi bọn họ là đồng chí sao? Nguyễn Chấn Nhạc hiểu rất rõ vấn đề, Thành Kiếm Xã sở dĩ có thể lớn tiếng khoác lác vì đó là các vị lãnh đạo đang cần hắn đầu tư hạng mục, nếu không anh có tiền thì là cái gì? Có tiền không phải nằm dưới sự quản lý của tôi sao? Tiền trước mặt quyền chỉ là cháu nội mà thôi. Vì thế Nguyễn Chấn Nhạc hiểu khá chi tiết về người làm kinh doanh. Hắn càng cảm thấy bộ dạng lớn lối khoác lác của Thành Kiếm Xã là rất buồn cười. Hắn uống nửa ly trà rồi dùng giọng không ngừng hâm mộ nói. Giám đốc Thành, xem như những vị thần tài như các anh là tốt, kiếm tiền thoải mái, ngủ đến khi nào chán thì thôi. Không giống như tôi, mỗi ngày đều trợn mắt công tác, bận tối mặt tối mày, không thể có thời gian rảnh rỗi linh hoạt cho được. Bí thư Nguyễn, ngài chỉ thấy trộm ăn thịt mà chưa thấy trộm bị đánh. Tôi ngủ rất thoải mái nhưng đến thời điểm khó khăn thì thật sự còn khổ sở còn hơn cháu nội. Thành Kiếm Xã nâng ấm trà lên rót vào ly cho Nguyễn Chấn Nhạc rồi dùng giọng thổn thức nói. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cảm khái nói. Làm việc khó, làm việc lớn càng khó, những năm nay chuyện gì cũng không dễ dàng. Theo lời của tôi, đừng nghĩ tôi làm chủ tịch thành phố mà đầy hào quang, thực tế thì thật sự khó làm, khó sống lắm. Ôi! Chẳng lẽ còn có thứ gì làm cho bí thư Nguyễn cảm thấy khó xử sao? Thành Kiếm Xã chợt có vài phần hào hứng với lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc. Thật sự là không có, chỉ là áp lực trên vị trí của tôi có hơi lớn. Nguyễn Chấn Nhạc mỉm cười, thầm nghĩ cho dù có tôi cũng không nói với anh. Hắn nâng ly trà lên, cũng không uống hết mà cười nói. Giám đốc Thành, anh biết chủ tịch tiền nhiệm của thành phố chúng tôi trước kia là ai không? Chương 717, không nhìn quảng cáo mà chỉ xem hiệu quả trị liệu. Thành Kiếm Xã cũng biết được vài tình huống về thành phố Đông Bộ, hắn có chút trầm ngâm, cuối cùng mới nói. Nghe nói là bí thư Vương của thành phố La Nam. Chính là bí thư Vương, anh ấy rất có cảm tình với thành phố Đông Bộ, hơn nữa công tác rất tốt ở nơi đây. Dù bây giờ anh ấy đã đến thành phố La Nam, thế nhưng ảnh hưởng vẫn còn rất mạnh ở thành phố Đông Bộ. Trước khi tôi đến thành phố Đông Bộ thì có không ít người hy vọng Bí Thư Vương sẽ tiến lên một bước tiếp tục đưa nhân dân Đông Bộ phát triển mạnh mẽ. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì khẽ than một tiếng. Tuy tôi không trông mong mình có thể vượt mặt Bí Thư Vương, thế nhưng dù thế nào cũng không nên cho người thành phố Đông Bộ thất vọng chứ phải không? Thành Kiếm Xã là người thông minh, đủ để cho hắn biết rõ ý nghĩa thật sự trong lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn hiểu Nguyễn Chấn Nhạc ăn nói đàng hoàng nhưng thực tế lại đang cùng phân cao thấp với Vương Tử Quân, nếu Nguyễn Chấn Nhạc thắng thì Vương Tử Quân sẽ cực kỳ khó chịu. Thành Kiếm Xã nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Nguyễn Chấn Nhạc, trong lòng tuy không thích nhưng nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân sỉ nhục mình, hoàn cảnh ở Đông Bộ và Sơn Viên lại là như nhau, thế nên tâm tình hắn chợt khẽ động. Dù sao làm như vậy thì người kia sẽ rất khó chịu, Thành Kiếm Xã nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt của tên khốn kia, hắn chợt cảm thấy bực mình. Chính mình không có tổn thất gì, lại làm cho đối phương mất hứng, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt. Bí thư Nguyễn giống như cũng nắm chặt điểm này, thế cho nên mới đến tìm mình uống trà. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, trong đầu Thành Kiếm Xã chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn nhanh chóng cho ra quyết định. Hắn cười nói với Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, tôi thật sự rất cảm động với cách giải quyết của ngài, cho đến bây giờ tôi vẫn tin tưởng một câu, kẻ có chí thì sẽ thắng. Nguyễn Chấn Nhạc tuy đã suy tính kỹ càng, thế nhưng bây giờ nghe Thành Kiếm Xã tỏ thái độ thì không nhịn được phải thở dài một hơi.
Dù lần này kêu gọi công ty Bất Lão Khang đầu tư vào Đông Bộ không phải là tình huống bắt buộc, nhưng có thể dựa vào tình thế để tìm lợi cho mình, sao hắn không làm cho được. Không thể ngờ tôi và Giám đốc Thành lại có chung chí hướng như vậy, xem ra sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ cười cười với Thành Kiếm Xã rồi nói. Hai người không nói thêm lời nào, đều nở nụ cười. Một khi sự việc đã đạt thành ăn ý thì sau đó hai người liên hệ càng thêm thoải mái hơn, cả hai nói chuyện thêm 10 phút thì xem như đạt thành nhất trí, sau đó mới bắt tay cáo từ. Thành Kiếm Xã nhìn Nguyễn Chấn Nhạc rời đi mà trên mặt nở nụ cười, chính mình không có tổn thất gì lại làm cho tên kia khổ sở, đây rõ ràng là lựa chọn tốt. Cũng không biết khi đối phương biết mình giúp đỡ cho đối thủ cạnh tranh thì sẽ có biểu hiện thế nào. Giám đốc Thành, có một tình huống tôi cần phản ánh với ngài. Khi Thành Kiếm Xã quay về phòng, phó giám đốc nhanh chóng đi đến. Thành Kiếm Xã nhìn bộ dạng vội vàng của viên phó giám đốc, vẻ mặt hắn chợt phát lạnh. Hắn đưa mắt nhìn đối phương rồi mới nói. Có việc gì mà đáng phải ngạc nhiên như vậy? Thật ra hôm nay Thành Kiếm Xã rất vui. Sau khi nói chuyện vui vẻ và khách khí với Nguyễn Chấn Nhạc, hắn nhanh chóng quyết định đầu tư. Hơn nữa sau này chỉ cần đầu tư ở thành phố Đông Bộ thì sẽ trực tiếp tìm Nguyễn Chấn Nhạc nói chuyện, coi như vài ly trà đã thực hiện được tâm sự, có một vị bí thư thị ủy làm tài sản vô hình cho mình. Nhưng tâm tình tốt của Thành Kiếm Xã hôm nay lại bị vị phó giám đốc làm cho tan biến vài phần. Thành Kiếm Xã là một người tự tay sáng lập xí nghiệp, tuy bây giờ có ban giám đốc nhưng quyền uy của hắn vẫn là rất lớn. Vì vậy đối phương dù là phó giám đốc nhưng lại cực kỳ sợ hãi hắn. Phó giám đốc nghe được lời nói của Thành Kiếm Xã, hắn có chút trầm ngâm, lúc này mới nói. Giám đốc Thành, tôi cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng, ngài trước tiên cần phải biết rõ, vì vậy tôi cần báo cáo với ngài. Phó giám đốc nhìn thoáng qua Thành Kiếm Xã rồi cúi đầu nói. Hừ, lúc này chuyện của tôi không quan trọng sao? Thành Kiếm Xã cũng không ngẩng đầu lên, hắn nhàn nhạt nói. Phó giám đốc có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng đi theo Thành Kiếm Xã vào trong phòng. Sau khi Thành Kiếm Xã ngồi lên chiếc ghế của mình, hắn mới mở miệng nói. Có việc gì, anh nói đi. Giám đốc Thành, vừa rồi chúng tôi đã đi dạo một vòng qua các gian hàng. Phó giám đốc hít vào một hơi rồi khẽ nói. Các anh đến các gian hàng kia làm gì? Anh cũng không phải không biết mình đang làm gì. Chúng ta sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, những gian hàng kia chẳng có gì. Đi qua căn bản chỉ là mất thời gian vô ích. Thành Kiếm Xã vung tay lên dùng giọng bất mãn nói. Gương mặt của phó giám đốc có chút khó coi, nhưng Thành Kiếm Xã trước nay ở trong công ty nổi tiếng là người nói một không hai, nói trời tối thì anh cũng phải mở miệng nói không sáng. Lúc này dù hắn thật sự rất bức bối nhưng phải chịu đựng, nếu không phải vì lương thưởng của công ty không tệ, hắn làm một phó giám đốc thì quản nhiều chuyện như vậy làm quái gì. Giám đốc Thành, chúng tôi muốn đi xem xét. Kết quả là phát hiện ra được thứ này. Phó giám đốc vừa nói vừa đặt một chiếc bình nhỏ như nắm tay ở trước mặt Thành Kiếm Xã. Chiếc bình kia được chế tác tinh xảo, chưa nói trước bên trong là thứ gì, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng đủ thu hút ánh mắt người khác. Đây là thứ gì? Thành Kiếm Xã chợt có chút hào hứng, thế là âm thanh cũng ôn hòa hơn. Giám đốc Thành, đây là huyền lộ dịch, chính là một loại rượu thuốc. Phó giám đốc nói. Lại lấy từ trong túi ra một tờ giấy tuyên truyền in ấn tinh xảo dùng hai tay đưa cho Thành Kiếm Xã. Thành Kiếm Xã vừa nghe nói đó là rượu thuốc thì chợt lắp bắp kinh hãi. Công ty Bất Lão Khang của bọn họ cũng có rượu thuốc, hơn nữa loại rượu thuốc kia chiếm 1/3 lợi nhuận của công ty, có thể nói là sản phẩm chủ chốt. Bây giờ phát hiện ra có thêm một loại rượu thuốc như thế này thật sự tạo ra áp lực cho Thành Kiếm Xã, coi như chiếc bánh sẽ bị san sẻ, biết đâu loại rượu này sẽ là đối thủ cạnh tranh cực mạnh của mình. Thành Kiếm Xã nhìn những dòng chữ sinh âm bổ dương trên tờ giấy quảng cáo, thế là khóe miệng lội ra nụ cười lạnh, rất nhiều loại thuốc khi công dụng rất lớn, thế nhưng hiệu quả thực tế thì không được bao nhiêu. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi lên phần chứng thực của ban ngành kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm được in màu, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Hắn là giám đốc một công ty sản xuất mặt hàng bảo vệ sức khỏe, hắn biết rõ ý nghĩa của nó là thế nào, không phải công ty không muốn làm ra một giấy chứng nhận như vậy. Thế nhưng vấn đề không phải là không muốn làm, mà là không làm được. Có phần giấy tờ này chứng tỏ công hiệu của rượu thuốc đã được ban ngành chức năng thông qua kiểm chứng, ít nhất cũng là loại rượu có công hiệu tốt. Mở ra cho tôi nếm thử. Lúc này Thành Kiếm Xã cũng bất chấp cái gì gọi là bảo trì phong độ trước mặt thủ hạ, hắn vung tay lên nói với viên phó giám đốc.
Thấy Thành Kiếm Xã tỏ ra nóng lòng như lửa đốt thì phó giám đốc chợt sinh ra khoái cảm, nhưng lúc này hắn cũng không dám lười biếng, vội vàng mở bình rượu ra đưa cho Thành Kiếm Xã. Thành Kiếm Xã khẽ uống một ngụm rượu, hắn cũng không nuốt xuống mà chỉ chậm rãi thưởng thức. Thời gian dần trôi qua, bầu không khí trong phòng của Thành Kiếm Xã chợt trở nên lặng ngắt như tờ, vẻ mặt Thành Kiếm Xã lại liên tục biến đổi. Phó giám đốc nhìn gương mặt Thành Kiếm Xã, thầm nghĩ chẳng lẽ giám đốc Thành học ở đâu phương pháp biến đổi vẻ mặt sao? Thế nào lại lúc đỏ lúc trắng như vậy? Nếu không phải hắn cũng đã uống qua huyền lộ dịch, chỉ sợ đang hoài nghi giám đốc Thành của mình bị trúng độc. Công ty nào bán rượu này? Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Không nghe ra chút tin đồn nào sao? Phó giám đốc thấy Thành Kiếm Xã gần đây luôn nhã nhặn lễ độ đã trở thành bộ dạng gấp rút như vậy, thế là tranh thủ thời gian giải thích. Đây không phải là bán, là tặng, bọn họ nói muốn tìm đối tác ký hợp đồng sản xuất. Tìm kiếm đối tác, tốt, thật sự quá tốt, đi, mau đưa tôi đi, nếu như để người ta cướp mất hạng mục hợp tác này, như vậy rượu thuốc của Bất Lão Khang đừng hòng buôn bán được nữa. Thành Kiếm Xã nói rồi bước ra ngoài như gió cuốn. Giám đốc Thành, dép của ngài. Phó giám đốc nhìn thoáng qua dưới chân Thành Kiếm Xã rồi lớn tiếng nhắc nhở. Tôi có đeo dép. Thành Kiếm Xã cũng không quan tâm, hắn nhanh chóng đi ra. Tôi biết ngài có mang dép, nhưng đó là dép lê. Phó giám đốc mở miệng nhắc nhở Thành Kiếm Xã bằng giọng điệu đầy thiện chí, lúc này Thành Kiếm Xã mới giật mình bừng tỉnh, hắn cúi đầu nhìn, thì ra hắn vẫn còn mang dép lê trong nhà. Lấy giày đến cho tôi. Thành Kiếm Xã phân phó một tiếng rồi tiếp tục đi, phó giám đốc thì vội vàng chạy đi lấy giày. Hai người vội vàng rời khỏi khách sạn Đông Bộ, lái xe chờ sẵn nhanh chóng nhấn chân ga. Thế nhưng con người đôi khi là như vậy, những lúc anh càng sốt ruột thì xe càng chạy chậm. Thành Kiếm Xã nhìn đám người chắn trước mặt, trong miệng không nhịn được mắng. Thành phố Đông Bộ quản lý giao thông kiểu gì vậy, đi không ra quy luật gì cả. Lúc này viên phó giám đốc cũng không dám nói lời nào, hắn biết rõ lúc này mình mà lên tiếng thì căn bản chỉ là tự tìm phiền phức mà thôi. Sau vài phút kẹt xe thì Thành Kiếm Xã cuối cùng cũng đi đến hội chợ xúc tiến phát triển thương mại. Dưới sự thúc giục của Thành Kiếm Xã, phó giám đốc nhanh chóng đưa Thành Kiếm Xã đến một gian hàng trong khu hội chợ. Vì vội vàng nên Thành Kiếm Xã căn bản cũng không chịu nhìn cho kỹ, hắn chỉ thấy đám người vây quanh nơi này, thế là trong lòng giống như bùng lửa nóng. Lần này còn có vài công ty sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe đến tham gia hội chợ xúc tiến phát triển thương mại, nếu như Thành Kiếm Xã ra tay chậm, chỉ sợ là có hại cho chính mình. Anh này làm gì vậy? Chen lấn cái gì? Không thấy người ta đang xếp hàng sao? Một ông lão hơn 60 tuổi giữ chặt lấy tay Thành Kiếm Xã rồi đẩy ra. Thành Kiếm Xã nhìn vẻ mặt ông lão, hắn biết lúc này không nên trêu chọc đối phương, thế là hắn vung tay lên chặn lại. Bác à, cháu có việc gấp lắm. Thành Kiếm Xã vừa nói vừa rút chân lui lại, hắn còn chưa đi được hai bước, chợt sinh ra cảm giác lùi đụng vào núi thịt. Phía sau vang lên tiếng kêu sợ hãi, chợt có người lớn tiếng mắng. Lưu manh, dám chiếm tiện nghi của bà sao? Thành Kiếm Xã quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa thì nôn mửa. Hắn nhìn gương mặt đầy phấn của người phụ nữ đứng phía sau, trong lòng thầm nghĩ, loại người như thế này dù đánh chết thì tôi cũng tuyệt đối không dám động vào. Nhưng lúc này có dám động vào hay không cũng chẳng phải là Thành Kiếm Xã có thể quyết định được, hắn nhanh chóng nói vài câu xin lỗi, sau đó quay đầu đi vào bên trong. Thành Kiếm Xã thấy phía bên kia là một gian hàng rộng 50 mét vuông, trong đó có vài người ngồi, làm người ta chú ý nhất chính là một đạo nhân râu dài bồng bềnh. Đạo nhân này nhìn qua thì thấy râu tóc đều trắng như cước nhưng giọng điệu lại cực kỳ rõ ràng, bên cạnh đạo nhân kia là một loạt những chiếc bình nhỏ rất đẹp. Bên cạnh lại có thêm một chiếc màn hình lớn. Bên trên màn hình là một đoạn phim quảng cáo, chợt nghe thấy âm thanh của một người đàn ông. Chính Pháp đạo trưởng sinh năm 1911, năm nay đã 85 tuổi, 9 tuổi xuất gia ở Tam Thanh Quan huyện Dương Phong. Trong lúc giới thiệu thì bên cạnh còn có giấy kiểm định chất lượng của Bộ Y tế, bên trên có một dòng chữ đỏ ghi rõ công dụng của rượu thuốc huyền lộ dịch. Các vị, rượu thuốc huyền lộ dịch chính là do tổ sư của Tam Thanh Quan lưu truyền lại qua bao đời. Tất cả đạo nhân Tam Thanh Quan chúng tôi những năm qua đều uống loại rượu này. Thứ nhất là để trừ lạnh, hai là dưỡng sinh. Chính Pháp đạo nhân tuy đã 85 tuổi nhưng giọng nói thật sự như loa phóng thanh, liên tục vang vọng trong gian hàng. Sau khi Chính Pháp đạo nhân nói 10 phút thì mới có người đặt câu hỏi, tuy câu hỏi có lớn có nhỏ thế nhưng vị đạo nhân kia đều nghe rõ, lại trả lời rất rõ ràng. 85 tuổi mà có thể án nói to lớn nghe ngóng chính xác như vậy.
hơn nữa mọi người đã được miễn phí thử tác dụng của loại rượu huyền lộ dịch kia, thật sự là hiệu quả quá rõ ràng. Vì vậy chính pháp đạo nhân nói xong thì chợt có kẻ nói. Đạo trưởng bày rượu huyền lộ dịch ở nơi đây, không biết có tính toán gì không? Chúng tôi sở dĩ ở chỗ này bày ra huyền lộ dịch cũng là vì muốn thông qua hỗ trợ xúc tiến thương mại để đưa loại rượu này vào cuộc sống. Tuy tam thanh quan chúng tôi nhiều năm qua tự ủ rượu nhưng phần lớn là tự dùng, tục ngữ có câu thứ tốt phải chia sẻ, vì vậy chúng tôi quyết định hợp tác với những công ty có năng lực, để cho càng nhiều người được hưởng dụng loại rượu thuốc tốt cho sức khỏe này. Huyền Chân đạo nhân ở bên cạnh sư phụ chợt khẽ lên tiếng. Vậy các anh định hợp tác thế nào? Chúng tôi bàn với ai? Thanh Kiếm Xã khẽ nghiêng đầu, hắn thấy đối thủ cạnh tranh của mình là giám đốc Lý Bân Khởi ở ngay bên cạnh, thế là không khỏi trầm giọng hỏi. Nếu như các vị có ý hợp tác, có thể hiệp đàm với ban quản lý kêu gọi đầu tư cô Yên Sơn, sau khi được Huyền Chân đạo trưởng của Tam Thanh Quan trao quyền, chúng tôi sẽ là người đại diện toàn quyền cho sản phẩm huyền lộ dịch này. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Huyền Chân đạo nhân chợt lên tiếng. Ban quản lý kêu gọi đầu tư cô Yên Sơn, sao lại quen như vậy nhỉ? Thanh Kiếm Xã chợt suy nghĩ, thế nhưng hắn nhanh chóng tiến lên, dù thế nào thì hắn bắt buộc cũng phải nắm trong tay sản phẩm tốt hơn 10 lần so với rượu thuốc do công ty mình sản xuất này. Chương 718, gió mây biến đổi, bây giờ đến lượt chúng tôi nổi tiếng. Sáng sớm thức dậy, Lý Quý Niên thật sự cảm thấy có chút bức bối, tuy quần áo sạch sẽ vẫn được đặt sẵn ở đầu giường, thế nhưng hắn nghĩ đến chuyện hôm qua và luôn cảm thấy ngứa răng. Con bà nó, bị một tên khốn gian thương làm cho mình khó xuống đài, nếu không phải có Bí Thư Vương, chỉ sợ mình sẽ mất mặt. Lý Quý Niên nghĩ đến gương mặt La Nhân Huy, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Chủ tịch Lý, thư ký Tiểu Trần thấy Lý Quý Niên đi đến thì vội vàng khẽ chào hỏi. Ngài ăn sáng bây giờ chứ? Ừ, đợi lát nữa tôi ra ngoài ăn cháo. Lý Quý Niên khoát tay rồi nhìn thoáng qua thư ký, sau đó khẽ nói. Có người tìm tôi không? Không ạ. Tiểu Trần trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Tiểu Trần tất nhiên hiểu những gì xảy ra với chủ tịch Lý, vì vậy hôm nay hắn cực kỳ chú ý. Hắn rất sợ chọc giận Lý Quý Niên, như vậy những cố gắng nhiều năm của hắn sẽ hóa thành bọt nước. Bí Thư Vương có trong phòng không? Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Bí Thư Vương vừa ra ngoài một chuyến, bây giờ đã quay về rồi. Tiểu Trần lần này trả lời rất chậm, dù sao bây giờ hắn cũng không hiểu chủ tịch Lý có ý gì, vì vậy lời nói càng thêm chú ý. Lý Quý Niên vừa nghe nói Vương Tử Quân chạy ra ngoài một chuyến, hắn có chút do dự, sau đó đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân đóng chặt, thế nhưng hắn đi đến bên cửa vẫn có thể nghe thấy tình huống náo nhiệt bên trong. Lý Quý Niên có chút do dự, hắn bắt đập gõ cửa. Hắn gõ được hai cái thì có người mở cửa ra. Chào Chủ tịch Lý. Đồng chí Tân thấy người đến là Lý Quý Niên thì vội vàng mở miệng chào hỏi. Tuy những gì xảy ra hai ngày qua thật sự làm cho Lý Quý Niên mất mặt, thế nhưng dù sao thì Lý Quý Niên vẫn là chủ tịch thành phố. Lúc này người ngồi trong phòng đều nở nụ cười chào hỏi Lý Quý Niên, Vương Tử Quân lại càng đứng lên nói. Chủ tịch Lý, vừa rồi chúng tôi còn đánh cuộc xem anh ngủ đến lúc nào, lại không ngờ hôm nay anh thức dậy sớm như vậy, xem ra ông trời nhất quyết bắt tôi phải mời cơm trưa rồi. Lý Quý Niên ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nở nụ cười nói. Bí Thư Vương, vấn đề này cũng không thể oán trách tôi được, nếu trước khi tôi thức dậy ngài đến cho ra chỉ thị, tôi dù muốn tỉnh cũng dáng nằm trên giường không ngồi dậy. Trong phòng vang lên tiếng cười lớn, Kim Điền Lạc chợt cười nói. Chủ tịch Lý, đám người chúng tôi chỉ sợ ngài và Bí Thư Vương liên thủ với nhau, thế cho nên mới ngồi cả đây không cho Bí Thư Vương và anh có cơ hội như vậy. Sau khi nói vài câu chê cười thì Vương Tử Quân cười nói. Hôm nay là ngày thứ hai của hội chợ xúc tiến thương mại, cũng là một ngày rất quan trọng. Tuy chúng ta không nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng có thể thấy tất cả thành phố tham gia đều đang cực kỳ cố gắng, mọi người ai cũng tranh thủ hội chợ lần này để kêu gọi về thành phố mình thật nhiều hạng mục đầu tư. Bầu không khí trong phòng chậm rãi bình tĩnh lại, dù sao đây cũng là chuyện lớn, nếu như làm không xong thì thành phố La Nam sẽ rất mất mặt. Bí Thư Vương, công ty đầu tư Đông Du đã khảo sát một ngày ở núi Cô Yên Sơn. Cuối cùng Tình Nguyên bỏ ra 200 triệu để cùng chúng ta khai phá Cô Yên Sơn, nhưng bọn họ đề xuất muốn chiếm 60% cổ phần. Hà Khởi Duệ khẽ gạt tàn rồi báo cáo với Vương Tử Quân. 200 triệu có thể nói là một con số rất lớn với thành phố La Nam,
ngoài đường cao tốc Sơn La thì thành phố La Nam trước nay căn bản chưa từng có hạng mục nào vượt qua 200 triệu. Hơn nữa một khi ký kết hạng mục này, dù là thành phố La Nam căn bản không ký thêm hạng mục nào ở hội chợ lần này, ít nhất cũng chiếm được vị trí cao lúc bế mạc tổng kết hội chợ. Ánh mắt Hà Khởi Duệ rất bình tĩnh, thế nhưng rõ ràng là hắn giúp đỡ cho điều kiện này. Dù sao thì thành phố La Nam cũng không cần bỏ ra xu nào lại có 40% cổ phần. Nếu dựa theo hạn ngạch mà công ty Đông Du sẽ đầu tư, như vậy tài chính của thành phố La Nam sẽ có nguồn thu rất lớn. Đám người khác cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, dù sao thì chuyện này cũng cần sự đồng ý của Bí Thư Vương. Hơn nữa hạng mục này là do Bí Thư Vương vận tác, Bí Thư chưa nói lời nào thì căn bản không ai dám lên tiếng. Lý Quý Niên thật sự cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, nếu như hắn có thể quyết định thì đã sớm lên tiếng, nhưng đáng tiếc hắn là một chủ tịch thành phố thế nhưng căn bản không có quyền lên tiếng ở sự kiện này. Dù sao đó cũng là hạng mục được Vương Tử Quân thúc đẩy, nhưng Lý Quý Niên đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt có vài phần bức thiết. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm, hắn thấy rõ phản ứng của đám người ngồi chung quanh mình, càng hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ là như thế nào. Nhưng hắn lại càng là người hiểu rõ giá trị của hạng mục Cô Yên Sơn, hắn suy tư một lát rồi nói. Tôi đồng ý với hợp tác của công ty Đông Du, nhưng tôi cảm thấy cần điều chỉnh lại việc phân chia cổ phần. Chủ tịch Hà, anh nói cho Giám đốc Trần, nói rằng tôi muốn 45% cổ phần thuộc về thành phố La Nam. 45%, tuy chỉ hơn 5%, thế nhưng nếu nhìn vào con số đầu tư 200 triệu thì rõ ràng là không nhỏ. Hà Khởi Duệ lo lắng người ta sẽ không đồng ý, thế là hắn do dự một lát rồi nói. Bí Thư Vương, nếu như công ty Đông Du không đồng ý thì sao? Nói cho bọn họ biết, nếu bọn họ không đồng ý với chúng ta, như vậy chúng ta sẽ đi tìm công ty khác để tiến hành hợp tác. Đồng thời anh nói lộ ra vài tình huống khảo sát Cô Yên Sơn của công ty khác với Tổng Giám đốc Trần. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hà Khởi Duệ, hắn nở nụ cười tự tin nói. Hà Khởi Duệ khẽ gật đầu, hắn đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân, hắn cũng rất tự tin ở phương diện này. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ căn cứ vào những cuộc điện thoại giới thiệu không dứt của những người quen, đã chứng tỏ hạng mục du lịch Cô Yên Sơn kia có độ nặng như thế nào. Bí Thư Vương, ngày mai hội chợ sẽ kết thúc, nếu như không ký kết được hạng mục Cô Yên Sơn, chỉ sợ thành tích của thành phố chúng ta sẽ vẫn rớt về phía sau. Kim Điền Lạc đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn khẽ mở miệng nhắc nhở. Lý Quý Niên cũng nghĩ như vậy, dù sao bây giờ lãnh đạo tỉnh cũng rất coi trọng hội chợ xúc tiến thương mại, nếu như thành phố La Nam không ký kết được hạng mục Cô Yên Sơn, chỉ sợ thành tích của La Nam sẽ là cuối cùng. Lý Quý Niên tuy có chút vội vàng nhưng cũng chỉ dám nhìn về phía Vương Tử Quân mà thôi, tuy hắn có lựa chọn của mình, nhưng lúc này Vương Tử Quân mới là người quyết định. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt của mọi người, trong lòng thầm hiểu bọn họ quan tâm đến thứ gì. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Hội chợ xúc tiến thương mại lần này thực chất là để kêu gọi đầu tư, chúng ta cần phải phô bày ra những thứ gì tốt nhất của thành phố La Nam. Lúc này hạng mục du lịch Cô Yên Sơn đã được mở rộng, đã đạt được mục đích của chúng ta, còn phương kiện ký kết, chúng ta cũng không vội. Có thể tiếp nhận điều kiện của chúng ta thì hai bên ký hợp đồng đầu tư, nếu như muốn dùng phương diện hội chợ sắp kết thúc để uy hiếp, như vậy rõ ràng là hợp tác cũng như không, thật ra chẳng có gì là khác nhau. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng xem như quyết định sự việc. Tuy hắn nói rất đơn giản thế nhưng Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố lại biết rất rõ, Vương Tử Quân rốt cuộc đang gánh chịu bao nhiêu áp lực. Nhưng thật lòng thì Lý Quý Niên rất hy vọng hạng mục du lịch Cô Yên Sơn sẽ được ký kết trước lễ bế mạc, dù sao thì thành phố Đông Bộ cũng sẽ làm tổng kết vào thời điểm bế mạc, đó là phương diện cực kỳ quan trọng, thể hiện lực kêu gọi đầu tư của các thành phố. Lý Quý Niên dù nghĩ như vậy nhưng lại không nói nên lời. Dù sao Vương Tử Quân mới là bí thư thị ủy, hắn chỉ là chủ tịch thành phố, lực lên tiếng kém hơn khá nhiều. Khi Lý Quý Niên đang thầm suy nghĩ đến nhiều vấn đề mà vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt, chợt nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng. Chủ tịch Lý, tôi có việc cần nhờ anh. Bí thư Vương, ngài có gì cứ sắp xếp, tôi nhất định sẽ dùng hết sức để hoàn thành. Lý Quý Niên trả lời cực kỳ nghiêm trang, trong lòng hắn lại càng chờ mong vào công tác mà Vương Tử Quân chuẩn bị sắp xếp cho mình. Vương Tử Quân cười cười nói. Trong số những hạng mục cực kỳ quan trọng của thành phố La Nam chúng ta tham gia hội chợ lần này ngoài du lịch Cô Yên Sơn còn có rượu Huyền Lộ Dịch, nếu hạng mục này được thao tác tốt, tuyệt đối không kém du lịch Cô Yên Sơn. Chủ tịch Lý nên phụ trách cụ thể với hạng mục này. Hạng mục Huyền Lộ Dịch,
Lý Quý Niên nghe nói hôm qua Vương Tử Quân cho người đưa vài đạo nhân từ núi Cô Yên Sơn đến đây, không phải là đạo nhân kia có liên quan đến rượu huyền lộ dịch đấy chứ? Tuy hắn cảm thấy hạng mục rượu huyền lộ dịch căn bản không thể nào so sánh được với du lịch Cô Yên Sơn, thế nhưng Vương Tử Quân đã mở miệng, hơn nữa hôm qua Bí Thư Vương là người ra tay giải vây cho mình, thế là hắn phải tiếp nhận. Vâng, tôi nhất định sẽ chấp hành chỉ thị của Bí Thư Ngài. Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân sao lại không nhìn rõ tâm tư của Lý Quý Niên? Nhưng hắn cũng không giải thích nhiều ở sự kiện này, một là không dùng, đã dùng là phải tin, hắn tin Lý Quý Niên cũng hiểu điều này. Sau khi nói chuyện hơn nửa giờ ở phòng làm việc của Vương Tử Quân, Lý Quý Niên đi về phòng của mình. Hắn vừa vào cửa thì thư ký Tiểu Trần đưa đến một đống lớn văn kiện. Chủ tịch Lý, đây là văn kiện của sự kiện huyền lộ dịch, Bí Thư Vương nói tôi đưa đến cho ngài. Tiểu Trần đặt văn kiện lên bàn làm việc của Lý Quý Niên rồi cười nói. Lý Quý Niên nhìn những văn kiện trên bàn mà hơi nhíu mày, thế nhưng hắn vẫn phải cầm lên xem. Chuyện này là Vương Tử Quân giao cho hắn, nếu như hắn không làm tốt thì thật sự mất mặt. Khi Lý Quý Niên cầm văn kiện lên thì chuông điện thoại vang lên, chợt nghe thấy Phó Thư Ký trưởng phụ trách công tác tiếp đãi nói. Chủ tịch Lý, Giám đốc Thành của công ty Bất Lão Khang muốn gặp ngài. Thành Kiếm xã tìm mình làm gì? Lý Quý Niên xem như hiểu rõ tình huống của Thành Kiếm xã trong những ngày qua, đối phương vì muốn xây dựng một nhà máy Bất Lão Khang, vì có hạng mục trong tay nên được đám cán bộ lãnh đạo tỉnh Sơn Nam coi như Phượng Hoàng. Nhưng đó chỉ là những người có tính toán với hạng mục của Thành Kiếm xã, Lý Quý Niên chính là Lý Quý Niên, hắn biết rõ Thành Kiếm xã căn bản sẽ không xây dựng nhà máy ở thành phố La Nam, thế cho nên trong lòng cũng không có ý muốn gặp Thành Kiếm xã. Không muốn mà được sao? Lý Quý Niên lại tiếp tục nâng tài liệu lên xem, hắn khẽ dựa lưng lên ghế, bộ dạng nhàn nhã. Nhưng còn chưa được 2 phút thì chuông điện thoại vang lên, Lý Quý Niên nghe thấy tiếng chuông thì cau mày, hắn cầm điện thoại lên. Chủ tịch Lý, Giám đốc Thành của công ty Bất Lão Khang nói anh ấy muốn gặp ngài, là vì muốn bàn chuyện xây dựng nhà máy Bất Lão Khang ở thành phố La Nam. Phó Thư Ký trưởng ở bên kia lại lên tiếng xin chỉ thị. Cái gì, bàn việc xây dựng nhà máy ở thành phố La Nam? Lý Quý Niên tuy là người có tố chất khá cao, thế nhưng lúc này nghe được lời nói ở phía bên kia mà cũng không khỏi sững sờ. Ngay cả chủ tịch thành phố Sơn Viên là Quan Quả Đống cũng phải cầu vị giám đốc này đến xây dựng nhà máy địa bàn của mình, nhưng bây giờ viên giám đốc hung hăng vênh váo kia lại chủ động đến bàn với Lý Quý Niên về việc xây dựng nhà máy ở thành phố La Nam. Điều này làm cho Lý Quý Niên cảm thấy kinh dị, đầu tiên hắn nghĩ rằng đối phương có phải đang đùa giỡn với mình hay không. Trong đầu Lý Quý Niên chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, thầm nghĩ về tính chân thật trong lời nói của Giám đốc Thành. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy cũng là vì có lý do. Dù hắn là chủ tịch thành phố La Nam, thế nhưng hắn cũng không có tâm tư đối phó với những người không có thành ý. Lúc này hắn nhìn vào phương diện khách quan, nếu xem xét phương diện khách quan thì thành phố La Nam đừng hòng cạnh tranh với thành phố Sơn Viên, thậm chí còn không thể nào cạnh tranh được với thành phố Triệu Lô. Vị trí địa lý của thành phố La Nam căn bản không bằng các thành phố khác, hơn nữa Lý Quý Niên và Vương Tử Quân căn bản không khách khí với Thành Kiếm xã, đặc biệt là hôm qua Bí Thư Vương vì bảo vệ thể diện cho mình mà đổ rượu ướt đúng quần của Thành Kiếm xã. Dưới tình huống này nếu Thành Kiếm xã còn muốn đầu tư nhà máy ở thành phố La Nam, trừ khi đối phương bị điên, nếu không sẽ là không bao giờ. Tôi không rảnh. Chủ tịch Lý suy xét thật sự cẩn thận, sau đó nói ra 3 chữ như vậy. Phó thư ký trưởng bên kia muốn nói gì đó, thế nhưng 3 chữ cứng rắn của Lý Quý Niên đã bịt kín tất cả lối đi. Thành Kiếm xã ngồi trong phòng khách, vẻ mặt tuy có biểu hiện vô cùng lạnh nhạt nhưng trong lòng thật sự rất sốt ruột. Hắn nhìn chậu cây cảnh bên cạnh phòng nhưng lỗ tai lại chú tâm nghe ngóng cuộc gọi của phó thư ký trưởng bên kia. Đáng tiếc là Thành Kiếm xã tuy có thính lực cao vời nhưng lại không nghe được chủ tịch Lý ở bên kia mở miệng nói những gì. Lúc này hắn mới thật sự hối hận vì hôm qua mình đã đắc tội với Lý Quý Niên. Gió mây thay đổi, không ngờ bây giờ mình đích thân đến gặp Lý Quý Niên. Khi bị Lý Quý Niên từ chối, Thành Kiếm xã sinh ra ý nghĩ muốn đi, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn áp chế cảm giác bức bối của mình. Huyền lộ dịch không những làm cho Thành Kiếm xã cảm thấy nguy cơ, còn làm hắn thấy được kỳ ngộ. Nếu như hắn có thể nắm trong tay quyền sản xuất rượu huyền lộ dịch, như vậy công ty Bất Lão Khang sẽ tiến lên bậc thang mới. Vì vậy hắn xem xét lợi hại, cuối cùng phải đi đến khu văn phòng của thành phố La Nam. Chương 719, ngài là bí thư bình dân.
Thanh Kiếm Xã muốn gặp người phụ trách hạng mục huyền lộ dịch của thành phố La Nam để trao đổi qua, lại không ngờ Lý Quý Niên là người phụ trách hạng mục này. Thanh Kiếm Xã chợt cảm thấy chuyện này là không dễ làm, nhưng biểu hiện lại vẫn là tươi cười kính nhờ phó thư ký trưởng kia giúp đỡ, kính mong đối phương có thể giúp mình liên lạc với chủ tịch Lý Quý Niên. Giám đốc Thành, chủ tịch Lý hiện tại không rảnh, nếu không thì ngài để lại số điện thoại liên lạc, nếu chủ tịch Lý có rảnh thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Thư ký trưởng Triệu dùng ánh mắt khó xử nhìn Thành Kiếm Xã rồi dùng giọng xin lỗi nói. Thành Kiếm Xã lúc này là người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn hiểu đây không phải là người ta cầu mình, là hắn đến cầu cạnh người ta. Lý Quý Niên không gặp mình, dù hắn có nắm trong tay con bài xây dựng nhà máy Bất Lão Khang thì cũng không có biện pháp. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký trưởng nói một câu mời vào, chợt thấy một cô gái hơn 20 tuổi đi vào. Khi thấy cô gái có chút xa lạ kia, Thành Kiếm Xã chợt thở dài một hơi. Hắn cũng không biết mình lo lắng cái gì, thế nhưng sau khi cô gái kia đi vào, hắn chợt hiểu thật sự mình đang lo lắng điều gì. Ôi, giám đốc Thành, không ngờ anh cũng đến nơi này. Một người đàn ông trung niên mập như quả bóng đi bên cạnh cô gái trẻ nhìn thấy Thành Kiếm Xã thì nhanh chóng vươn hai tay rồi dùng giọng tươi cười hớn hở nói. Khi thấy người đàn ông kia thì Thành Kiếm Xã có hơi cau mày, nhưng ngay sau đó lại cười nói. Ôi, thì ra là giám đốc Lục, bí thư Vương tìm tôi có chút việc, anh sao lại đến đây vậy? Giám đốc Lục bắt chặt tay của Thành Kiếm Xã, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Tôi đến muốn bàn chuyện hợp tác với thành phố La Nam. Tôi thật sự không lắm tiền nhiều của bằng anh, nghe nói tối qua ngài uống say đã đổ cả rượu lên đúng quần của chủ tịch Lý có phải không? Nếu như khi khác nghe tên mập kia cười đùa trêu chọc thì Thành Kiếm Xã nhất định sẽ cười ha hả đáp lời, cảm thấy mình rất có thể diện. Nhưng lúc này hắn lại căn bản không thể cho gương mặt mập mạp với nụ cười nhơn nhất kia hai tát, thầm mắng tên mập khốn kiếp, đến bây giờ còn chưa có con nối dõi, thì ra nguyên nhân là vì ăn ở thiếu đạo đức. Thành Kiếm Xã thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói. Đều là hiểu lầm mà thôi, có câu không đánh không quen, ngày hôm qua nâng ly không chú ý mà đổ rượu lên người chủ tịch Lý, thế nhưng Bí Thư Vương không quá quan tâm mà vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, anh nói xem đây là cái gì. Rõ ràng là Bất Lão Khang thật sự rất có duyên phận với thành phố La Nam. Thành Kiếm Xã mở miệng mà cảm thấy sau lưng vã đầy mồ hôi, đối phương vạch áo mình cho người xem lưng, rõ ràng là muốn chơi xấu cho mình mất mặt. Ôi, đúng vậy, đây chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, Bí Thư Vương xem ra quá khách khí, nói rằng sẽ đưa đến cho tôi một cái quần mới. Tôi nói với Bí Thư Vương rằng, đừng nói là một cái quần, với tình cảm của hai bên. Dù là em gái thì họ Thành tôi cũng có thể dâng lên cho lãnh đạo không nói một lời. Thành Kiếm Xã tuy giả vờ rất có tư thái nhưng lời nói lại không kém vài phần hương vị côn đồ. Giám đốc Lục của công ty Bội Kiện Khang cũng không phải là người ngốc, dù phương diện kinh doanh thua kém công ty Bất Lão Khang, thế nhưng nói vẻ phương diện khôn khéo lại không kém Thành Kiếm Xã. Hắn đã nếm thử rượu huyền lộ dịch ở trong hội chợ, lại nghiên cứu cẩn thận giấy tờ kiểm định. Trong lòng đã hiểu Thành Kiếm Xã xuất hiện ở chỗ này là vì có cùng mục đích với mình. Lúc này Thành Kiếm Xã lại mở miệng tung ra mây mù khắp nơi, mục đích là gì thì quá rõ ràng rồi. Hi hi, giám đốc Thành, Bí Thư Vương nhất định sẽ cao chạy xa bay, nếu Bí Thư muốn em gái của anh, không phải là có động cơ không tinh khiết sao? Vẻ mặt Thành Kiếm Xã chợt tái nhợt, nhưng hắn không phát tác, thần kinh chợt lay động, miễn cưỡng cười nói. Còn không phải sao? Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Bí Thư Vương thật sự là người chi kỷ, mỗi lần liên hệ đều là tâm phục khẩu phục, lời vừa rồi nói ra mới biết có chút quá mức. Lãnh đạo, tôi là giám đốc Lục Đại Hải của công ty Bội Kiện Khang, tôi có chuyên muốn tìm lãnh đạo phụ trách hạng mục rượu huyền lộ dịch để bàn bạc đầu tư. Lục Đại Hải cũng không rông dài với Thành Kiếm Xã, hắn vừa cung kính mời thuốc thư ký trưởng Triệu vừa khẽ nói. Vào thời đại này thì sản phẩm bảo vệ sức khỏe thật sự giống như giếng phun, không những quý giá, lại được quảng cáo vang dội, có thể nói là nổi tiếng cả nước. Thư ký trưởng Triệu cũng từng nghe nói về sản phẩm của công ty Bội Kiện Khang, thế cho nên khách khí mời Lục Đại Hải ngồi xuống, sau đó gọi điện thoại cho Lý Quý Niên. Lý Quý Niên đang nghĩ ngợi về hạng mục huyền lộ dịch, hơn nữa hắn và Lục Đại Hải không có va chạm gì, thế nên đồng ý gặp mặt. Thành Kiếm Xã nhìn Lục Đại Hải rời khỏi phòng khách với gương mặt mỹ mãn. Thế là trong lòng trở nên trầm trọng, thật sự không biết nên tiếp tục như thế nào. Điều làm cho Thành Kiếm Xã cảm thấy khó thể tiếp nhận chính là nhìn hình bóng của Lục Đại Hải giống như thấy chính mình mất một thùng tiền, nếu như Lục Đại Hải và Lý Quý Niên đạt thành hiệp nghị,
chỉ sợ sau này công ty của mình sẽ gặp phải khó khăn lớn. Khối sản phẩm rượu thuốc thật sự giống như khoét thật sâu vào lòng Thành Kiếm xã, nói rằng tráng sĩ cắt cổ tay thì nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng đến khi phải làm mới thật sự là khó. Thử nghĩ mà xem, có ai thật sự muốn cắt đứt da thịt của mình? Người đứng đầu thành phố La Nam chính là Vương Tử Quân, Thành Kiếm xã nghĩ đến người mà mình vừa muốn dâng tặng em gái, thế là hắn siết chặt nắm đấm nhìn thư ký trưởng Triệu nói. Lãnh đạo, làm phiền anh liên lạc với bí thư Vương, tôi muốn gặp mặt lãnh đạo một chút. Thư ký trưởng Triệu cũng đã hiểu vì sao Thành Kiếm xã lại đến đây, thế nhưng loại chuyện liên quan đến lãnh đạo như thế này thì trước nay hắn căn bản không động vào. Lúc này hắn nghe thấy rõ yêu cầu của Thành Kiếm xã, thế là cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp cầm điện thoại gọi đến phòng làm việc của bí thư Vương Tử Quân. Một phút sau thư ký trưởng Triệu đặt điện thoại xuống rồi khẽ cười nói. Bí thư Vương vừa vặn có rảnh, anh ấy mời giám đốc Thành đi qua. Thành Kiếm xã chợt thở dài một hơi. Dù sao bí thư Vương gặp mặt mình, như vậy cũng xem như đã qua. Nếu Lý Quý Niên và bí thư Vương cũng giống như nhau, căn bản là hắn chỉ có thể ngồi khóc mà thôi. Thành Kiếm xã tạ ơn thư ký trưởng Triệu, sau đó hắn đi ra ngoài. Khi hắn đi ra thì thấy hai người đàn ông một cao một thấp đi đến. Ha ha, chào hai vị. Khi thấy hai người đàn ông kia thì Thành Kiếm xã nở nụ cười chào hỏi. Hai người đàn ông thấy mặt Thành Kiếm xã thì vẻ mặt chợt biến đổi. Người đàn ông cao gầy nở nụ cười chào Thành Kiếm xã, người đàn ông thấp hơn thì lại bày ra gương mặt như băng giá. Bí thư Vương ở bên kia có việc cần tìm tôi đi trước, có gì chúng ta trò chuyện sau. Thành Kiếm xã vừa đi ra khỏi cửa vừa dùng giọng đắc ý nói với hai người đàn ông đi qua bên cạnh. Đồng hành là oan gia, hai vị này là người trong giới sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thị trường trong nước cũng không phải quá lớn, hai bên cùng nghề sao có tình hữu nghị tốt đẹp được. Tuy quay đầu khá nhanh nhưng Thành Kiếm xã vẫn thấy rõ ánh mắt ngưỡng mộ của hai người đàn ông này với mình, hắn càng có thêm chút đắc ý, thế là nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Dọc theo con đường Thành Kiếm xã luôn nghĩ vì sao mình lại động vào người của thành phố La Nam. Khi đến trước phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nghĩ đến vị bí thư thị ủy làm cho nhiều người phải đau đầu này, thế là trái tim không khỏi gia tốc. Tút tút tút, chuông điện thoại di động chợt vang lên. Thành Kiếm xã nhìn thoáng qua dãy số, hắn có chú do dự, sau đó mới nghe điện thoại. Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nói trầm ấm của Nguyễn Chấn Nhạc. Chào Giám đốc Thành, tôi là Nguyễn Chấn Nhạc, bây giờ ngài có bận rộn gì không? Thành Kiếm xã biết rõ vì sao lúc này Nguyễn Chấn Nhạc lại gọi điện thoại tìm mình, nhưng vào hoàn cảnh này thì hắn còn tâm tư gì với Nguyễn Chấn Nhạc sao? Hắn nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Nguyễn, thật sự xin lỗi. Không trùng hợp là tôi có việc cần phải giải quyết vào thời điểm này mất rồi. Nguyễn Chấn Nhạc là bí thư thành phố Đông Bộ, có rất ít người mở miệng từ chối lời mời của hắn. Vừa rồi hắn hỏi đối phương có rảnh không, thực chất chỉ là câu thăm hỏi ân cần, không ngờ Thành Kiếm xã lại trả lời như vậy. Nhưng Thành Kiếm xã đã trả lời như thế, Nguyễn Chấn Nhạc cũng chỉ có thể đi theo, hắn cười cười nói. Giám đốc Thành đang bận rộn thì tôi cũng không quấy rầy, tôi gọi điện thoại chủ yếu để nói rõ vấn đề với ngài. Tôi sẽ cho Đức Càn đến liên lạc với ngài để xử lý cụ thể, nếu ngài có yêu cầu gì thì cứ nói với anh ấy. Thành Kiếm xã nói ra hai chữ tốt, thế nhưng ngay sau đó hắn cúp điện thoại và ném hết lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc ra sau đầu. Trước đó hắn muốn hợp tác với thành phố Đông Bộ chỉ vì hai bên cùng chung mối thù, thế nhưng bây giờ sự việc đã khác, hắn cũng không còn hứng thú với thành phố Đông Bộ. Cảnh cửa sổ sơn màu đỏ sậm làm cho Thành Kiếm xã có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn dùng tay gõ cửa. Trong đầu nghĩ về những lời vừa nói với Lục Đại Hải. Nếu như mình thật sự có đứa em gái cho Vương Tử Quân, như vậy nào rơi vào tình huống không yên như lúc này. Không biết bây giờ gặp mặt Bí Thư Vương sẽ rơi vào tình cảnh gì, điều này làm cho Thành Kiếm xã sinh ra những suy nghĩ bất an. Mời vào. Khi Thành Kiếm xã đang suy nghĩ miên man thì một âm thanh trầm thấp vang lên. Chào Bí Thư Vương. Thành Kiếm xã đẩy cửa đi vào thấy Vương Tử Quân ngồi ở bên cạnh bàn làm việc trong phòng khách sạn, hắn tranh thủ thời gian chào hỏi. Vương Tử Quân thấy Thành Kiếm xã thì tỏ ra rất nhiệt tình, hắn đứng lên khỏi ghế rồi đi đến bắt tay với Thành Kiếm xã, lại cười nói. Giám đốc Thành, ngài thật sự là khách quý của tôi, mời ngài ngồi. Đồng chí Tân nhanh chóng châm trà cho hai người, sau đó khẽ đóng cửa rút lui. Vương Tử Quân mời Thành Kiếm xã uống trà, sau đó ngại ngùng nói. Giám đốc Thành, tối qua tôi uống nhiều quá, thế cho nên làm đổ rượu lên người của ngài, đúng là uống rượu nhiều thật sự không ra gì.
Thanh kiếm xã vốn định vung tay lên nói không cần so đo, thế nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hành vi như vậy là không ổn. Bí thư Vương đang nghiêm trang nói với anh, ít nhất anh cũng phải có chút thái độ kinh sợ mới đúng. Hắn nghĩ đến đây thì khẽ cười nói. Bí thư Vương, hèn gì mọi người gọi ngài là bí thư bình dân, tôi xem như đã hiểu rõ, ngài là người bình dị gần gũi, nếu ngài xin lỗi thì thật sự là mắng tôi. Hôm qua tôi uống hơi nhiều nên làm loạn, kính mong lãnh đạo bỏ qua. Nếu ngài coi tôi là bạn, cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ha ha, giám đốc Thành thật sự là người sảng khoái. Được rồi, giám đốc Thành là ông chủ nổi tiếng, dưới mắt chỉ có kim tiền, lúc này ông chủ đại giá quang lâm, không biết có việc gì cần. Vương Tử Quân nâng ly trà lên rồi đi thẳng vào vấn đề. Thành kiếm xã nhìn nụ cười trên mặt của Vương Tử Quân thế là tâm tình thả lỏng một chút, hắn khẽ nói. Bí thư Vương, thật sự có việc cần ngài hỗ trợ. Lúc này công ty Bất Lão Khang chúng tôi đang dần phát triển, đang cần xây dựng một nhà máy ở tỉnh Sơn Nam, lần này tôi đến tham gia hội chợ cũng là vì muốn xây dựng nhà máy ở tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân vừa uống trà vừa mỉm cười nhìn Thành kiếm xã biểu diễn, hắn đã sớm hiểu tất cả, đối phương càng cố làm ra vẻ thì hắn càng cười tươi hơn. Bình thường Thành kiếm xã chỉ cần nhắc đến phương diện xây dựng nhà máy thì sẽ làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó không cần hắn lên tiếng. Đám lãnh đạo sẽ mở miệng nói ra chính sách ưu đãi và điều kiện đầu tư ở địa phương của mình. Thế nên Thành kiếm xã nói đến đây thì có hơi dừng lại một chút, hắn chừa không gian cho Vương Tử Quân lên tiếng. Nhưng đáng tiếc là Vương Tử Quân cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn. Thành kiếm xã cắn răng, hắn quyết định nói tiếp, dù sao hắn không tiếp tục lên tiếng cũng không được. Thế là hắn mở miệng tiếp tục. Bí thư Vương, tôi đã khảo sát tỉnh Sơn Nam. Chợt cảm thấy điều kiện địa lý của thành phố La Nam là tốt nhất. Vì vậy tôi mong Bí Thư Vương có thể giúp đỡ nhiều hơn cho công tác xây dựng xí nghiệp của Bất Lão Khang. Giám đốc Thành chuẩn bị xây dựng nhà máy Bất Lão Khang ở thành phố La Nam, tôi sẽ đại biểu cho toàn bộ thành phố La Nam giơ hai tay hoan nghênh. Giám đốc Thành cứ yên tâm, chỉ cần là những vấn đề có liên quan, tôi sẽ cho Giám đốc Thành đãi ngộ tốt nhất. Vương Tử Quân khẽ cười một tiếng rồi dùng giọng nhiệt tình nói. Thành kiếm xã nghe nói Vương Tử Quân sẽ cho ra ưu đãi tốt nhất thì thở dài một hơi, đồng thời cũng tìm được cảm giác dĩ vãng. Hắn là thương nhân, hắn phải kiên trì một nguyên tắc, chính là có lợi mà không chiếm thì thật sự quá ngu ngốc. Bí thư Vương, lần này nhà máy chúng tôi đầu tư 50 triệu, không những đổi mới hoàn toàn dây chuyền sản xuất, còn chuẩn bị xây dựng khu văn phòng ở thành phố La Nam, đợi đến khi xây xong khu văn phòng cũng mong Bí thư Vương có thể đến cắt băng khánh thành. Lãnh đạo cần là thành tích. Người kêu gọi đầu tư cần lợi ích, bây giờ Thành kiếm xã nói đến phương diện đầu tư và xây dựng công trình kiến trúc, rõ ràng là một thành tích cực kỳ tốt. Hắn hiểu rõ tất cả vấn đề, thế cho nên mở miệng là đẩy ra cả hai phương diện này ra. Vương Tử Quân càng cười thêm tươi sáng, hắn khẽ gật đầu nói. Giám đốc Thành đã cố tình như vậy, thành phố La Nam chúng tôi nhất định là hoan nghênh. Chỉ cần vấn đề gì có liên quan đến thành phố La Nam, giám đốc Thành cứ tìm đến tôi là được. Chương 720, trên rốn là quan lớn, dưới rốn là giàu có. Bí thư Vương, tôi sở dĩ đến thành phố La Nam, cũng không phải vì hoàn cảnh địa lý của La Nam, cũng không phải chính sách ưu đãi, mà là hướng về phía Bí thư Vương. Ngài là một tấm danh thiếp quý cho thành phố La Nam, tôi cảm thấy chỉ cần có Bí thư Vương, xí nghiệp của tôi sẽ chẳng bao giờ gặp phải khó khăn gì. Thành kiếm xã lại ném ra một lời nịnh hót, hắn cảm thấy đã đến đúng thời điểm. Thế nên nhìn qua nở nụ cười với Vương Tử Quân. Nụ cười của hắn rất quái lạ, giống như đang đốt củi ẩm, cháy rất chậm, chỉ cần chờ Vương Tử Quân đối mặt thì sẽ châm xăng vào. Bí thư Vương, khi tôi đến thì phát hiện trong gian hàng của thành phố La Nam đang giới thiệu rượu Huyền Lộ Dịch, thế là nếm vài ngụm, thật sự hương vị rất tuyệt. Nếu như rượu Huyền Lộ Dịch được công ty chúng tôi đóng gói cho ra thị trường, nhất định sẽ được nhiều người ưu ái. Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Thành kiếm xã, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thành kiếm xã thấy Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt mà không biểu hiện thái độ, thế là trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Hắn thấy bầu không khí trong phòng có hơi mỏng manh, làm cho người ta sinh ra cảm giác thật sự khó thở. Hắn đã sớm nghe nói Vương Tử Quân là người căn bản không ra bài theo lẽ thường, như cứ tiếp tục thế này thì kết quả sẽ là lạnh ngắt, đối phương không mở miệng thì mình biết nói sao được. Nếu như chúng ta có thể hợp tác, công ty của tôi có thêm một sản phẩm, Tam Thanh Quan sẽ có nguồn thu lớn, coi như vẹn toàn đôi đường. Tất nhiên tôi và Bí Thư Vương sẽ là bạn, cũng không thể làm cho ngài bị hại,
công ty của tôi sẽ tình nguyện trả cho Tam Thanh Quan mỗi năm số tiền 5 triệu, ngài thấy thế nào? Mỗi năm là 5 triệu, Thành Kiếm xã không dám nói nhiều, hắn sợ nói ra sẽ làm cho Bí Thư Vương sinh nghi. Nhưng Thành Kiếm xã không biết, khi hắn nghĩ rằng Bí Thư Vương sẽ cắn câu, bản thân hắn lại là con mồi của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tươi cười của Thành Kiếm xã, hắn khẽ cười một tiếng nói. 5 triệu một năm cũng không phải là ít, nhưng giám đốc Thành, chuyện này tôi thật sự không làm chủ được. Trước khi ngài đến thì hội nghị thường ủy chúng tôi đã phân phối hạng mục này cho Chủ tịch Lý, ngài nên tìm gặp Chủ tịch Lý nói chuyện thì hơn. Phân phối cho Chủ tịch Lý rồi, vì sao lại trùng hợp như vậy? Thành Kiếm xã thầm mắng Vương Tử Quân dối trá, sau đó cười nói. Bí Thư Vương, ngài là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, chỉ cần ngài vỗ bàn thì tôi tin tưởng Chủ tịch Lý sẽ căn bản không phản đối. Ôi, anh Thành, đảng ủy chính quyền của chúng tôi không giống như là xí nghiệp các anh, tôi dù là bí thư thị ủy nhưng ở những hạng mục công tác quan trọng cũng phải tuân thủ quyết định của hội nghị thường ủy. Có câu không có quy củ sẽ không thể nào làm tốt được, trừ khi có phát sinh sai lầm, nếu không tôi cũng sẽ căn bản không thể nhúng tay vào. Vương Tử Quân bày ra bộ dạng rất bất đắc dĩ. Thành Kiếm xã nhìn vẻ mặt khổ sở của Vương Tử Quân, hắn thầm nói. Anh không làm gì được sao không nói sớm, làm hại tôi đi một vòng không công, thật sự là mất thời gian. Thế này vậy, giám đốc Thành, tôi sẽ gọi điện thoại cho Chủ tịch Lý, anh sẽ nói điều kiện với Chủ tịch Lý, tranh thủ thuyết phục anh ấy. Vương Tử Quân nói rồi nhấc điện thoại gọi cho Lý Quý Niên. 2 phút sau, Vương Tử Quân sắp xếp xong mọi việc. Hắn để đồng chí Tân đưa Thành Kiếm xã đến phòng làm việc của Lý Quý Niên. Khi Thành Kiếm xã đi đến phòng làm việc của Lý Quý Niên, vừa lúc gặp mặt Lý Quý Niên tiễn chân Lục Đại Hải. Khi thấy Thành Kiếm xã đi đến, Lục Đại Hải vô thức đưa tay xách quần thế nhưng dây lưng lại bất động, rõ ràng đó chỉ là một thói quen. Lục Đại Hải nói, Chủ tịch Lý, Bội Kiện Khang chúng tôi là nhãn hiệu nổi tiếng trong nước, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện hủy hoại danh dự. Ngài cứ yên tâm. Chỉ cần Chủ tịch Lý nói một câu, chúng tôi sẽ lập tức tiến vào đầu tư xây dựng nhà máy. Thành Kiếm xã nghe và hiểu đó là những lời thị uy của Lục Đại Hải với mình, đối phương liên tục xách quần nhưng dây thắt lưng cũng chỉ dừng lại ở rốn mà thôi. Nghe nói trong nước có pha phương pháp thắt dây lưng quần, thắt trên rốn chính là quan lớn, dưới rốn là kẻ giàu có, giữa rốn là người thường. Nếu căn cứ vào câu nói này, như vậy cách thắt lưng của Lục Đại Hải chính là phương pháp giàu có. Thành Kiếm xã biết rõ Lục Đại Hải đang thị uy với mình, thế nhưng tâm tình vẫn siết chặt. Nếu như Bội Kiện Khang là người mở miệng nói ra, như vậy sẽ rất bất lợi với Bất Lão Khang của Thành Kiếm xã. Tuy Thành Kiếm xã xem thường Lý Quý Niên, thế nhưng lúc này sinh tử của hắn nằm trong tay Chủ tịch Lý, hắn không khỏi không cúi đầu. Khi Lý Quý Niên đưa mắt nhìn, hắn nhanh chóng nở nụ cười tiến lên. Chủ tịch Lý, Bí Thư Vương nói Giám đốc Thành có hạng mục cần đàm phán với ngài. Đồng chí Tân giúp đỡ Thành Kiếm xã giới thiệu với Lý Quý Niên, sau đó quay đầu rời khỏi phòng làm việc của Lý Quý Niên. Giám đốc Thành, hoan nghênh, hoan nghênh. Lý Quý Niên nhiệt tình bắt tay với Thành Kiếm xã, sau đó mời đối phương ngồi xuống. Lúc này xem như Lý Quý Niên đã hiểu rõ tất cả, sau khi Lục Đại Hải kia giải thích, hắn càng hiểu giá trị của Huyền Lộ Dịch. Vì thế lúc này hắn nhìn Thành Kiếm xã bằng ánh mắt bao quát và khí phách. Chủ tịch Lý, chuyện ngày hôm qua thật sự là do tôi uống quá say. Thành Kiếm xã thấy Lý Quý Niên dựa lưng lên ghế salon một cách mệt mỏi, hắn sao không hiểu ý của Chủ tịch Lý. Nhưng hắn là người khá kiên nhẫn, thế nên lúc này mở miệng dùng giọng nịnh nọt nói. Lý Quý Niên thầm đắc ý, nhưng lúc này vẻ mặt hắn càng thêm bình thản. Giám đốc Thành quá khách khí rồi, câu của miệng là độ rượu được đánh số rõ ràng nhưng cấp bậc lại có chút khác nhau. Những trò cười trên bàn rượu cũng không nên tính toán chi ly, nếu không thì không phóng khoáng. Đúng đúng đúng, Chủ tịch Lý thật sự là hiểu cho nỗi lòng của tôi. Ôi, nói ra thì cũng là vì tôi hôm qua uống không nắm chắc, uống vài ly rượu mà đã hồ đồ điên loạn. Thành Kiếm xã nói đến đây thì tiếp tục. Chủ tịch Lý, ngài nói xem rượu là thứ nước nhìn thì trong suốt thế nhưng vì sao uống vào lại làm cho người ta choáng váng hồ đồ như vậy? Thành Kiếm xã cố gắng nịnh hót làm cho Lý Quý Niên cười ha hả, Thành Kiếm xã thật sự mở miệng rất có trình độ, không ngờ lại nghĩ ra những lời như vậy để xin lỗi Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cười, Thành Kiếm xã cũng cười theo, thế là tiếng cười của hai người làm cho bầu không khí thoải mái hơn. Sau khi thấy bầu không khí dần chuyển biến tốt, Thành Kiếm xã bắt đầu nói với Lý Quý Niên về việc xây dựng nhà máy Bất Lão Khang.
Lý Quý Niên ngồi ở bên cạnh nghe Thành Kiếm Xã chậm rãi lên tiếng nhưng trong lòng lại tràn đầy hương vị khác. Hắn là người có quan hệ tốt với chủ tịch quan quả đống của thành phố Sơn Viên, biết rõ chủ tịch quan cố gắng như thế nào vì hạng mục của Thành Kiếm Xã. Nhưng lúc này hắn ngồi trong phòng làm việc của mình nghe giám đốc công ty Bất Lão Khang nói về việc chuyển hướng đầu tư sang thành phố La Nam, hắn thật sự cảm thấy rất thích ý. Lý Quý Niên vẫn có vài phương diện phải tự hiểu lấy, hắn biết rõ dựa vào mình thì người ta sẽ tuyệt đối không tìm đến tận cửa, tất cả đều là những gì mà Bí Thư Vương tự tay làm ra. Hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân xuống huyện Dương Phong một lượt mà cho ra nhiều hạng mục tốt, mình ở thành phố La Nam nhiều năm lại là kẻ vô tích sự, thế là trong lòng thật sự hổ thẹn. Chưa nói đến phương diện gì khác, Vương Tử Quân là người trong cương có nhu, cương nhu tinh tế, lại là người có nguyên tắc, linh hoạt, có kinh nghiệm công tác thực tế, lại có thể tìm ra điểm nhấn quan trọng, mạnh hơn Lý Quý Niên hắn rất nhiều. Tuy Thành Kiếm Xã mở miệng nói ba hoa trích chòe nhưng Lý Quý Niên căn bản là không mở miệng tỏ thái độ. Hắn không phải là không muốn tỏ thái độ, hắn biết rất rõ, mình căn bản không nên tỏ thái độ ở phương diện này thì hơn. Vương Tử Quân sở dĩ đem chuyện xui xẻo này giao cho mình, chủ yếu là muốn Lý Quý Niên tìm lại thể diện. Nếu như hắn nghĩ rằng quyền quyết định nằm trong tay mình, như vậy rõ ràng hắn là thằng ngu. Lãnh đạo đứng đầu nói 102, lãnh đạo thứ hai nói ra khỏi miệng chưa chắc đã là một, người thứ hai phải bảo trì trạng thái hiểu ngầm với lãnh đạo đứng đầu, như vậy mới xem như bày ra đúng vị trí của mình. Chủ tịch Lý, ngài thấy chúng tôi hợp tác với Tam Thanh Quan có được không? Thành Kiếm Xã cũng liên tục cảm thấy bức bối, vì lúc này hắn căn bản không còn tràn đầy tin tưởng và hài lòng như vừa rồi. Lý Quý Niên tuy nói rất hay nhưng lại căn bản không có chút ý nghĩ hợp tác với Bất Lão Khang. Giám đốc Thành, tôi thấy rõ thành ý của ngài, nhưng sự việc này căn bản không phải là một người có thể quyết định được. Thế này đi, tôi sẽ báo cáo sự việc cho Bí Thư Vương, sau đó sẽ cho ngài một kết quả. Lý Quý Niên nói đến đây thì không đợi Thành Kiếm Xã nói tiếp mà đã nói. Giám đốc Thành, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, tôi còn có chút việc, chúng ta sẽ liên lạc sau. Thành Kiếm Xã là người có thân phận, tất nhiên đối phương đã nói lời tiễn khách thì cũng không nên tiếp tục kiên trì. Nhưng lúc này hắn thật sự không cam lòng, hắn sợ chính mình vừa bước đi thì hạng mục Huyền Lộ Dịch sẽ rơi vào trong tay của Lục Đại Hải. Dù sao thì hạng mục Huyền Lộ Dịch lần này cực kỳ có lợi nhuận với Thành Kiếm Xã. Thành Kiếm Xã đi ra khỏi phòng làm việc của Lý Quý Niên với tâm sự nặng nề, hắn đau khổ suy nghĩ phải làm sao để Lý Quý Niên có thể nhả ra. Chỉ cần Lý Quý Niên thoải mái hơn, hắn thấy sự việc sẽ có thể thành công hơn phân nửa. Khi Thành Kiếm Xã rời khỏi khách sạn Đông Bộ, một người tiến lên nghênh đón. Giám đốc Thành, xem như đã tìm được ngài. Khi thấy người này thì Thành Kiếm Xã tuy có chút chán nản nhưng vẫn phải cười nói. Thư ký trưởng Triệu, chào anh, chào anh. Triệu Đức Càn là người giỏi nhìn mặt nói chuyện, lúc này hắn thấy Thành Kiếm Xã tuy vẫn cười nhưng ánh mắt có hơi lạc lòng, rõ ràng là đối phương không quá để ý đến mình. Nhưng hắn nghĩ đến lời phân phó của Bí Thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn thầm mắng Thành Kiếm Xã là kẻ khốn kiếp nhưng cũng không khỏi tươi cười nói. Giám đốc Thành, vừa rồi Bí Thư Nguyễn đã phân phó với tôi, nói là ngày hôm nay tôi phải đưa Giám đốc Thành đi thăm thú thành phố Đông Bộ. Chỉ cần ngài chọn địa điểm nào thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ ngài xây dựng nhà máy ở nơi đó. Điều này, thư ký trưởng hãy nói lời cảm ơn của tôi với ý tốt của Bí Thư NNC, nhưng hôm nay tôi còn có việc cần làm, chúng ta nên hẹn gặp vào dịp khác thì hơn. Thành Kiếm Xã vốn nghĩ trực tiếp từ chối, nhưng nghĩ đến tình huống khi gặp mặt Lý Quý Niên, thế là cũng có thêm vài phần tôn kính với Bí Thư Nguyễn, cũng không nói lời quá tuyệt tình. Hắn cũng không biết Bí Thư Nguyễn nghe được sự kiện này thì có gây ra điều gì khó khăn với Chủ tịch Lý hay không. Tâm tư của Triệu Đức Càn chợt chìm xuống đáy cốc, hắn là người thông minh, hắn căn bản cảm thấy sự việc có biến. Nhưng hắn là một phó thư ký trưởng, hắn không có năng lực quyết đoán vụ này, vì vậy mới quyết định quay về báo cáo với Bí Thư Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn nghĩ vậy thì cười nói với Thành Kiếm Xã. Giám đốc Thành đã có việc thì chúng ta bàn sau vậy, nếu Giám đốc Thành có thời gian cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đến ngay. Thành Kiếm Xã nhìn Triệu Đức Càn rời đi mà trong lòng không khỏi cảm khái, hắn thầm nghĩ, nếu Bí Thư Vương dễ nói chuyện như Nguyễn Chấn Nhạc thì hay quá. Đáng tiếc đó chỉ là ý nghĩ của Thành Kiếm Xã, Vương Tử Quân là Vương Tử Quân, Nguyễn Chấn Nhạc là Nguyễn Chấn Nhạc, sao có thể giống nhau được. Người ta khi tỉnh táo thì sẽ nhanh chóng trở về đúng trạng thái của mình, sau khi trầm tĩnh thì Thành Kiếm Xã căn bản phân tích rõ ràng sự việc hơn. Hắn là một thương nhân thành công. Hắn tuyệt đối là nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Tuy sự kiện này Vương Tử Quân từ chối tiếp nhận và ném cho Lý Quý Niên phụ trách, nhưng Thành Kiếm xã có thể đảm bảo 100% rằng người xử lý vụ này sẽ là Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân liều mạng đẩy sang cho Lý Quý Niên, đúng lúc Thành Kiếm xã đã đắc tội với Lý Quý Niên, nếu như Thành Kiếm xã muốn vãn hồi quan hệ với Lý Quý Niên, không biết phải mất bao lâu nữa mới xong việc. Có câu đêm dài lắm mộng, lúc này Bội Kiện Khang muốn cạnh tranh với công ty của Thành Kiếm xã, hơn nữa sau đó sẽ có thêm vài công ty xuất hiện. Nếu như lúc này hắn chỉ chú tâm chữa trị quan hệ với Lý Quý Niên, chỉ sợ còn chưa làm xong thì Trần Lộ Giao đã bị những công ty kia lấy mất, chính hắn sẽ xem như gà bay trứng vỡ. Trong đầu Thành Kiếm xã xuất hiện những ý nghĩ như vậy, hắn chợt nghĩ đến một người. Hắn trầm ngâm giây lát rồi lấy điện thoại ra gọi đi. Alo, Tiểu Tả phải không? Là anh Thành đây, có Vũ Lão ở nhà không? Anh có việc cần báo cáo với ông cụ. Thành Kiếm xã nói xong những lời này thì vẻ mặt tươi cười như một đóa hoa. Bên kia đồng ý, ngay sau đó gương mặt của Thành Kiếm xã chợt trở nên sáng lạn. Lý Quý Niên rụi tàn thuốc, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, dù mệt chết người nhưng hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tuy lúc này trong phòng không còn ai, thế nhưng những âm thanh nói chuyện hợp tác giống như vẫn còn văng vẳng bên tai. Lý Quý Niên làm chủ tịch thành phố nhiều năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên được rơi vào tình huống nhiều người đến tranh nhau bàn việc đầu tư với mình. Hắn thật sự có chút thỏa mãn, thế là cầm tài liệu trên bàn lên xem, sau đó đi ra ngoài phòng làm việc. Nhưng Lý Quý Niên đi hai bước thì lại nghĩ đến điều gì đó, hắn cầm lấy một cây bút trên bàn làm việc, sau đó xóa sửa lại tài liệu. Hai phút sau, khi xác định trên tài liệu của mình không có cái tên Bất Lão Khang, Lý Quý Niên mới chợt nở nụ cười. Chương 721, đứng cao nhìn xa. Một phút sau Lý Quý Niên đã đến ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nhìn cánh cửa khép hờ, hắn đang định đi vào phòng thì lại đổi hướng đi qua gian phòng bên cạnh, sau đó cười nói với đồng chí Tân ở bên trong. Chí Tân, Bí Thư Vương có bận rộn gì không? Bí Thư Vương vừa mới tiễn khách, bây giờ đang đọc sách. Đồng chí Tân nhìn thấy đó là Lý Quý Niên thì vội vàng đứng lên chào hỏi. Lý Quý Niên nhìn thoáng qua đồng chí Tân, hắn cười nói. Xem ra tôi đến đúng lúc, cậu Chí Tân, nếu cậu trẻ hơn 20 tuổi thì tôi nhất định sẽ giúp cậu đi theo công tác bên cạnh Bí Thư Vương, nhưng bây giờ tôi lại hy vọng cậu có thể quản lý một phương, dù sao có rất nhiều thứ căn bản không đứng lại chờ. Đồng chí Tân đối mặt với lời nói lấy lòng của Lý Quý Niên dù có chút bất ngờ nhưng phản ứng cũng rất trầm ổn, hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn Chủ tịch Lý đã quan tâm. Ôi, chúng ta khách khí làm gì? Chí Tân, nếu cậu không tiện nói với Bí Thư Vương, như vậy cứ đến tìm tôi sẽ giúp cậu một tiếng. Lý Quý Niên khẽ vỗ vai của đồng chí Tân, sau đó đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi đồng chí Tân nhanh chóng đi theo, Lý Quý Niên chợt cảm thấy không thoải mái. Hắn thầm nghĩ mình đường đường là một chủ tịch thành phố, sao lại phải nịnh bợ một thư ký. Nhưng hắn nghĩ đến tình huống vừa rồi, hắn uể oải phát hiện những lời nói nịnh bợ vừa rồi thật sự xuất phát từ đáy lòng. Bí Thư Vương, anh có bận rộn gì không? Sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, Lý Quý Niên thu hồi tâm tư của mình, hắn trầm giọng hỏi Vương Tử Quân đang đọc sách trong phòng. Vương Tử Quân đặt sách xuống rồi nói. Chủ tịch Lý đến đấy à, mời anh ngồi. Bí Thư Vương, hôm nay tôi thật sự rất bận rộn, hạng mục Huyền Lộ Dịch vừa được ném ra thì đã có hàng loạt thương nhân đến chỗ tôi, bọn họ thật sự rất bức thiết muốn hợp tác khai phá Huyền Lộ Dịch. Lý Quý Niên nói chuyện hai câu với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Vương Tử Quân có thể nói là hiểu rõ ràng mục đích Lý Quý Niên đến phòng làm việc của mình, nhưng lúc này hắn cũng không ngắt lời đối phương, chỉ cười tủm tỉm nghe Chủ tịch Lý giới thiệu ưu khuyết điểm của các công ty đến bàn chuyện đầu tư. Lý Quý Niên sau khi giới thiệu Bội Kiện Khang thì vỗ đùi nói. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy điều kiện của công ty Bội Kiện Khang là không tệ, không cần chúng ta bỏ ra xu nào, lại ném ra một nửa cổ phần. Vương Tử Quân cũng không nói gì, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Vừa rồi giám đốc Thành Kiếm xã của công ty Bất Lão Khang đến gặp tôi, nói cũng muốn khai phá hạng mục rượu Huyền Lộ Dịch, tôi đã cho anh ấy đến tìm anh, các anh bàn luận thế nào rồi? Như thế nào là như thế nào? Lý Quý Niên dù không thích câu hỏi của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười nói với Vương Tử Quân. Vị giám đốc Thành kia không đủ thành ý, chúng ta không nên hợp tác với công ty bọn họ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tràn đầy chính nghĩa của Lý Quý Niên, hắn gạt tàn nói. Chủ tịch Lý, chuyện này tôi đã cho anh phụ trách, nếu anh thấy không được, như vậy thì chúng ta đổi người.
Lý Quý Niên vừa rồi rất sợ Vương Tử Quân từ chối câu nói của mình, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân xử lý theo ý mình, hắn chợt trở nên vui sướng. Hắn uống một hớp nước rồi nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, Bất Lão Khang tuy mạnh hơn Bội Kiện Khang, thế nhưng tôi cảm thấy nếu chúng ta muốn đi xa hơn cũng không nên hợp tác với công ty này, đầu tiên. Khi Lý Quý Niên đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên điện thoại vang lên, hắn nhìn vào dãy số gọi đến rồi đứng lên nói. Bí thư Vương, xấu hổ quá, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Lý Quý Niên vừa nói vừa đi ra ngoài, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. Chào Vũ Lão, tôi là Lý Quý Niên của thành phố Đông Bộ. Chào Quý Niên, gần đây công tác tốt đấy chứ? Một giọng nói già nua truyền đến hỏi về vài vấn đề liên quan đến cuộc sống, sau đó mới cười nói. Chủ tịch Quý Niên, Thành Kiếm xã của Bất Lão Khang là một đứa cháu của tôi, cậu cần phải quan tâm nhiều hơn. Vẻ mặt Lý Quý Niên chợt trở nên khó coi, nhưng hắn cũng không dám nói một câu oán hận. Dù sao Vũ Lão không những là lãnh đạo cũ của tỉnh Sơn Nam, còn là người có lực ảnh hưởng rất lớn. Nhưng trước đó Lý Quý Niên đã lỡ mở miệng trước mặt Vương Tử Quân, bây giờ phải nói sao đây? Thành Kiếm xã sao lại có liên lạc với Vũ Lão? Còn bà nó, như vậy thì nói ra từ sớm đi, bây giờ mình đã thẳng thừng với Vương Tử Quân, chuyện này nên làm sao đây? Hay nói Vũ Lão gọi điện thoại cho Vương Tử Quân? Lý Quý Niên định nói ra lời này, thế nhưng hắn lại thấy như vậy là biểu hiện sự bất lực của mình, càng làm cho Vũ Lão thấy mình căn bản chẳng là gì ở phương diện này. Tuy Vũ Lão bây giờ đã về hưu, thế nhưng là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, Lão vẫn có lực ảnh hưởng không nhỏ với tỉnh Sơn Nam và thành phố La Nam. Năm xưa Lý Quý Niên có thể trở thành chủ tịch thành phố La Nam cũng là vì có công lao của Vũ Lão. Thiếu nợ người ta thì chắc chắn là phải trả, trước kia Vũ Lão căn bản không nói gì, thế nhưng bây giờ đã đến lúc hắn cần phải trả nợ. Mình báo cáo chậm một chút thì sẽ chết sao? Lý Quý Niên thầm mắng chính bản thân mình. Sau đó hắn đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Dù thế nào thì hôm nay hắn nhất định phải vãn hồi sự việc, nếu như không được, sau này căn bản đừng đến làm khách ở nhà Vũ Lão. Lý Quý Niên thầm nghĩ xem nên nói thế nào với Vương Tử Quân, hắn đẩy cửa đi vào phòng. Hắn nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, thế là có chút do dự rồi cười khan nói. Bí thư Vương, là điện thoại của một người bạn cũ, ha ha. Lời giải thích của Lý Quý Niên nghe qua thật sự có hương vị chột dạ, nhưng lời nói nước đổ khó hốt, vô tình có chút nghẹn lời. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tươi cười của Lý Quý Niên, trong lòng thầm nghĩ đã có chuyện gì đó phát sinh trên người chủ tịch Lý. Nhưng Lý Quý Niên không nói thì hắn cũng không nên hỏi, hắn chỉ cười nói. Có phải là bạn học cũ không? Đúng vậy, đã hơn 20 năm không liên hệ, thật không ngờ hôm nay lại gọi điện thoại cho tôi, thật sự làm tôi kích động. Lý Quý Niên đã nói dối thì cũng phải dáng chạy theo lao, cũng bắt đầu lên tiếng. Là bạn nữa sao? Ôi, Chủ tịch Lý, tuy anh đã lớn tuổi, thế nhưng tôi cũng biết nhiều về chuyện tình yêu vào thời các anh, khó quên nhất là mối tình đầu. Nhưng anh lại có dư vị quá tốt, thế nên tôi là bí thư thị ủy, tôi cũng nên nhắc nhở anh một câu, cũng đừng nên vi phạm đấy. Lý Quý Niên nhìn gương mặt với nụ cười tươi của Vương Tử Quân, thế là trong lòng thầm mắng, cái gì mà mối tình đầu? Nhưng hắn lại không thể nói như vậy, hắn chỉ cười khan nói. Bí thư Vương, đó là bạn học nam, ha ha. Vương Tử Quân cũng không tiếp tục mà cười nói. Bạn học nam thì khỏi nói, Chủ tịch Lý, anh cho rằng Bội Kiện Khang có điều kiện tốt như vậy, thế thì chúng ta. Bí thư Vương, vừa rồi tôi nhận được điện thoại, nghĩ lại những lời vừa rồi của mình. Vì Lý Quý Niên căn bản chưa thể nghĩ rõ ràng nên giọng nói có chút đứt quãng. Khi thấy Vương Tử Quân có ánh mắt nghi ngờ thì Lý Quý Niên cắn răng nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy vì thận trọng, chúng ta nên xem xét lại cho tốt. Không cần, tôi tin vào quyết định của Chủ tịch Lý. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lý Quý Niên chợt biến đổi, trong lòng thầm nghĩ không phải có gì mình không biết đấy chứ. Hắn chợt lóe lên ý nghĩ, càng không khỏi dùng giọng chân thành nói với Lý Quý Niên. Ngài tin tôi nhưng tôi lại không tin vào chính mình. Lý Quý Niên cũng không thể đánh mất lòng tin của Bí Thư Vương, hắn chờ Vương Tử Quân nói xong thì trầm giọng nói. Cảm tạ Bí Thư Vương đã quan tâm tín nhiệm, nhưng sự việc này quá quan trọng với thành phố La Nam, tôi cảm thấy chúng ta càng phải dùng ánh mắt khách quan nhìn những người muốn hợp tác với mình. Chương 722, thịt trên thớt, cắt hay băm là quyền của anh. Lý Quý Niên ở trong quan trường nhiều năm, cảm thấy hô hào tập trung dân chủ trong thể chế hiện tại thật sự là một khẩu hiệu dối người gạt đời.
dù là bất kỳ tình huống nào thì quyền của lãnh đạo đứng đầu là căn bản không thể nào khiêu chiến được. Vương Tử Quân vừa đến La Nam, Lý Quý Niên từng nghĩ Vương Tử Quân là kẻ khí chất nhu nhược, không phải hạng người hùng vĩ uy lực, chỉ sợ sẽ không thể nào là một lãnh đạo đứng đầu có tư cách. Hắn cảm thấy chỉ cần mình biểu hiện sự tôn trọng Vương Tử Quân trong những tình huống lễ tiết ngoại giao, đường hoàng giúp đỡ những việc cần thiết là được. Nhưng ngay sau đó Lý Quý Niên chợt phát hiện sự thật hoàn toàn không phải như những gì mình nghĩ, sau một thời gian liên hệ với Vương Tử Quân, Lý Quý Niên chợt ý thức Vương Tử Quân căn bản không phải chỉ là cường thế, mà chính là loại lãnh đạo bá đạo nói một không hai. Ví dụ như ở phương diện liên hệ đánh nhịp với nhau, có thể nói là mọi người đều thoải mái. Vương Tử Quân chỉ cười nhạt, động tác hàm súc, không cần lên tiếng, hình tượng nước chảy mây trôi. Nhưng khi cần tổng kết, hắn chỉ cần nói một câu, thế là hoàn toàn thay đổi phương hướng của sự việc, có thể là vung tay phủ quyết, hoặc làm cho không giải quyết được gì. Mỗi lần Vương Tử Quân mở miệng, Lý Quý Niên cảm thấy lời nói của Bí Thư Vương là khá hời hợt, thế nhưng lại tràn đầy ý nghĩa. Có những lúc sự việc bị tạm hoãn, có khi là mãi kéo dài, xui xẻo nhất chính là đề nghị lần này sẽ vĩnh viễn bị gác xó. Vì có những kinh nghiệm xảy ra trước đó, lúc này Lý Quý Niên nói xong thì thở dài một hơi. Cho đến bây giờ có vài lời hắn phải nói, nhưng cũng không thể nói lung tung. Hắn trước nay làm quan chú trọng nói năng chậm rãi, hiện tại càng giảm tiết tấu của mình xuống thấp nhất, châm trước từng câu từng chữ. Trong lòng hắn đang rất lo lắng về lời nói của Vũ Lão, lãnh đạo yêu cầu hắn quan tâm đến Thành Kiếm xã, thế là hắn không khỏi đưa tay xuống xoa bụng, không biết bộ dạng như vậy là đã tính trước hay đang chột dạ. Lý Quý Niên cầm lấy vài phần tư liệu trên bàn lên, lại bắt đầu phân tích cho Vương Tử Quân. Đại đa số các xí nghiệp được hắn phân tích không khác gì nhau, nhưng đến lượt công ty Bất Lão Khang, giọng điệu của hắn lúc này và trước đó lại cách biệt trời vực. Bí Thư Vương, công ty Bất Lão Khang có danh tiếng đi đầu trong nước về lĩnh vực sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời còn xuất khẩu thu về nhiều ngoại tệ, có sức ảnh hưởng tương đối ở nước ngoài. Đúng vậy, đây là một xí nghiệp thành tín quốc gia. Lý Quý Niên tuy ngẩng đầu nhưng lại không nhìn Vương Tử Quân. Hắn biết rõ dựa vào tâm tư của Vương Tử Quân, tuyệt đối sẽ không thể không nhìn ra tư tưởng khác biệt giống như hai người của mình trước đó và sau này. Nhưng Vương Tử Quân nhìn ra được thì thế nào? Chính mình dù thế nào cũng phải đi trên con đường này, dù sao Vũ Lão cũng đã nhắc đến Thành Kiếm xã. Lúc này hắn đã là một thân cây lung lay sắp đổ ở thành phố La Nam, hắn tuyệt đối không thể mất đi chỗ dựa là Vũ Lão cho được. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy Bất Lão Khang rất có thành ý hợp tác với chúng ta. Năm ngoái Tổng Giám đốc Thành Kiếm xã đã bỏ ra hơn chục triệu để làm từ thiện, điều này. Lý Quý Niên còn muốn thao thao bất tuyệt, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, thế là không khỏi dừng lời lại. Nếu bàn chuyện với một người thông minh như Vương Tử Quân, chính mình đột nhiên biến đổi căn bản là không thể che giấu được. Lý Quý Niên ý thức được điều này, thế nên thầm nghĩ mình nếu đi vòng quanh một người tâm cơ sâu sắc như vậy để nói bừa, căn bản không bằng mở cửa sổ nói thẳng. Chính mình bây giờ là thịt trên thớt, muốn cắt hay băm cũng đều dựa theo ý của người ta. Lý Quý Niên nghĩ như vậy rồi đặt văn kiện xuống, hắn thẳng thắn nói. Bí Thư Vương, thật sự không dám giấu ngài, Thành Kiếm xã kia tìm được một vị lãnh đạo, mà vị lãnh đạo này năm xưa thật sự có trợ giúp rất lớn với tôi, vì vậy tôi. 10 phút sau Lý Quý Niên rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, tuy Vương Tử Quân đồng ý trên nguyên tắc thế nhưng có một vài thứ mà Lý Quý Niên căn bản khó thể nào trốn thoát được. Đó chính là mình thiếu nợ Vương Tử Quân một phần nhân tình ở sự kiện này. Còn bà nó, đây vốn là chuyện mà Lý Quý Niên muốn dùng no để làm cho hả giận, cuối cùng lại sinh ra kết quả như vậy. Còn bà nó, Lý Quý Niên lại phải thiếu nợ Vương Tử Quân, sau này mình đối diện với Vương Tử Quân căn bản là không thể nào ngẩng mặt lên được. Lý Quý Niên nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay, tâm tình tốt đẹp trước đó xem như tan thành mây khói. Hắn đặt văn kiện xuống bàn, cơ thể nằm trên ghế như tê liệt. Thế nhưng hắn lại vùng lên ngay lập tức, hắn nhìn văn kiện liên quan đến Bất Lão Khang, trong miệng lẩm bẩm. Con bà nó Thành Kiếm xã, mày dựa vào cái gì làm khó ông? Chuyện này ông sẽ hoàn thành cho mày, thế nhưng Vũ Lão không cho ra điều kiện gì cả. Mày đã làm không rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cũng đừng trách ông quá độc ác. Lý Quý Niên nghĩ như thế nào thì Vương Tử Quân căn bản không biết, thế nhưng tâm tình của hắn thật sự không tệ. Hắn cho Lý Quý Niên phụ trách sự việc này. Trước hết có thể vung một đao cho Thành Kiếm xã của công ty Bất Lão Khang, thứ hai cũng cho đối phương một cơ hội thuận nước dong thuyền. Không ngờ vừa ném cho người ta một chuyện, người ta lại tự chạy đến nhận nợ vào thân.
Lý Quý Niên xem như thiếu nợ mình hai cái nhân tình, điều này thật sự quá đủ rồi. Tâm tình của Vương Tử Quân là khá tốt, hắn nhìn ánh mặt trời chiếu vào phòng mà nở nụ cười. Hắn đã ở trong phòng một ngày, hắn chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Hắn định cầm điện thoại lên gọi cho đồng chí Tân, đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn dãy số gọi đến mà trên mặt lộ ra vài phần ôn hòa, hắn khẽ tiếp điện thoại, chợt nghe đầu dây bên kia vang lên âm thanh của trẻ con. Âm thanh này rất khẽ, căn bản là không nghe thấy rõ ràng đó là gì, thế nhưng Vương Tử Quân nghe vào tai lại cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Đậu Đậu, có phải đang nhớ bố không? Vương Tử Quân dù biết cô bé bên kia căn bản không nghe hiểu cái gì, thế nhưng vẫn khẽ nói. Tiểu Đậu Đậu ở bên kia chỉ dùng những âm thanh như vậy để trả lời. Mẹ đi đâu rồi, mẹ mà không tốt với Tiểu Đậu Đậu, bố về sẽ làm cho con gái yêu hả giận. Vương Tử Quân biết rõ lúc này Y Phong đang dở trò quỷ, thế là cười ha hả tiếp tục nói với đầu dây bên kia. Hi hi, Y Phong không ở chỗ này, Bí Thư Vương biết rất rõ ràng, Y Phong làm mẹ mà cứ như đứa bé, thường xuyên làm cho Tiểu Đậu Đậu khóc, thế nên anh nhất định phải trừng phạt nàng một chút. Một tràng cười vang lên, sau đó là âm thanh của Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm nghe được âm thanh của Tần Hồng Cẩm mà không khỏi cảm thấy có hơi đỏ mặt, lời nói của nàng và hắn quá mập mờ, thế là hắn nhanh chóng cười nói. Đừng lo, trừng phạt cô ấy không được thì trừng phạt em, trừng phạt ai mà chả được. Đi chết đi, không đứng đắn, cũng không sợ Tiểu Đậu Đậu nghe được sao. Tần Hồng Cẩm và Vương Tử Quân vui đùa ầm ĩ một lúc, ngoài miệng thì nói lời hờn dỗi. Thế nhưng trong lời nói vẫn có vài phần ngại ngùng. Làm sao em có thời gian chơi với Tiểu Đậu Đậu như vậy? Có phải là hôm nay được nghỉ rồi không? Vương Tử Quân biết rõ đa số thời gian thì Tần Hồng Cẩm đều bận rộn việc của công ty. Khi tập đoàn Quân Thành liên tục mở rộng, đặc biệt là phương diện phát triển phần mềm được sự giúp đỡ của Mạc Tiểu Bắc, đã trở thành một tập đoàn lớn được mọi người kiêng nể. Tần Hồng Cẩm là người đứng đầu một tập đoàn như vậy. Bây giờ nàng thậm chí còn bận rộn hơn một bí thư thị ủy như Vương Tử Quân. Tần Hồng Cẩm dùng giọng hờn dỗi nói một tiếng. Anh đúng là, chẳng lẽ em không có quyền lợi nghỉ ngơi sao? Em nói cho anh biết, bây giờ em đã làm công tác ủy quyền, tất cả các sự vụ khác em giao cho quản lý cao cấp ở bên dưới, em chỉ nắm phương hướng và các sự vụ trọng đại mà thôi. À, đúng đúng, đây mới thật sự là lãnh đạo chứ. Vương Tử Quân nói rồi ánh mắt rơi lên chiếc điện thoại của mình. Hắn có chút trầm ngâm. Lúc này ngành điện thoại đang dần phát triển, đặc biệt là điện thoại thông minh sẽ càng ngày càng được ưa chuộng, nếu như có tài chính thì em có thể đầu tư vào lĩnh vực này. Điện thoại, công ty của em cũng có quyết định này, em mãi do dự, nhưng nếu anh đã có ý như vậy, em dựa theo chỉ thị của anh là được. Đúng rồi, bây giờ đang có một công ty kêu gọi tập đoàn Quân Thành đầu tư, bọn họ sản xuất một loại điện thoại tên là BlackBerry, em thấy nó rất tốt. Vậy thì đầu tư đi. Vương Tử Quân nghĩ đến doanh thu của BlackBerry vào đời sau, thế là dùng giọng bình tĩnh nói. Hắn giống như còn sợ Tần Hồng Cẩm không đặt quyết tâm lên sự kiện này, thế là trầm giọng nói. Bọn họ muốn bao nhiêu tài chính thì chúng ta đầu tư bấy nhiêu. À, em biết rồi, tất cả nghe theo anh. Tần Hồng Cẩm dù có chút kỳ quái vì sao Vương Tử Quân lại tin tưởng công ty nước ngoài kia như vậy, thế nhưng nàng cũng không hỏi đến nguyên nhân. Nàng đã nhiều lần tin tưởng vào Vương Tử Quân. Mà Vương Tử Quân giống như thật sự có thiên phú về việc phán đoán phương hướng đầu tư, căn bản tất cả ý kiến và đề nghị của hắn đều làm cho nàng giật mình thấu hiểu. Hơn nữa thực tế chứng minh những gì hắn nói đều có kết quả tốt đẹp, từng bước nâng cao tập đoàn Quân Thành. Đúng rồi, nghe nói lần này anh cũng đến tham gia hội chợ xúc tiến thương mại ở thành phố Đông Bộ phải không? Giọng nói của Tần Hồng Cẩm lại thông qua điện thoại truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vốn không muốn nói dối với Tần Hồng Cẩm về hội chợ xúc tiến thương mại lần này, sau khi nghe thấy nàng nói như vậy thì dùng giọng chi tiết nói. Đúng vậy, anh đang đưa cán bộ thành phố La Nam đến tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, công ty của em có được mời không? Có nhận được thiệp mời, nhưng em không có hứng thú, thế nên không đi. Tần Hồng Cẩm nói đến đây thì có chút do dự. Thành phố các anh như thế nào? Khá tốt. Tuy không đỗ Trạng Nguyên nhưng cũng không thể rơi xuống vị trí cuối cùng. Vương Tử Quân nghĩ đến những hợp đồng cơ bản đã được ký, hắn nói với Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm cười khanh khách hai tiếng. Không ngờ anh lại tự tin như vậy, nếu sớm biết anh không chiếm được vị trí đứng đầu, em đã phái người sang hợp tác với anh một hạng mục lớn. Hi hi, lúc đó cho người ta tức chết luôn. Tuy Tần Hồng Cẩm không đến tỉnh Sơn Nam,
thế nhưng nàng lại hiểu rõ những tình huống đang diễn ra trong tỉnh Sơn Nam. Những người khác trong lời của Tần Hồng Cẩm kia là ai, Vương Tử Quân tất nhiên càng biết rõ ràng. Em không nên dính vào. Dù biết tiền của công ty Tần Hồng Cẩm đều là sạch sẽ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không muốn để nàng liên quan đến mình. Hắn thấy chỉ khi nào mình đặt trứng gà vào trong hai cái rổ khác nhau thì mới xem như an toàn. Tập đoàn Quân Thành vất vả lắm mới cắt đứt liên hệ với mình, tốt nhất là hai bên đừng nên phát sinh thêm mối quan hệ lợi ích nào khác. Em biết rồi, ngài cứ yên tâm, em sẽ tuyệt đối không dính vào. Tần Hồng Cẩm nói đến đây thì thay đổi chủ đề. Chồng, ngày hôm qua em có xem một đoạn quảng cáo, mỹ nữ trong đoạn quảng cáo thật sự rất đẹp, mà địa điểm quay phim hình như là ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân biết Tần Hồng Cẩm đang nói đùa, hắn rõ ràng cũng không làm gì cả, thế nhưng trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác thật sự giật mình. Anh và người ta thật sự không có quan hệ gì, em cũng đừng nên nói bậy. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng nói. Em cũng không nói cô ấy có quan hệ gì với anh, nhưng người ta từ đầu đã quan tâm đến anh, bây giờ đã nhiều năm trôi qua, thời cơ xem như cũng đã chín muồi, anh nói xem có đúng không? Tần Hồng Cẩm dùng giọng chọc tức nói với Vương Tử Quân, rõ ràng nàng đang dùng những chuyện này để châm chích hắn. Nếu như là người phụ nữ khác thì Vương Tử Quân rất dễ nắm chắc, nhưng đối mặt với người phụ nữ đã sống cùng mình 30 năm vào kiếp trước, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác khổ sở nói không nên lời. Được rồi, không nói đùa với anh nữa. Đậu đâu, có lẽ bây giờ bố của con đang xấu hổ đỏ mặt ra rồi. Tần Hồng Cẩm giống như cảm nhận được tình cảnh mất hứng của Vương Tử Quân. Thế là nàng đưa điện thoại sang cho Tiểu Đậu Đậu đang nói chuyện ý a rất vui vẻ. Vương Tử Quân nghe được âm thanh ý a của Tiểu Đậu Đậu thì cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn nói vài câu với Tiểu Đậu Đậu, đang định cúp điện thoại thì chợt nghe Tần Hồng Cẩm ở bên kia nói. Chồng, mai là ngày tốt lành, có lẽ sẽ có niềm vui lớn. Tuy đã cúp điện thoại nhưng Vương Tử Quân vẫn suy nghĩ tràn lan, những hình bóng của Tần Hồng Cẩm, Y Phong, Lâm Dĩnh Nhi liên tục xuất hiện trong lòng. Lúc này tâm tư của hắn có hơi rối loạn, thế nên cũng không quá chú ý đến câu nói sau cùng của Tần Hồng Cẩm. Trong căn biệt thự số 2 ở khu Thường ủy thành phố Đông Bộ, Nguyễn Chấn Nhạc đang ngồi bên cạnh cửa sổ, đang lẳng lặng xem một phần văn kiện. Hội chợ xúc tiến thương mại đã được tiến hành 2 ngày, các hạng mục trên cơ bản đã được xác định. 2 ngày qua tuy Nguyễn Chấn Nhạc xem như đã tính trước tất cả, thế nhưng tâm lý lại sinh ra cảm giác mệt mỏi. Mai sẽ là ngày cuối cùng của hội chợ xúc tiến thương mại, bữa tiệc tối sẽ là dấu chấm hết cho hội chợ lần này. Vị lãnh đạo quốc gia kia sắp đến sẽ càng làm cho hội chợ xúc tiến thương mại thành công tốt đẹp. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Nguyễn Chấn Nhạc nghe thấy vậy thì thu hồi biểu hiện mệt mỏi, lại khôi phục nụ cười lạnh nhạt, giống như tất cả vẫn được tính trước. Vào đi. Khi Nguyễn Chấn Nhạc lên tiếng, Triệu Đức Càn đi vào trong phòng. Hắn nhìn thoáng qua Nguyễn Chấn Nhạc. Sau đó khẽ nói. Bí thư Nguyễn, hôm nay tôi đi tìm Thành Kiếm xã, biểu hiện của anh ta giống như hai người so với ngày hôm qua. Khi gặp tôi chỉ nói hai câu, bảo là có việc bận rồi nhanh chóng bỏ đi. Nguyễn Chấn Nhạc không nói gì, vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Chương 723, sinh ra đã biết là khốn khổ. Dựa theo câu nói của cổ nhân, người sinh ra mới hiểu biết, học mới hiểu biết, khốn cảnh mới hiểu biết. Vì thế đừng xem thường thương nhân trình độ không cao nhưng tài năng buôn bán lại là trời sinh, cũng không phải dễ dàng học được. Thứ này không thể nào có thể học được từ sách vở, giống như lời nói của thi nhân Tô Thức, dọc sách thì chế kiếp này mất rồi. Nhìn vào phương diện thiên phú thì thấy thương nhân là những người có thân phận không thể xem thường, rất nhiều người là hạng khôn khéo vô địch thủ. Thế cho nên thường hò hét và tỏ ra cực kỳ khí thế trước mặt người ngoài. Triệu Đức Càn cảm thấy Thành Kiếm xã chính là một trong những thương nhân thành công như vậy. Thành Kiếm xã dù có thân phận thương nhân trong dân gian, thế nhưng lại hướng lên trời, có bối cảnh, thâm sâu khó lường. Nghe nói người này tung hoành thương trường, xưa nay chưa gì không thành công. Tuy hắn không nói rõ nhưng tôi cảm thấy người này giống như đã có hiệp nghị với thành phố khác, nếu không cũng sẽ không như vậy. Triệu Đức Càn đối mặt với câu hỏi của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng báo cáo chi tiết nói. Nguyễn Chấn Nhạc hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế cảm giác không vui vào lòng. Dù hạng mục đầu tư của Bất Lão Khang căn bản không quá quan trọng với thành phố Đông Bộ, thế nhưng thấy một món đồ sắp thành công lại là vịt bay đi đúng lúc nước sôi, dù là bất kỳ ai cũng cảm thấy khó thể nào vui vẻ cho được.
anh cảm thấy là thành phố nào làm cho Thành Kiếm xã thay đổi ý nghĩ như vậy? Tuy vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, thế nhưng căn cứ vào lời của Nguyễn Chấn Nhạc, Triệu Đức Càn lại nghe thấy bí thư Nguyễn đang mất hứng. Nhưng lúc này hắn căn bản khó thể nào nghĩ thấu đáo được, thế nên chỉ có thể kiên trì phỏng đoán. Theo tôi quan sát thì hôm nay chủ tịch quan của thành phố Sơn Viên tự mình đến tìm Thành Kiếm xã, nhưng chưa được vài phút thì đi ra, vì thế khả năng của thành phố Sơn Viên là không lớn. Phó chủ tịch Triệu của thành phố An Dịch cũng đến từ rất sớm thế nhưng căn bản cũng không gặp được Thành Kiếm xã, nếu như Thành Kiếm xã và thành phố An Dịch có giao ước, sẽ căn bản không xảy ra tình huống không gặp mặt nhau như vậy. Như vậy thì là ai? Nguyễn Chấn Nhạc giống như đang hỏi, cũng giống như đang lầm bầm, điều này không khỏi làm cho Triệu Đức Càn phải thở dài một hơi. Chuyện này hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng lãnh đạo đã hỏi, hắn trả lời như thế xem như cho qua. Khi Triệu Đức Càn đang trầm tư thì chợt nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc cười nói. Đức Càn, việc do người làm, chuyện này anh cũng không nên quá gắng sức. Nếu Thành Kiếm xã không chọn chúng ta, như vậy chúng ta cũng không nên quá tiếc nuối. Cái gì gọi là thương nhân? Tôi cắt câu lấy nghĩa, cảm thấy gọi là thương nhân cũng là vì bọn họ là những người thương lượng. Kinh doanh chú trọng phương diện thương lượng, làm tốt sẽ có lợi nhuận. Lần này bọn họ không cùng hợp tác với chúng ta. Nếu nói ra thì bọn họ sẽ bị tổn thất, vì bọn họ đã bỏ qua cơ hội tốt để đầu tư vào thành phố Đông Bộ. Triệu Đức Càn nhìn vẻ mặt tự tin của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Nguyễn Chấn Nhạc níu mãi lấy sự việc này không chịu bỏ qua, bây giờ bí thư Nguyễn nói như thế, hắn là người phụ trách cũng có chút xấu hổ. Lúc này Nguyễn Chấn Nhạc bỏ qua hạng mục của Thành Kiếm xã, như vậy sẽ không có gì liên quan đến Triệu Đức Càn. Hắn nở nụ cười rồi lớn tiếng nói. Bí thư Nguyễn nói đúng, tôi tin tưởng đến khi đối phương nghĩ lại, nhất định sẽ hối hận. Hai người nói chuyện với nhau, chợt nghe thấy tiếng máy fax vang lên. Triệu Đức Càn quay đầu nhìn thoáng qua, chợt thấy có một tờ giấy được in ra, hắn tiến lên hai bước định lấy nhưng dừng lại. Động tác này rõ ràng là chờ xin chỉ thị của Nguyễn Chấn Nhạc, nếu như bản fax kia không thích hợp cho mình xem, mà mình lại xung xoe chạy đến, như thế rõ ràng là không hiểu chuyện. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua bản fax. Sau đó nói với Triệu Đức Càn. Lấy ra đây. Triệu Đức Càn lấy bản fax đưa đến trước người Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng trong quá trình đó hắn luôn tỏ ra cực kỳ khí khái, căn bản không nhìn vào nội dung của bản fax. Tuy hắn cảm thấy cực kỳ tò mò, thế nhưng lúc này hắn ở trước mặt lãnh đạo, hắn cần phải hóa thành người mù, có một số việc của lãnh đạo mà mình không biết là thích hợp hơn cả. Đức Càn, đây là bảng thống kê các hạng mục đã được đàm phán ký kết của văn phòng tỉnh ủy. Nguyễn Chấn Nhạc xem qua bản fax, sau đó đưa cho Triệu Đức Càn. Triệu Đức Càn lúc này tiếp nhận bản fax xem xét, thấy trên đó là một tấm bảng đầy các con số thống kê. Dựa theo sắp xếp theo số tiền đầu tư, thành phố Đông Bộ đang ở vị trí dẫn đầu. 1,5 tỷ. Triệu Đức Càn đọc thành tích kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ, nụ cười trên mặt hắn càng sáng lạn. Hắn đặt bản fax xuống bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó nói. Bí thư Nguyễn. Thành tích của thành phố Đông Bộ chúng ta thật sự là đứng đầu toàn tỉnh. Tôi cảm thấy lãnh đạo nhất định sẽ rất hài lòng với công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ chúng ta. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười, ánh mắt rơi lên vị trí thứ hai, nơi đó cũng không phải là thành phố Sơn Viên, mà là thành phố An Dịch. Lần này thành phố An Dịch kêu gọi được khá nhiều hạng mục, tổng số tiền đầu tư là 1,2 tỷ. Con số kia tuy không ít nhưng thành phố Đông Bộ có cấp phó bộ, tính ra lại kém hơn thành phố Đông Bộ khá nhiều. Ngay sau đó Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn thành tích của các thành phố còn lại, hắn cũng không quá quan tâm đến những thành tích khác, trong lòng chỉ tìm kiếm một cái tên. Khi đến vị trí 19 thì Nguyễn Chấn Nhạc cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình, đó là thành phố La Nam, 90 triệu. Ánh mắt Triệu Đức Càn cũng di chuyển theo Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cũng phát hiện ra thứ hạng của thành phố La Nam. Nhưng hắn không nhìn rõ Nguyễn Chấn Nhạc đang nghĩ đến điều gì, thế cho nên hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nuốt lời định nói vào bụng. Hạng mục du lịch của thành phố La Nam vẫn chưa được ký kết sao? Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi hỏi Triệu Đức Càn. Triệu Đức Càn thật sự rất quan tâm đến công tác của thành phố La Nam, tuy bí thư Nguyễn Chấn Nhạc không nói qua điều gì, thế nhưng hắn biết bí thư rất cố kỵ thành phố này. Vì thế khi Nguyễn Chấn Nhạc đặt câu hỏi, hắn trầm giọng nói. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, hạng mục kia còn chưa được ký kết. À, Vương Tử Quân đã hao phí khá nhiều tinh lực. Nếu không trên 200 triệu thì đừng hòng ký kết được hạng mục này. Nguyễn Chấn Nhạc đặt bản fax xuống rồi thản nhiên nói.
Triệu Đức Càn nhìn vẻ mặt ôn hòa của Nguyễn Chấn Nhạc, lúc này hắn mới cười nói. Bí thư Nguyễn, tôi cảm thấy thành phố La Nam dù ký kết hợp đồng với bên kia cũng căn bản không tạo thành uy hiếp gì cho chúng ta, dù bọn họ lần này tìm được 500 triệu tiền đầu tư, như vậy cũng chỉ xếp hạng trung bình mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc hoàn toàn đồng ý với lời nói của Triệu Đức Càn, hắn gật đầu nói. Hạng mục Cô Yên Sơn nhất định sẽ được ký kết, với điều kiện kinh tế hiện tại của thành phố La Nam, có thể đạt đến vị trí trung bình thì thật sự không dễ dàng gì rồi. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, tuy hắn cũng là người kiêu ngạo, thế nhưng đối mặt với tình huống của thành phố La Nam, hắn cảm thấy mình căn bản không thể làm tốt hơn so với Vương Tử Quân. Được rồi, Đức Càn, đã bận rộn cả ngày, anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải chuẩn bị cho nghi lễ bế mạc, anh còn phải vất vả nhiều. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ vung tay lên cười nói với Triệu Đức Càn. Triệu Đức Càn khẽ gật đầu, hai ngày qua chạy đi chạy lại làm hắn rất mệt mỏi. Sau khi hỏi vài câu về những việc cần làm ngày mai, hắn rời khỏi nhà của Nguyễn Chấn Nhạc. Những người cần được mời dùng cơm đã được mời, thời gian còn lại chỉ là báo cáo và tổng kết mà thôi, sau đó tất cả sẽ xong việc. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, lúc này hắn nằm xuống ghế salon không cần chú ý đến hình tượng. Hai ngày qua hắn thật sự rất mệt mỏi, nhưng hắn lại căn bản biểu hiện trạng thái bừng bừng sức sống và tự tin trước mặt mọi người. Nguyễn Chấn Nhạc chậm rãi nhắm mắt, trong đầu vẫn chỉ là những con số. Hắn nghĩ đến số tài chính thành phố Đông Bộ thu hút được, sau đó chợt sinh ra cảm giác thoải mái. Tuy hắn thật sự mỏi mệt vì hội chợ xúc tiến thương mại lần này, thế nhưng kết quả như vậy cũng xem như là quá tốt. Dựa theo thành tích của Nguyễn Chấn Nhạc ở hội chợ lần này, tuy không thể để cho hắn nhanh chóng tiến lên vị trí lãnh đạo cấp phó bộ, thế nhưng sẽ dựng lên một cây cọc ở tỉnh Sơn Nam. Sau đó thời gian dần qua, tất cả được tích lũy lại, hắn tiến thêm một bước cũng là chuyện dễ dàng mà thôi. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang mơ màng thì có người chậm rãi đến ngồi bên cạnh hắn, hắn mở mắt nhìn, chợt thấy Tào Chân Nhi đang mặc một bộ váy dài nhìn bảng báo cáo. Chấn Nhạc, nhìn vào báo cáo thì thấy hội chợ lần này sẽ căn bản không có gì đáng ngạc nhiên. Tào Chân Nhi giống như biết rõ Nguyễn Chấn Nhạc đang mở mắt nhìn mình, nàng khẽ nói với hắn. Vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc khá lạnh nhạt, giọng điệu bình thản giống như đang nói chuyện công với Triệu Đức Càn. À, có lẽ là không có gì thay đổi, hơn nữa trong tay chúng ta còn có ba hạng mục cả trăm triệu còn chưa ký kết, ngày mai ký kết ba hạng mục kia sẽ không còn gì cần lo lắng. Nhưng thành tích như vậy vẫn là chưa tốt. Khóe miệng Tào Chân Nhi lộ ra nụ cười lạnh băng. Một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng ngay sau đó hắn lại áp chế xuống đáy lòng, hắn nhìn Tào Chân Nhi rồi thản nhiên nói. Em thấy chỗ nào không tốt? Còn chưa đủ bừng sáng, nếu chỉ hơn hạng 200 triệu thì căn bản là không quá nổi bật, như vậy không phải đã phụ lòng những vất vả của chúng ta, phụ lòng tâm tư của chúng ta rồi sao? Tào Chân Nhi đặt bản fax xuống, nàng dùng giọng ưu nhã nói. Nếu muốn thu hút tất cả ánh mắt nhìn về phía mình, thành phố Đông Bộ cần phải có thành tích chói sáng hơn. Nguyễn Chấn Nhạc cho đến bây giờ chỉ biết được hai gương mặt NS nhược và điên cuồng của Tào Chân Nhi, lúc này hắn thật sự có chút ngây người. Anh yên tâm, em đã chuẩn bị cho anh thành tích lớn, anh cứ tận tình hưởng thụ vinh quang vào ngày mai đi. Chương 724, bừng bừng phát sáng làm cho người ta lóa mắt. Ngày cuối cùng của hội chợ xúc tiến thương mại, một vài đơn vị đã trở nên lười nhác. Càng có không ít gian hàng không quá quan trọng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn dẹp để quay về. Nhưng những vị bí thư và chủ tịch các thành phố lúc này đều từ bốn phương tám hướng chạy về thành phố Đông Bộ giống như đám chim mệt mỏi, không vì cái gì khác, bọn họ đến tham gia nghi lễ bế mạc. Đám người này vốn cũng không quá quan tâm đến lễ bế mạc, chỉ cần phái hai phó chủ tịch đến tham gia là xong. Thế nhưng văn phòng tỉnh ủy lại cho ra thông báo bí thư Hào Nhất Phong sẽ tự mình đến tham gia. Thế là đám người nhanh chóng chạy đến thành phố Đông Bộ. Bí thư Vương, hạng mục Cô Yên Sơn của các vị đã ký kết chưa? Sau khi Vương Tử Quân và nhóm Hà Khởi Duệ đến nhà hàng dùng cơm trưa, Lâm Trường Công nở nụ cười được đám người thành phố Tam Hồ túm tụm chung quanh đi tới. Vì hợp tác xây dựng đường cao tốc Sơn La thế nên quan hệ giữa hai thành phố La Nam và Tam Hồ là rất tốt, tất nhiên hai đội ngũ sẽ cực kỳ giữ quy tắc. Vương Tử Quân và Lâm Trường Công sóng vai với nhau đi phía trước. Sau khi nghe được câu hỏi của Lâm Trường Công thì Vương Tử Quân cười cười nói. Trên cơ bản đã được xác định, bất cứ lúc nào cũng có thể ký kết. Vậy thì ký đi, cậu Vương, nghe nói tỉnh ủy rất coi trọng hội chợ xúc tiến thương mại lần này, mỗi ngày đều cho ra thống kê với công tác kêu gọi đầu tư của từng thành phố,
tài liệu thống kê kia tuy không công khai nhưng lại có thể chuyển đến tay những người có cấp bậc nhất định. Giọng nói của Lâm Trường Công chợt nhỏ đi vài phần. Vương Tử Quân hiểu Lâm Trường Công đang cố ý lấy lòng mình, hắn cười cười nói. Cảm ơn Bí Thư Lâm, hôm nay tôi sẽ cho bọn họ ký kết hợp đồng. Như vậy thì được, tuy hai người chúng ta lần này không thể tìm được những hạng mục lớn, không thể tìm được nguồn đầu tư lớn, thế nhưng cũng không thể nào rơi vào vị trí cuối cùng được. Tuy lãnh đạo tỉnh sẽ căn bản không nói gì với hội chợ xúc tiến thương mại lần này, thế nhưng sau này có chuyện gì xảy ra, những gì ngày hôm nay sẽ trở thành lý do của lãnh đạo vào ngày mai. Lâm Trường Công nói đến hai chữ lý do thì giọng nói có hơi hạ thấp, thật sự có chút mập mờ, thế nhưng càng là như vậy thì ý nghĩa lời nói của hắn lại càng thêm rõ ràng hơn. Bí thư Lâm, anh biết thành phố nào cầm cờ đi trước không? Lý Quý Niên đứng bên cạnh Vương Tử Quân cũng nghe được những lời vừa rồi, thế là hắn khẽ hỏi Lâm Trường Công. Tất nhiên là chủ nhà, nếu không thì người ta bỏ ra nhiều công sức như vậy làm gì? Lâm Trường Công dù thầm xem thường Lý Quý Niên, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng ôn hòa nói. Lý Quý Niên nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, hắn há hốc miệng, cũng không nói nên lời. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ý nghĩ của Lý Quý Niên, đó chính là đốc thúc mình quyết định hạng mục Huyền Lộ Dịch. Dù đã quyết định dành Huyền Lộ Dịch cho Thành Kiếm xã, thế nhưng dù thái độ của hai bên là rất tốt thì phương diện ký kết lại khá chậm. Lý Quý Niên là người thành tinh, hắn biết Thành Kiếm xã rõ ràng cũng đang muốn chiếm chút tiện nghi ở phương diện này. Tuy Lý Quý Niên thầm mắng Thành Kiếm xã vô sỉ, thế nhưng hắn cũng tình nguyện nhanh chóng ký kết hạng mục này. Dù sao thì cũng là 50 triệu đầu tư vào thành phố La Nam, đối với thành phố La Nam thì đây càng là một số tiền lớn. Tuy hắn không biết các thành phố khác có tình huống thế nào, thế nhưng có thêm 50 triệu này thì thành phố La Nam nhất định sẽ tiến lên vị trí ở giữa. Nếu thành phố La Nam xếp giữa, như vậy rõ ràng là không biết bao nhiêu năm rồi thành phố La Nam mới có một cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được. Nhưng quyền quyết định ký kết căn bản không nằm trong tay của Lý Quý Niên, lại nằm tất cả trong tay của Vương Tử Quân. Tuy Lý Quý Niên được Vương Tử Quân giao phó cho toàn quyền xử lý, thế nhưng hắn cũng không xem hai chữ toàn quyền là thật. Không thể nào, thành phố Đông Bộ tuy phát triển kinh tế rất mạnh, thế nhưng thành phố Sơn Viên và An Dịch cũng không dễ dàng vượt qua như vậy được. Lý Quý Niên thấy Vương Tử Quân không có phản ứng, thế là hắn ném tâm tư của mình lên phương diện sắp xếp các thành phố tham gia hội chợ lần này. Lâm Trường Công cười cười nói. Chủ tịch Lý, anh cũng đừng nên không tin, tuy tôi không được chứng kiến tình huống thành phố Đông Bộ ký kết cụ thể là như thế nào, nhưng lúc này thật sự thành phố Đông Bộ đang đứng đầu danh sách thu hút đầu tư của tỉnh. Bí thư Lâm, tôi không phải không tin ngài, chỉ là chuyện này thật sự làm cho người ta cảm thấy khó thể nào tin được. Lý Quý Niên khoát tay áo, hắn khẽ giải thích với Lâm Trường Công. Lâm Trường Công cũng không có quá nhiều tâm tư dây dưa với Lý Quý Niên ở phương diện này, hắn chỉ quan tâm đến Vương Tử Quân ở thành phố La Nam mà thôi. Sau khi đơn giản nói với nhau vài câu, hai đoàn người hai thành phố tự đi về phía phòng ăn của mình. Lý Quý Niên đóng cửa phòng, hắn khẽ quay sang nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, nếu như vừa rồi Bí thư Lâm nói thật, tôi cảm thấy hạng mục rượu Huyền Lộ Dịch nên ký kết với công ty Bất Lão Khang, dù sao cũng không có quá nhiều vấn đề. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lý Quý Niên, hắn hiểu được tâm tư của Lý Quý Niên vào lúc này, hắn nói. Nói lại điều kiện hợp tác với Thành Kiếm xã một lần nữa, nói là xế chiều nếu không ký được hợp đồng, như vậy sau này thành phố La Nam sẽ không bao giờ hợp tác với công ty Bất Lão Khang nữa. Lý Quý Niên nhận được sự nhờ vả của Vũ Lão, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói cứng rắn như vậy thì chợt trở nên sợ hãi, nhưng ngay sau đó hắn đã nhanh chóng hiểu vì sao Vương Tử Quân lại làm như vậy. Có câu trong tay có bài tốt sẽ không hoảng hốt, bây giờ có nhiều xí nghiệp muốn hợp tác với thành phố La Nam để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rượu Huyền Lộ Dịch, tất nhiên trong tay Vương Tử Quân nắm Huyền Lộ Dịch sẽ giữ lấy thế chủ động. Thành Kiếm xã lúc này muốn ở phía sau chiếm chút tiện nghi. Thật không biết có nên nói người này là kẻ ngốc muốn nhân cơ hội nhà cháy mà hôi của hay không. Lý Quý Niên thật sự có oán khí với Thành Kiếm xã, lúc này thật sự hận cho sự việc không thể trực tiếp thất bại. Nhưng hắn còn vài phần nể trọng Vũ Lão, thế là lập tức gật đầu nói. Bí thư Vương, tôi sẽ thông báo cho anh ấy, nếu như anh ấy kiên trì không ký hợp đồng theo điều kiện của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ tìm ký hợp đồng với người khác. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Chủ tịch Lý. Hạng mục Cô Yên Sơn vẫn chưa đến thời điểm cuối cùng, hơn nữa hạng mục Huyền Lộ Dịch vẫn còn có rất nhiều nhà quan tâm. Dù sao thì cũng sẽ thành công, chúng ta cần gì phải quan tâm cho mệt.
Hơn nữa chúng ta đã cướp quá nhiều danh tiếng vào lúc khai mạc, bây giờ bế mạc chúng ta nên an phận một chút. Lý Quý Niên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng thầm suy nghĩ lời nói của bí thư Vương căn bản không thể coi là thật được. Vì không dùng rượu cho nên bữa cơm nhanh chóng kết thúc, chỉ sau nửa giờ thì nhóm người thành phố La Nam đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Chào bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc nói về những chuyện xảy ra trong gian hàng của thành phố mình, chợt nghe thấy có người chào hỏi. Vương Tử Quân quay đầu nhìn, thì ra là giám đốc khách sạn Đông Bộ Nhâm Vĩnh Cách. Năm xưa khi Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ thì Nhâm Vĩnh Cách là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, tuy cấp bậc không cao nhưng dù sao cũng là giám đốc một nhà khách thành phố. Vương Tử Quân căn bản không có hảo cảm gì với Nhâm Vĩnh Cách, nhưng hắn cũng không động vào người này, để tùy ý cho đối phương kinh doanh ở khách sạn Đông Bộ. Bây giờ thấy đối phương đi đến, Vương Tử Quân cười nhạt nói. Thì ra là giám đốc Nhâm, chào anh. Nhâm Vĩnh Cách thấy Vương Tử Quân duỗi tay ra thì vội vàng cùng tiến lên bắt chặt tay, sau đó hắn nói. Bí thư Vương, ngài quay về thì tôi luôn muốn đến chào hỏi, thế nhưng thật sự là quá bận rộn, kính mong ngài thứ lỗi cho. Vương Tử Quân có thể nghe rõ lý do của Nhâm Vĩnh Cách, trong lòng thầm nghĩ nếu anh muốn gặp tôi thì sẽ cố gắng tìm ra thời gian, nếu như anh không muốn gặp thì đừng hòng. Chỉ là hắn không nói ra khỏi miệng, hơn nữa tức giận với một người như Nhâm Vĩnh Cách thì rõ ràng là không đáng. Thành phố Đông Bộ lần này tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại, có hơn phân nửa lãnh đạo thành phố Đông Bộ ở trong khách sạn, trách nhiệm của anh Nhâm rất lớn, cũng không thể tùy ý rời khỏi vị trí công tác được. Tuy Vương Tử Quân khinh thường cách làm người của Nhâm Vĩnh Cách, thế nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, hắn khẽ vỗ vai của Nhâm Vĩnh Cách rồi khẽ nói. Nhâm Vĩnh Cách cảm thấy phấn chấn. Tuy Bí Thư Vương không còn cầm quyền ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng cấp bậc của người này vẫn là quá rõ ràng, là Bí Thư Thị ủy La Nam, cấp bậc không kém Bí Thư Thị ủy Đông Bộ. Cảm ơn Bí Thư Vương đã hiểu cho, ngài có việc gì cứ phân phó, dù tôi có rơi đầu cũng nhất định làm tốt cho Bí Thư Vương. Tốt, đồng chí Vĩnh Cách rất tốt. Vương Tử Quân lạnh nhạt gật đầu cười, tuy chỉ là mấy chữ nhưng thật sự là bao quát lạnh nhạt. Nhâm Vĩnh Cách lúc này cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Vương Tử Quân. Hắn chợt phát hiện mình luống cuống tay chân. Sau khi ấp úng há hốc miệng thì hắn cũng không tìm ra được lời nào hay để nói. Bí thư Vương, tôi cái kia, gian phòng kia, tối nay nghe nói có một vị lãnh đạo quốc gia sẽ đến, thế nên văn phòng thị ủy cho ra chỉ thị chúng tôi làm tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo quốc hội đến tham gia bế mạc, Vương Tử Quân cảm thấy chấn động, đồng thời nhìn sang Nhâm Vĩnh Cách. Biết rõ đó là vị nào không? Nghe nói là một vị phó thủ tướng. Nhâm Vĩnh Cách có chút do dự, cuối cùng mới khẽ nói. Có một vị phó thủ tướng đến tham gia lễ bế mạc. Vương Tử Quân thầm sinh cảm khái, dù mình là người có chỗ dựa nhưng so sánh với Nguyễn Chấn Nhạc thì thật sự là chênh lệch quá lớn. Lễ bế mạc một hội chợ xúc tiến thương mại lại có thể kéo cả lãnh đạo quốc gia với cấp bậc như vậy đến tham gia. Nhưng Vương Tử Quân cũng không biết Nguyễn Chấn Nhạc ở Sĩ tốn hết tâm tư để mời lãnh đạo quan trọng như vậy tham dự chỉ vì chính mình quá chói sáng ở lễ khai mạc. Nguyễn Chấn Nhạc bị người ta cướp đi hào quang, hắn muốn tìm về ở lễ bế mạc, hơn nữa hắn còn chuẩn bị cho mình một thành tích rất lớn. Bí thư Vương, ngài cứ bận rộn, tôi đi đây một chút. Nhâm Vĩnh Cách khoát tay áo với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng đi về một phía hành lang. Vương Tử Quân cũng khôi phục vẻ lạnh nhạt, dù hắn thật sự cảm khái với Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng lúc này hắn cũng không ghen ghét với đối phương. Dù sao thì mình cũng đã hoàn thành kế hoạch, hơn nữa thành tích cũng không quá tệ. Nghi lễ bế mạc vào buổi chiều có thể nói là rất thanh nhàn với nhóm người Vương Tử Quân, những hoạt động khác đều đã được tiến hành rất tốt, ngoài những nhân viên công tác của phòng công thương vẫn còn đang ở ngoài gian hàng, các vị lãnh đạo khác đều về phòng nghỉ ngơi. Vương Tử Quân có được thời gian rảnh rỗi hiếm có, hắn cũng không đi ra ngoài dạo chơi như người khác. Dù sao hắn làm chủ tịch thành phố Đông Bộ không tính là quá lâu, thế nhưng đi ra đường cũng có người nhận ra. Hắn đã sớm thuộc nằm lòng phong cảnh ở thành phố Đông Bộ. Cũng không có gì đẹp mắt. Vương Tử Quân nằm nghiêng trên giường đọc sách, là một quyển sách được đồng chí Tân mua từ nhà sách Tân Hoa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm cho Vương Tử Quân giật mình bừng tỉnh, sau khi trọng sinh hắn có rất ít thời gian được đọc sách, thế nên lúc này khẽ nhíu mày. Trước khi đóng cửa hắn đã phân phó đồng chí Tân nếu không có việc gì gấp thì đừng quấy rầy hắn, đồng chí Tân là người cẩn thận, biết rõ Vương Tử Quân sắp xếp như vậy là có ý, sẽ không làm hỏng việc. Bây giờ có người gõ cửa, có lẽ là vì chuyện quan trọng, thế nên hắn đặt sách xuống, đi ra mở cửa phòng.
Bí thư Vương, đã quấy rầy ngài rồi. Đi vào cửa là Kim Điền Lạc, hắn nhìn bộ dạng lười biếng của Vương Tử Quân, trên bàn lại có một quyển sách, thế là không khỏi dùng giọng xin lỗi nói. Vương Tử Quân đang mệt mỏi nhưng lại không ngủ được, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Hắn thấy Kim Điền Lạc tỏ ra gấp gáp thì khoát tay nói. Tôi đọc sách, cảm thấy mỏi mắt nên định đi nghỉ. Sau khi ngồi xuống thì Kim Điền Lạc nhanh chóng nói. Bí thư Vương, vốn cho rằng chiều hôm nay không có chuyện gì, không ngờ thật sự quá đặc sắc. Thành phố Sơn Viên và An Dịch cuối cùng cũng cho ra quyết đoán muốn đứng đầu danh sách kêu gọi đầu tư của tỉnh Sơn Nam. Chỉ sau buổi trưa bọn họ đã ký kết được các hạng mục trên 500 triệu. Thế nên thành phố Đông Bộ muốn đỗ Trạng Nguyên cũng không dễ dàng chút nào. Vương Tử Quân thật sự không dự liệu được tình huống như vậy, nhưng hắn nghĩ lại và cảm thấy đó là bình thường. Thành phố Sơn Viên và An Dịch không những có cơ sở hùng mạnh, còn có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, lúc này có thêm vài hạng mục đầu tư thì căn bản không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa thành phố Đông Bộ là chủ nhà của sự kiện hội chợ lần này, nhưng khi hội chợ được lãnh đạo các cấp coi trọng, nó liên quan đến thể diện của các thành phố. Nếu hai thành phố Sơn Viên và An Dịch thất bại thì xem như cũng mất mặt. Vào thời điểm quan trọng bọn họ sẽ cố gắng tìm cách thi triển thần thông, điều này là cực kỳ hợp tình hợp lý. Tuy những chuyện thế này căn bản không liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng sau khi hắn nghe được tin tức này thì cũng có chút sảng khoái. Cảm giác sảng khoái của Vương Tử Quân cũng không được biểu hiện ra bên ngoài, hắn khẽ dùng giọng nhàn nhạt dặn dò. Thư ký trưởng Kim, chúng ta chỉ làm tốt chuyện của mình. Người ta tranh giành với nhau thế nào cũng mặc kệ. Bí thư Vương nói rất đúng, nhưng bây giờ chúng ta thật sự là có nhiều việc cần làm, cũng không nhàn rỗi. Chương 725, tôi cũng không phải ngồi không. Vương Tử Quân chợt có chút vui vẻ, Kim Điền Lạc có một câu nói rất nhạy cảm, hắn thầm nghĩ mình xem như coi trọng đối phương cũng không uống phí. Khi vị trí của Vương Tử Quân ngày càng quan trọng ở thành phố La Nam thì vô tình vị trí công tác của thư ký trưởng Kim Điền Lạc là cực kỳ quan trọng, vì Kim Điền Lạc cần phải đo lường tâm tư của Bí Thư Vương. Tuy Kim Điền Lạc cảm thấy dựa vào quan hệ giữa hắn và Bí Thư Vương vào lúc này, Bí Thư sẽ căn bản không thay đổi thư ký trưởng, thế nhưng nếu hắn càng muốn tiến thêm một bước, tất nhiên càng phải làm tốt quan hệ với Bí Thư. Kim Điền Lạc đã làm thư ký trưởng được 4-5 năm, hắn thật sự cũng không muốn tiếp tục làm thư ký trưởng nữa. Thư ký thì làm gì? Chính là cố gắng thức đêm sách cặp cho lãnh đạo, thư ký trưởng tuy có thêm chữ trưởng nhưng có khác gì một thư ký. Những năm qua Kim Điền Lạc cúi đầu khom lưng đi theo sau làm tùy tùng cho lãnh đạo, thế nhưng tất nhiên làm gì có thư ký trưởng nào là kẻ ngốc. Chẳng qua là anh có khả năng tiến lên hay không mà thôi. Thế nhưng lãnh đạo nói anh không có khả năng, đây là hai chuyện hoàn toàn khác. Khi địa vị của Vương Tử Quân ngày càng vững ở thành phố La Nam, thế nào Bí Thư Vương cũng sẽ thay đổi một người phù hợp với mình để làm thư ký trưởng. Sau khi tìm được tin tức này thì Kim Điền Lạc rất muốn tìm cơ hội để bộc lộ mình với Vương Tử Quân. Tuy hắn thấy Vương Tử Quân căn bản rất lạnh nhạt với sự việc của thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn thấy dù Bí Thư Vương có khoáng đạt thế nào, chắc chắn cũng có khúc mắc ở phương diện này. Lúc này quả nhiên đã đầu tư đúng chỗ. Ha ha, tốt, nhưng này thư ký trưởng Kim, chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều tinh lực ở phương diện này. Hai ngày trước tôi có xem qua một văn kiện báo cáo của phòng tổ chức thị ủy, tuyến trên có vài vị cán bộ cấp cục đã đến tuổi, còn có vài vị bí thư huyện ủy cần điều chỉnh vị trí, anh là cán bộ lão thành của thành phố La Nam, anh nên giúp đỡ anh Tôn nhiều hơn ở phương diện này, cố gắng làm sao cho tốt. Tuy Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng lại làm cho Kim Điền Lạc nghe vào tai mà trái tim như nhảy cả ra ngoài. Lúc này tâm tình của hắn là rất tốt, trợ giúp trưởng phòng Tôn chỉ là một cái cớ của Bí Thư Vương. Ý nghĩa ẩn giấu bên trong là rất lớn. Bí thư Vương nói như vậy, không phải có ý cho mình nhúng tay vào phương diện điều chỉnh nhân sự sao? Trên quan trường thì quyền lợi quan trọng nhất là gì? Không phải là quyền nhân sự à? Trưởng phòng tổ chức sở dĩ trở thành một vị lãnh đạo được người người chào đón, cũng vì người này có thể tranh thủ được một chén canh ở phương diện nhân sự. Nếu Kim Điền Lạc có thể tham dự vào quá trình điều chỉnh nhân sự, độ nặng của một vị thư ký trưởng như mình sẽ tăng tiến như diều gặp gió. Cố gắng làm cho tốt. Chỉ năm chữ nhưng độ nặng là quá lớn, làm cho tốt, thật sự là quá tốt. Lãnh đạo đứng đầu nói không quá nhiều nhưng chủ yếu là độ nặng quá lớn, nói nhẹ nhưng rơi vào tai thì nặng, nếu anh suy xét và hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên trong, tất nhiên anh sẽ cực kỳ vui sướng. Cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm, nhưng trưởng phòng Tôn. Kim Điền Lạc có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói. Tôi sẽ nói vài lời với trưởng phòng Tôn. Vương Tử Quân vung tay lên trầm giọng nói.
Gần đây những sự việc động chạm đến cán bộ là rất mẫn cảm, Kim Điền Lạc nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, biết rõ lúc này tình huống mình tham gia vào phương diện nhân sự cũng không phải nhỏ. Tuy hắn biết Vương Tử Quân sau khi đứng vững bàn chân sẽ động vào phương diện nhân sự, thế nhưng khi biết rõ Vương Tử Quân sắp áp dụng phương án này, hắn chợt cảm thấy cơ thể của mình giống như sắp co rút. Vương Tử Quân động vào cán bộ lần này căn bản không giống như trước đó điều chỉnh một vị cục trưởng cục công an, đây chính là động vào cả thành phố La Nam, biết đâu sẽ có rất nhiều vị trí bị điều chỉnh. Kết quả điều chỉnh lần này sẽ làm cho chính đàn thành phố La Nam đang đi về phía bình tĩnh sẽ bùng sóng rất mạnh mẽ. Ai mà chẳng quan tâm đến vòng quan hệ của mình, đám thường ủy thành phố La Nam tất nhiên sẽ phải giúp đỡ người của mình, nếu liên quan đến lợi ích của mình, rất có thể sẽ đứng lên đối kháng. Có thể đem ý chí của mình quán triệt vào trong phương diện điều chỉnh nhân sự hay không chính là một vấn đề tiêu biểu cho khả năng khống chế cục diện của lãnh đạo đứng đầu một phương. Bầu không khí trong phòng dần trầm mặc, khi Kim Điền Lạc định mở miệng phá tan bầu không khí thì Vương Tử Quân tiện tay mở TV. Lúc này TV chủ yếu phát tin về hội chợ ở thành phố Đông Bộ, khi TV được mở thì chợt nghe thấy biên tập viên lên tiếng. 4 giờ 30 phút chiều nay, Chủ tịch Trúc Phu Bình của thành phố Đông Bộ đã ký hợp đồng đầu tư trị giá 2 tỷ với công ty Quân Thạch Nhạc. Dựa theo hợp đồng thì công ty Quân Thạch Nhạc sẽ xây dựng một công viên kỹ thuật ở thành phố Đông Bộ, chủ yếu sản xuất điện thoại, máy tính, các thiết bị điện tử. Tin tức đột nhiên này làm cho những lời nói vui vẻ từ trong miệng Kim Điền Lạc chợt tan biến. Đầu tư hơn 2 tỷ, hơn nữa là công ty Quân Thạch Nhạc. Tin tức này làm cho Kim Điền Lạc căn bản cảm thấy giống như bị pháo bắn vào người. Phản ứng đầu tiên của Kim Điền Lạc là nhìn về phía Vương Tử Quân, nếu như không phải mình vừa rồi đến báo cáo tin tức tốt cho Bí Thư Vương, bây giờ hắn sẽ không tỏ ra bàng hoàng như vậy. Vừa rồi là tin tức mà thành phố An Dịch và Sơn Viên vượt mặt thành phố Đông Bộ, thế nhưng bây giờ thành phố Đông Bộ và công ty Quân Thạch Nhạc ký hợp đồng đầu tư công viên kỹ thuật trị giá 2 tỷ. Điều này không khỏi làm cho Kim Điền Lạc luống cuống tay chân. Kim Điền Lạc sợ nhất là lúc này Vương Tử Quân sẽ nổi giận với mình, tuy Vương Tử Quân không thể làm gì được người của thành phố Đông Bộ, thế nhưng căn bản rất dễ ép chết mình ở La Nam. Nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn rất lạnh nhạt, căn bản không có gì không đúng, tình huống này càng làm cho Kim Điền Lạc cảm thấy khó hiểu. Nếu Vương Tử Quân nổi giận thì hắn sẽ tìm biện pháp hóa giải, nhưng bây giờ Vương Tử Quân không biểu hiện thái độ. Điều này làm hắn gấp gáp như đứng đống lửa ngồi đống than, thật sự không biết phải làm sao cho phải. Bí thư Nguyễn còn đòn này, xem ra đã là một chiêu định càn khôn. Vương Tử Quân tuy có chút khó chịu nhưng lại không khỏi bội phục thủ đoạn của Nguyễn Trấn Nhạc. Đối phương có thể đặt hạng mục gây hiệu quả chấn động vào giai đoạn sau cùng, rõ ràng là đến khi mọi người cho rằng đại cục đã định thì cho ra một đòn xác định càn khôn. Hiệu quả như vậy không những gây ra tính oanh động, càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hơn nữa đây là một hạng mục hơn 2 tỷ, nó có thể là tạo nên áp lực cực kỳ lớn, có lẽ bây giờ gương mặt các vị lãnh đạo thành phố Sơn Viên và An Dịch cũng không tốt đẹp gì hơn. Điều này thật sự không ngờ. Kim Điền Lạc dùng giọng lúng túng nói. À, chúng ta làm tốt việc của mình là được, hạng mục của người ta là của người ta, sau này chúng ta quay về nên tổng kết rút kinh nghiệm, học tập cho sự kiện sau này. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc gật đầu xưng vâng, nhưng sau khi rời khỏi phòng của Vương Tử Quân thì sau lưng ướt dẫm mồ hôi. Dù sao hắn gặp phải sự kiện trùng hợp như vậy cũng xem như một dấu hiệu không tốt. Vương Tử Quân không nói lời nào nhìn tình huống ký kết hợp đồng trên TV, tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng không thể không thừa nhận hạng mục kia được ký kết sẽ thúc đẩy kinh tế thành phố Đông Bộ phát triển mạnh mẽ. Nguyễn Trấn Nhạc thật sự đã ném ra một quả bom ở phương diện này. Đây sẽ là một bước đệm cực tốt phụ trợ cho thành phố tỏa sáng của thành phố Đông Bộ trong tỉnh Sơn Nam. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Hắn bấm nút nghe, chợt thấy bên kia vang lên giọng nói vui sướng của Lý Quý Niên. Bí thư Vương, đã ký kết hợp đồng với Thành Kiếm xã, dựa theo điều kiện của chúng ta. Vương Tử Quân cũng không bất ngờ gì với tình huống Thành Kiếm xã sẽ phải chịu phục, hắn cười nói. Chủ tịch Lý đã khổ cực rồi, nếu như không phải có anh, chỉ sợ phương diện ký kết cũng không dễ dàng như vậy. Lý Quý Niên dù là kẻ ra mặt dày cũng biết rõ sự việc này không liên quan gì đến bản thân mình. Nếu như không phải Vương Tử Quân đã chuẩn bị tất cả vì hạng mục Huyền Lộ Dịch, dù hắn có bản lĩnh thì Thành Kiếm xã cũng không thèm quan tâm, càng không cung kính xem hắn như ông nội của mình. Bí thư Vương, lần này đều là ngài bày mưu nghĩ kế, lúc này có thêm 50 triệu đầu tư. Chúng ta có thể tiến lên vị trí trên 10.
Theo tôi thấy cuối cùng thì thành phố La Nam cũng sẽ không quá mất mặt như xưa. Lý Quý Niên lên tiếng làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm khái, hắn thầm tán thưởng ý nghĩ của đối phương, cũng nghĩ về thứ hạng trên 10 của thành phố La Nam. Sau khi cúp điện thoại thì hắn lẩm bẩm. Trên 10. Nguyễn Chấn Nhạc luôn bận rộn nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn, lúc này hắn đứng trên đường cao tốc thành phố Đông Bộ, dòng suy nghĩ lại bay lượn trên bầu trời. Hạng mục 2 tỷ đã được ký kết, như vậy nghi thức bế mạc hôm nay sẽ thuộc về Đông Bộ, sẽ là của riêng Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn có được thành tích trọng đại lần này, hắn nghĩ phương diện áp chế hào quang của người kia ở thành phố Đông Bộ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Còn mấy phút nữa? Nguyễn Chấn Nhạc quay đầu hỏi Triệu Đức Càn ở bên cạnh. Còn 2 phút. Triệu Đức Càn đứng bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc khẽ trầm giọng nói. Đáng lý dựa theo quy định bất thành văn, lúc này người đứng chờ bên đường cao tốc phải là thư ký trưởng Đảng Hằng. Nhưng khi Nguyễn Chấn Nhạc đến thành phố Đông Bộ, bí thư đã dùng lý do có quá nhiều việc cần thư ký trưởng ở lại phối hợp công tác, thế nên để Đảng Hằng ở lại trong văn phòng. Tuy trước khi đi thì Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng trịnh trọng nói giao công việc ở nhà cho thư ký trưởng Đảng, thế nhưng ai cũng hiểu Đảng Hằng là một thư ký trưởng không được bí thư giúp đỡ, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Triệu Đức Càn là người tìm được cơ hội, hắn cảm thấy rất phấn khởi. Hắn nhìn vào thành công của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn thấy được bước thành công sắp đến của mình. Hắn tin sẽ càng có nhiều người dựa vào bí thư Nguyễn, mà sự phát triển cuối cùng của thành phố Đông Bộ sẽ chính là sự phát triển của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Càng nhiều người đến dựa vào thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ càng có uy tín, như thế Triệu Đức Càn trở thành thư ký trưởng nhanh chóng mới có thể cạnh tranh được với những người kia. Lúc này là thời điểm cực kỳ quan trọng, thật sự rất quan trọng với Triệu Đức Càn. Thành phố Đông Bộ thật sự rất quái lạ, thường xuyên làm cho người ta cảm thấy căng thẳng nói không nên lời. Dù là ở trong cơ quan hay ngoài đường lớn ngõ nhỏ, dù thế nào cũng thấy có người tụ tập khẽ nói gì đó, vẻ mặt rất thần bí. Nếu những chỗ đó có người quen của anh đi qua thì bọn họ sẽ tản ra, giống như ai về việc nấy. Mọi người luôn có vẻ căng cứng, giống như có thứ gì đó phát sinh, thế nhưng chính mình cũng có cảm giác như vậy mà không biết đang chờ mong thứ gì. Vào thời điểm này tuyệt đối không nên cho ra bất kỳ vấn đề gì khác thường. Triệu Đức Càn thầm nghĩ như vậy. Sau khi nói vài câu với bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn khẽ gọi điện thoại cho một vị đồng sự ở văn phòng tỉnh ủy. Chủ tịch Trúc, đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay chưa? Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Trúc Phu Bình ở bên cạnh rồi nở nụ cười khẽ hỏi. Bầu không khí hôm nay có chút trầm lặng, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bầu trời bao la, cảm thấy giống như đó là một võ đài âm nhạc, dưới bầu không khí ủ rột ngưng trọng như thế này thì căn bản sẽ không thể diễn một bài với nội dung vui sướng được. Lẽ ra tâm tình của Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thế nhưng gần đây có nhiều việc khó giải quyết xảy ra, làm hắn ngày càng mất vui. Lúc bắt đầu Trúc Phu Bình còn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng gần đây lại thay đổi giống như là một người khác, làm cho bí thư Nguyễn tìm được những hương vị không nói nên lời. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy mối quan hệ giữa Trúc Phu Bình với mình như thế nào chỉ là một cái biểu tượng mà thôi, thật ra chính là mối quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân ngày càng trở nên ẩn giấu sâu sắc. Cũng đã chuẩn bị xong, trước khi đến tôi đã gọi điện thoại cho Cục Công an, yêu cầu bọn họ dù thế nào cũng sẽ đảm bảo không được phát sinh sự kiện khói lửa hỏa hoạn. Đồng thời trung đoàn phòng cháy cũng đã hủy bỏ nghỉ ngơi, tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trúc Phu Bình cười nhạt một tiếng với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó trầm giọng nói. Nguyễn Chấn Nhạc tuy cảm thấy vui vẻ thoải mái vì sự phối hợp của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng một cảm giác lạ lẫm vẫn bùng lên trong lòng. Hắn nhìn gương mặt Trúc Phu Bình. Giống như đã hiểu rõ hơn vài phần. Trúc Phu Bình bây giờ phối hợp với Nguyễn Chấn Nhạc không giống như dĩ vãng, nhưng thành tích không nó ra sẽ không chạy đi mất, Nguyễn Chấn Nhạc tuyệt đối không cho rằng Trúc Phu Bình đang dần khuất phục trước thế lực của mình. Dù sao thì những ngày qua hắn đã biết mục đích lớn nhất của Trúc Phu Bình chính là bảo trì thế lực và tình thế của Vương Tử Quân ở Đông Bộ. Trúc Phu Bình là hạng người kiên định, cũng tuyệt đối không vì Nguyễn Chấn Nhạc thể hiện chút sức lực mà quay sang xưng thần. Nếu không phải là như vậy thì là thế nào? Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang trầm ngâm thì chợt nghe Triệu Đức Càn nói. Đến rồi. Một chiếc xe cảnh sát mở đèn loang loáng chạy đến từ lối ra của đường cao tốc. Phía sau xe cảnh sát là một chiếc Mercedes-Benz hơn 20 chỗ màu vàng. Chiếc xe kia chạy không nhanh không chậm, rất vững vàng. Khi thấy chiếc xe kia, Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn thoáng qua Trúc Phu Bình, sau đó hắn tiến lên nghênh đón. Lúc này đoàn xe cũng thấy Nguyễn Chấn Nhạc. Thế nên khi Nguyễn Chấn Nhạc tiến lên thì xe chậm rãi giảm tốc độ. Chương 726, không thể nói trước thành tích, không nói sẽ không chạy mất.
Khi xe dừng lại thì cửa xe chậm rãi mở ra, Hào Nhất Phong ở trong xe vung tay lên với Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc lên đây. Nguyễn Chấn Nhạc vung tay với Trúc Phù Bình, sau đó leo lên chiếc xe Mercedes-Benz. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không rơi lên người Hào Nhất Phong, lại rơi lên người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa chiếc xe. Chào thủ trưởng. Dù trước kia Nguyễn Chấn Nhạc đã gặp người này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vào lúc này và hoàn cảnh này, Nguyễn Chấn Nhạc vẫn dùng giọng chính thức nói. Người đàn ông trung niên cười cười nói. Chấn Nhạc, nghe nói cậu công tác vài tháng qua ở thành phố Đông Bộ là rất tốt, anh ấy và Chủ tịch Thạch thật sự không tiếc lời khích lệ cậu. Thạch Kiên Quân ở bên cạnh cười nói. Đồng chí Chiêu Hoa, không phải chúng tôi khích lệ Chấn Nhạc, thật sự là cậu ấy công tác quá tốt, không khích lệ không được. Ngài biết tỉnh chúng tôi có tình huống thế nào rồi đấy, đó là có sao nói vậy, có thành tích gì sẽ là thành tích nấy, tuyệt đối không chút giả tạo. An Triệu Hoa bình tĩnh cười nói. Tôi biết rõ tâm tư bồi dưỡng cán bộ trẻ của hai anh, nhưng tôi thấy cán bộ trẻ vừa bồi dưỡng vừa gõ đầu, như vậy tránh cho bọn họ vểnh đuôi lên làm loạn. Tuy An Triệu Hoa nói đến phương diện gõ đầu, thế nhưng ý nghĩa ẩn giấu ở bên trong lại là cực kỳ coi trọng Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ lúc này lựa chọn tốt nhất của mình là không nói lời nào, vì vậy hắn chỉ cười nhạt nhìn ba vị lãnh đạo nói chuyện, chính mình không phát biểu ý kiến gì cả. Sau khi nói và câu về phương diện bồi dưỡng cán bộ, An Triệu Hoa lại chuyển ánh mắt lên người Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cười nói. Tôi nghe nói thành phố Đông Bộ lần này có được thành tích rất lớn trong hội chợ xúc tiến thương mại có phải không? Thật sự có được chút thành tích. Nhưng đây là thành tích có được nhờ sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực cùng chung cố gắng của ban ngành đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ. Nguyễn Chấn Nhạc rất khiêm tốn, hắn biết rõ vị thủ trưởng của mình rất thích những người khiêm tốn cẩn thận. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc khiêm tốn thì Hào Nhất Phong là Thạch Kiên Quân lại không khiêm tốn như vậy, Hào Nhất Phong cười cười nói. Đồng chí Chiêu Hoa, tuy Chấn Nhạc đặt sự lãnh đạo của chúng tôi ở phía trước, nhưng chúng tôi căn bản là không có bất kỳ công tác nào ở sự kiện lần này. Chủ yếu là nhờ vào sự cố gắng của chính thành phố Đông Bộ. Tất nhiên thành tích có được cũng là kết quả cùng chung cố gắng của các đồng chí thành phố Đông Bộ. An Triệu Hoa khẽ cười cười, hắn đưa mắt nhìn Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng trong miệng lại mở lời với nội dung phải thúc giục những cán bộ trẻ tuổi như Nguyễn Chấn Nhạc, đặc biệt là không nên để cho bọn họ có chút thành tích mà tỏ ra kiêu ngạo. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân tất nhiên sẽ mở miệng đồng ý với yêu cầu của An Triệu Hoa, còn sau này chấp hành như thế nào sẽ là chuyện của hai người bọn họ. Đồng chí Chiêu Hoa, lần này anh để cho Chấn Nhạc đến tỉnh Sơn Nam, thật sự là quyết định đúng đắn. Nếu như sau này còn có những đồng chí với trình độ cao như Chấn Nhạc, mong anh ưu tiên cho tỉnh Sơn Nam chúng tôi. Hào Nhất Phong vẫn nở nụ cười tươi rói nhìn An Triệu Hoa rồi dùng giọng không nhanh không chậm nói. Làm bí thư tỉnh ủy thì bất kỳ ai cũng hy vọng mình là người độc tài ở phương diện nhân sự. Hào Nhất Phong tất nhiên biết rõ tâm tình của mình là như thế nào khi phải tiếp đón đám cán bộ hàng không từ trên trung ương, tất nhiên An Triệu Hoa cũng hiểu điều này. An Triệu Hoa biết rõ Hào Nhất Phong nói như vậy chỉ là vì nể mặt Nguyễn Chấn Nhạc mà thôi. Tuy không cho đó là thật nhưng An Triệu Hoa vẫn cười đáp lời, cũng đưa ra những lời khẳng định với thành tích phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam. Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Kiên Quân, Chấn Nhạc có lẽ là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam. Tuy cậu ấy còn trẻ. Nếu so với các đồng chí độ tuổi cao hơn thì sẽ bốc đồng hơn, thậm chí phương diện trầm ổn cũng không bằng, thế cho nên yêu cầu là sau này các anh nên chú trọng giúp đỡ cậu ấy trong công tác, nên quan tâm nhiều hơn đến thành phố Đông Bộ. Nếu cậu ấy có khuynh hướng gì sai lầm, mong các anh nhanh chóng uốn nắn cho. An Triệu Hoa chưa nói hết lời thì chợt thấy vẻ mặt Hào Nhất Phong có chút mất tự nhiên, nhưng biểu hiện mất tự nhiên này chỉ lóe lên trong chớp mắt, sau đó biến mất không còn bóng dáng trên mặt Hào Nhất Phong. Dù sao thì Hào Nhất Phong cũng là bí thư thị ủy, là người mà vui buồn không lộ ra ngoài mặt, thế nhưng lúc này lão thật sự có chút khiếm khuyết. Nhưng trùng hợp là khi Hào Nhất Phong tỏ ra có chút mất tự nhiên thì tất cả rơi vào mắt An Triệu Hoa. Nếu như chỉ Hào Nhất Phong tỏ ra mất tự nhiên thì không có vấn đề, khi An Triệu Hoa đưa mắt nhìn sang Thạch Kiên Quân, hắn chợt phát hiện chính Thạch Kiên Quân cũng tỏ ra mất tự nhiên. Hai người Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều tỏ ra mất tự nhiên, tuy bọn họ nhanh chóng xịt dấu. Thế nhưng người có tâm tư lung linh sẽ nhanh chóng phán đoán ra bên trong có vấn đề gì. Nhưng An Triệu Hoa thầm suy xét về những lời của mình, lại cảm thấy nó không có gì. Cuối cùng ánh mắt An Triệu Hoa rơi lên người Nguyễn Chấn Nhạc, nếu so sánh với hai vị lãnh đạo tỉnh thì Nguyễn Chấn Nhạc có tâm tư kém hơn. Tuy hắn rất muốn làm cho mình trở nên bình tĩnh, thế nhưng đáng tiếc là nụ cười trên mặt càng thêm đông cứng.
Khi thấy ánh mắt An Triệu Hoa nhìn lên người mình, Nguyễn Trấn Nhạc càng thêm mất tự nhiên, cuối cùng hắn trầm giọng nói. Thủ trưởng, tôi không phải là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam. An Triệu Hoa chợt sững sờ, Nguyễn Trấn Nhạc trẻ tuổi như vậy đã là bí thư thị ủy, đây là tình huống rất hiếm gặp. Bây giờ dựa theo lời của Nguyễn Trấn Nhạc, trong tỉnh Sơn Nam còn có một bí thư thị ủy còn trẻ tuổi hơn sao? An Triệu Hoa có nghi hoặc trong lòng, tất nhiên hắn sẽ tìm Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân để lấy câu trả lời. Hai người Hào Nhất Phong cảm thấy đau đầu vì lời nói thật lòng của Nguyễn Trấn Nhạc, sau khi đưa mắt nhìn nhau, Hào Nhất Phong chợt cười nói. Trấn Nhạc nói đúng, trong tỉnh Sơn Nam chúng tôi thì bí thư thị ủy La Nam là Vương Tử Quân còn nhỏ hơn Trấn Nhạc 2 tuổi. Kinh tế của thành phố La Nam không quá phát đạt, không thể nào so sánh với thành phố Đông Bộ. Thạch Kiên Quân tuy là đồng minh với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này lại bảo trì sự nhất trí với Hào Nhất Phong. Thành phố La Nam, các anh nói về thành phố La Nam đã thông qua phương án BOT để xây dựng đường cao tốc sao? An Triệu Hoa trầm ngâm giây lát, sau đó chợt nhớ đến một nội dung mình từng được nhìn thấy trong tài liệu, thế là hắn trầm giọng hỏi Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong gật đầu nói. Đúng vậy, giao thông ở thành phố La Nam không phát triển, vì làm sống động phương diện giao thông. Đảng ủy chính quyền thành phố La Nam giác nghĩ cách thu gom tài chính. Sau khi xin phép tỉnh, bọn họ bắt đầu cho ra phương án xây dựng đường cao tốc, bây giờ hạng mục đang ở vào trạng thái khởi công. À, phương pháp BOT thu gom tài chính tư nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng thật sự là rất tốt, cần được duy trì. An Triệu Hoa khẽ gật đầu nói với Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn ba người nói chuyện mà trong lòng sinh ra hương vị khác thường. Vốn là lần này mình sẽ là trung tâm của câu chuyện, không ngờ vào thời điểm quan trọng thì Vương Tử Quân lại từ đâu nhảy sổ ra tranh chấp với hắn. Nhưng những chuyện này Nguyễn Trấn Nhạc cũng không trách được Vương Tử Quân, ai bảo bí thư Vương người ta có những hành động thật sự quá chói mắt. Nhưng Vương Tử Quân vốn là đá kê chân cho Nguyễn Trấn Nhạc, thế cho nên Vương Tử Quân kia hát hay diễn giỏi thế nào cũng làm cho Nguyễn Trấn Nhạc cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua Nguyễn Trấn Nhạc, trong lòng hiểu ý nghĩ của Nguyễn Trấn Nhạc vào lúc này. Lão trầm ngâm một lát rồi khẽ cười nói. Thành phố La Nam làm tốt công tác xây dựng đường cao tốc thế nhưng ở phương diện kinh tế lại kém xa thành phố Đông Bộ, đặc biệt là trong hội chợ xúc tiến thương mại lần này, thành phố Đông Bộ càng lấy được thành tích rất lớn. Đúng vậy, tôi nghe nói tổng tài chính của các hạng mục đầu tư vào thành phố Đông Bộ đã vượt qua 3 tỷ, thật sự rất lớn. Thạch Kiên Quân thấy Hào Nhất Phong mở miệng thì nhanh chóng hát theo. Nguyễn Trấn Nhạc thấy hai vị lãnh đạo lại chuyển chủ đề về mình thì không khỏi thở dài một hơi, nhưng khi hắn chuẩn bị nói hai câu khiêm tốn thì chiếc xe chợt dừng lại. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn ra ngoài xe, thì ra đã đến nơi. Hắn nghĩ đến tình huống cùng lãnh đạo ngồi xe hơn chục phút nhưng phần lớn thời gian còn phải san sẻ cho Vương Tử Quân, điều này làm hắn cảm thấy rất bức bối. Còn bà nó, Vương Tử Quân kia rõ ràng là âm hồn không tiêu tán, cũng không dễ chơi đùa chút nào. Nguyễn Trấn Nhạc thầm tức giận không thôi, trong lòng bừng bừng lửa giận, muốn phát cũng không được, muốn thu cũng không xong. Chẳng lẽ Vương Tử Quân kia là kẻ địch của cả đời mình? Ý nghĩ này liên tục lóe lên trong lòng Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng ngoài mặt hắn lại tươi cười mời An Triệu Hoa với Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân xuống xe. Sau đó hắn tiến hành giới thiệu nhóm người Trúc Phu Bình cho An Triệu Hoa. An Triệu Hoa nghe Nguyễn Trấn Nhạc giới thiệu Trúc Phu Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Thế là hắn tiến lên bắt chặt tay Trúc Phu Bình rồi nói. Chủ tịch Phu Bình, đồng chí Trấn Nhạc trẻ tuổi bốc đồng, anh là cán bộ lão thành kính mong phối hợp công tác với đồng chí Trấn Nhạc, cố gắng đẩy thành phố Đông Bộ tiến lên giai đoạn mới. Trúc Phu Bình vội vàng xưng vâng, nói nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo, sẽ kiên quyết phối hợp công tác với bí thư Trấn Nhạc. Sau khi nói hai câu thì An Triệu Hoa cười hỏi. Phu Bình, anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ được bao lâu rồi? Tôi và bí thư Nguyễn hầu như là cùng nhau nhận chức ở một thời điểm, đó là lúc chủ tịch Vương Tử Quân được điều nhiệm sang thành phố La Nam, tỉnh ủy đề bạt tôi từ vị trí phó bí thư lên vị trí hiện tại. Trúc Phu Bình trả lời với gương mặt tươi cười như hoa. Nhưng câu trả lời của Trúc Phu Bình lại làm cho Nguyễn Trấn Nhạc cảm thấy bức bối và khó chịu không thôi. An Triệu Hoa được đoàn người đưa vào trong phòng khách của khách sạn Đông Bộ, sau đó cùng bí thư Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạch Kiên Quân đi đến một gian phòng lớn. Hai vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam bắt đầu báo cáo công tác cho An Triệu Hoa. Dù Nguyễn Trấn Nhạc và Trúc Phu Bình là người đứng đầu thành phố Đông Bộ, thế nhưng hai người bọn họ không được kêu gọi thì chỉ có thể ở ngoài chờ. Trúc Phu Bình uống trà với vẻ mặt bình tĩnh, còn Nguyễn Trấn Nhạc thì treo nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng lúc này tâm tư của Nguyễn Trấn Nhạc cũng thật sự không được tốt như những gì đang biểu hiện, chưa nói đến sự việc phát triển không như ý, thế nhưng nửa giờ trước đó Vương Tử Quân lại giống như âm hồn không tan, liên tục xuất hiện và phá rối. Con bà nó, anh không còn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, như vậy cũng nên để cho tôi sống với, cũng đừng nên xuất hiện như âm hồn không tiêu tan và đúng cơ hội để tôi biểu hiện chứ. Tuy lần này An Triệu Hoa đến thành phố Đông Bộ cũng vì chính Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng cũng chưa chắc lãnh đạo sẽ tỏ ra cực kỳ thoải mái với công tác của hắn. Bí thư Nguyễn, Bí thư Nhất Phong mời ngài qua. Một nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy đi đến khẽ nói với Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc nghe nói Hào Nhất Phong mời mình sang thì nụ cười trên mặt càng tươi sáng thêm vài phần. Hắn khẽ gật đầu với Trúc Phu Bình, sau đó đi theo nhân viên công tác đến phòng khách của An Triệu Hoa. Thủ trưởng, Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Thạch. Sau khi đi vào phòng thì Nguyễn Trấn Nhạc cung kính chào ba vị lãnh đạo. Trấn Nhạc, ngồi xuống nói chuyện đi. An Triệu Hoa nở nụ cười thân thiết, sau đó hắn khoát tay áo nói với Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Dù thành phố Đông Bộ là người làm chủ, thế nhưng lúc này Nguyễn Trấn Nhạc ở bên cạnh ba người An Triệu Hoa thì chỉ có phận sự một kẻ tiếp khách mà thôi. Nếu ba vị lãnh đạo nói về mình thì hắn sẽ chen vào được vài câu, còn bình thường chỉ ngồi yên nở nụ cười nhàn nhạt. Cốc cốc cốc. Khi An Triệu Hoa đang tham khảo tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam với Hào Nhất Phong thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn sang Nguyễn Trấn Nhạc, thế là Nguyễn Trấn Nhạc đứng lên đi ra mở cửa. Người đi vào phòng là thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ của văn phòng tỉnh ủy, hắn vừa vào thì khẽ gật đầu với Nguyễn Trấn Nhạc, sau đó nhanh chóng đưa đến cho An Triệu Hoa một bản tài liệu. Đây là bảng báo cáo thống kê vào thời điểm này, hầu như đã là kết quả của hội chợ xúc tiến thương mại lần này. Quan Vĩnh Hạ đã chuẩn bị rất đầy đủ, hắn nhanh chóng đưa cho Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân mỗi người một văn kiện. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc còn chưa đưa mắt nhìn bảng thống kê, thế nhưng hắn biết thành phố Đông Bộ nhất định là xếp hạng nhất, hơn nữa còn là hạng nhất áp đảo các vị trí khác. Nguyễn Trấn Nhạc nghĩ đến hạng mục công viên kỹ thuật với số tiền đầu tư lên đến hơn 2 tỷ, trong lòng hắn sinh ra cảm giác cực kỳ thoải mái, trên mặt cũng là nụ cười cực kỳ vui vẻ. Trấn Nhạc, thành phố Đông Bộ các cậu quả nhiên khó lường, ký kết hơn 4 tỷ, xem ra hội chợ xúc tiến thương mại lần này đã quá thành công rồi. Quả nhiên khi Nguyễn Trấn Nhạc đang cực kỳ vui sướng thì An Triệu Hoa cầm tài liệu lên tán dương Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc nở nụ cười khiêm tốn nói. Thủ trưởng, thành phố Đông Bộ chúng tôi sở dĩ có được thành tích như hôm nay, tất cả không thoát ly khỏi sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh. Được rồi, Trấn Nhạc, cậu cũng đừng vì hai chúng tôi có mặt ở đây mà cứ hát mãi bài ca như vậy. Thành quả này chính là kết quả cùng chung cố gắng của các đồng chí thành phố Đông Bộ, đặc biệt là công tác của anh. Tôi và Chủ tịch Thạch đều rất hài lòng. Anh đến thành phố Đông Bộ công tác chưa đến nửa năm nhưng lại giải được bài toán khó như vậy. Nếu như các thành phố khác trong tỉnh cũng được như Đông Bộ, tôi và Chủ tịch Thạch sẽ càng an tâm hơn. Hào Nhất Phong cũng không chờ Nguyễn Trấn Nhạc nói xong lời khiêm tốn, lão khẽ khoát tay chặn lại nói. Thạch Kiên Quân cũng thay Nguyễn Trấn Nhạc lên tiếng. Đảng ủy chính quyền tỉnh giúp đỡ tất cả các thành phố trong tỉnh, thế nhưng chưa từng thấy thành phố nào cho ra kết quả như Đông Bộ. Khiêm tốn là đúng, thế nhưng khiêm tốn cũng cần phải nhận sự khen ngợi thuộc về mình, không thể vứt bỏ được. Quan Vĩnh Hạ dù là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng tình cảnh hiện tại cũng biết rõ mình không có tư cách lên tiếng. Nhưng hắn nghe thấy hai vị lãnh đạo ca tụng Nguyễn Trấn Nhạc, chợt cảm thấy Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều có gì đó với bí thư Nguyễn Trấn Nhạc kia. Khi Quan Vĩnh Hạ đang cố gắng tăng cường quan hệ với Nguyễn Trấn Nhạc, An Triệu Hoa chợt đặt văn kiện xuống bàn rồi nói. Có được thành tích thì nên khen ngợi. Nhưng này bí thư Trấn Nhạc, thành tích này chỉ là hiện tại, cậu có thành tích thì không nên kiêu ngạo, càng không thể ngủ ngon trên chiến thắng. Cậu cần không ngừng cố gắng, cần phải đưa thành phố Đông Bộ tiến lên giai đoạn mới. Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Thạch, tôi nhìn vào văn kiện này tuy cảm thấy thành tích rất đáng vui nhưng cũng có nhiều phương diện làm người ta lo lắng. Năm nay tỉnh Sơn Nam có tình thế phát triển rất tốt, lãnh đạo quốc gia cũng đánh giá cao hai vị. Thế nhưng các vị cũng nên chăm chú đối đãi. Phải bảo trì tốc độ tăng trưởng, đồng thời phải chú ý phương diện phát triển cân đối. Khi nghe An Triệu Hoa nói như vậy thì vẻ mặt Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân chợt trở nên nghiêm túc. Tình huống phát triển kinh tế không đồng đều chẳng phải chỉ là vấn đề của riêng một mình tỉnh Sơn Nam, Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân cũng hiểu phương diện này quá quan trọng, thế nhưng các thành phố phía Tây phát triển tụt hậu cũng không phải là vấn đề dễ giải quyết. Khi thấy Hào Nhất Phong không nói lời nào thì Thạch Kiên Quân có hơi trầm ngâm,
hắn trầm giọng nói. Phía tây tỉnh Sơn Nam là vùng núi, kinh tế phát triển rất kém. Tuy nguyên nhân khách quan là rất quan trọng, thế nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan. Vì tiến thêm một bước phát triển khu vực phía tây tỉnh Sơn Nam, tỉnh ủy chúng tôi đã chọn lựa nhiều biện pháp, ngoài chính sách nghiêng tài chính còn cho cán bộ trẻ tuổi bốc đồng đến nhận chức, cố gắng thay đổi tư tưởng của các khu vực này. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì có chút trầm ngâm, hắn nói tiếp. Ví dụ như thành phố La Nam, đây là thành phố phát triển kinh tế kém nhất tỉnh Sơn Nam, tỉnh ủy đã phân công đồng chí Vương Tử Quân có năng lực ở phương diện phát triển kinh tế đến làm bí thư thị ủy. Bây giờ đường cao tốc Sơn La đã được khởi công, nếu hoàn công sẽ trở thành động mạch chủ kết nối các thành phố phía Tây với trung tâm tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong tuy không thích Vương Tử Quân, thế nhưng nghe Thạch Kiên Quân nói ra những lời như vậy thì lão cũng không có chút bài xích. Dù sao thành tích của Vương Tử Quân cũng chính là thành tích của hai người bọn họ, bày thành tích này ra ngoài thì cũng là thành tích của tỉnh Sơn Nam. Làm lãnh đạo thì cần phải nhìn vào độ cao toàn cục, sau khi Thạch Kiên Quân nói xong thì Hào Nhất Phong cũng trầm giọng nói. Lần này thành phố La Nam cũng rất có thu hoạch, đặc biệt là phương diện thu hút đầu tư du lịch, càng hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Hạng mục du lịch Cô Yên Sơn được đẩy ra thì nhận lấy sự ưu ái của nhiều xí nghiệp. Lúc này xí nghiệp Đông Du đã quyết định đầu tư vào 200 triệu, cùng thành phố La Nam khai phá điểm du lịch Cô Yên Sơn. Du lịch Cô Yên Sơn. An Triệu Hoa chợt có hứng thú, dù sao các thành phố kém phát triển thật sự khó thu hút đầu tư hơn các thành phố khác cả chục lần. Thành phố La Nam là nơi kinh tế kém phát triển lại làm cho nhà đầu tư chủ động bỏ tiền, đây là điều không dễ dàng, thế nhưng hạng mục Cô Yên Sơn lại là như vậy. Đứng từ góc độ của An Triệu Hoa, hắn không phải suy nghĩ đến hạng mục Cô Yên Sơn, chỉ xem thành phố La Nam có điểm nhấn nào để phát triển kinh tế hay không. Lúc này trong nước rất coi trọng phát triển kinh tế các khu vực kém phát triển, nếu như thành phố La Nam có thể tìm ra con đường phát triển của mình, như vậy sẽ có giá trị tổng kết mở rộng. Khi thấy An Triệu Hoa rất hào hứng với thành phố La Nam, Thạch Kiên Quân nhanh chóng giới thiệu hạng mục Cô Yên Sơn cho lãnh đạo. Khi hắn đang nói thì tiếng gõ cửa vang lên, lúc này người mở cửa không còn là Nguyễn Chấn Nhạc. Quan Vĩnh Hạ đã nhanh chóng đi ra mở cửa. Người gõ cửa nói hai câu thì đưa một tờ giấy cho Quan Vĩnh Hạ, mà thư ký trưởng quan cầm tài liệu trong tay rồi bình tĩnh lui về vị trí vừa rồi. Có việc gì? Hào Nhất Phong chú ý đến động tác của Quan Vĩnh Hạ, lúc này thấy An Triệu Hoa nhìn về phía Quan Vĩnh Hạ, thế là khẽ hỏi. Quan Vĩnh Hạ vốn không có ý lên tiếng, Vương Tử Quân là người cực kỳ ẩn giấu, thế nên hắn căn bản không thể nắm bắt được. Mơ hồ cảm thấy Vương Tử Quân rất giằng co, rất đáng kinh sợ. Lúc này nghe thấy Hào Nhất Phong lên tiếng, hắn biết rõ mình căn bản không thể nào không mở miệng, vậy là nói. Ban ngành thống kê lại cho ra bảng báo cáo, thành phố La Nam có một hạng mục báo cáo muộn, vừa rồi còn chưa cho vào thông báo, bây giờ đã tăng thêm. An Triệu Hoa nghe nói thành phố La Nam có thêm hạng mục, thế là khẽ hỏi. Là hạng mục gì? Tập đoàn Bất Lão Khang muốn xây dựng nhà máy ở thành phố La Nam. Lúc đầu chỉ nghĩ rằng đó là vài chục triệu, không ngờ bây giờ là 500 triệu. Quan Vĩnh Hạ vừa rồi đã xem qua văn kiện, hắn nói con số rất chính xác. 500 triệu, vừa rồi thành phố Đông Bộ mới thu hút được 400 triệu đầu tư, bây giờ có thêm 500 triệu thì xem như cũng là một ngôi sao tỏa sáng ở hội chợ xúc tiến thương mại lần này. Tuy La Nam không thể bằng thành phố An Dịch và Sơn Viên, thế nhưng một thành phố kém phát triển lại có được độ cao như thế, không khỏi làm dễ người ta ghé mắt nhìn. An Triệu Hoa khẽ gật đầu mà không nói gì, nhưng lúc này Nguyễn Chấn Nhạc lại có áp lực rất lớn. Tuy thành tích của thành phố Đông Bộ cao hơn La Nam rất nhiều, thế nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ uy hiếp. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, vẻ mặt Quan Vĩnh Hạ thật sự có chút không tốt, hắn đã nhiều lần cắt ngang lời lãnh đạo, đây cũng không phải là hành vi tốt. Khi hắn chuẩn bị để sau này cho tên nhân viên văn phòng tỉnh ủy gõ cửa kia một bài học, hắn kéo cửa ra thì phát hiện đó không phải là nhân viên của văn phòng tỉnh ủy. Mà chính là một nhân viên theo đoàn An Triệu Hoa. Thủ trưởng, vừa nhận được tin tức, Lữ Lão ở Hong Kong đã đến thành phố Đông Bộ. Lữ Lão đến thành phố Đông Bộ, nghe được tin tức này thì Nguyễn Chấn Nhạc thật sự cảm thấy hưng phấn. Nếu như những lời nói vừa rồi của lãnh đạo làm cho hắn cảm thấy rất uể oải, như vậy Lữ Lão đến làm cho hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn vui sướng. Tuy Lữ Lão không có bối cảnh chính trị, nhưng lại là người có lực ảnh hưởng rất lớn ở Hong Kong. Đây là một nhân sĩ nổi tiếng, được lãnh đạo quốc gia coi trọng cao độ. Lúc này một vị thương nhân cực kỳ nổi tiếng với lực ảnh hưởng cực mạnh đến thành phố Đông Bộ, rõ ràng là một sự kiện làm cho thành phố Đông Bộ là địa phương tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cảm thấy nở mày nở mặt.
Chương 727, đóng vai phụ cho tôi. Khi Nguyễn Trấn Nhạc tỏ ra vui sướng thì An Triệu Hoa cũng khẽ cười. Không ngờ Lữ lão sẽ đến hội chợ xúc tiến thương mại lần này, Trấn Nhạc, cậu làm rất tốt. Vừa rồi Nguyễn Trấn Nhạc có chút thất lạc vì An Triệu Hoa quan tâm đến thành phố La Nam, lúc này hắn mới tìm ra được cảm giác của mình. Hắn biết lúc này mình tuyệt đối không nên kiêu ngạo, vì vậy khiêm tốn nói. Chúng tôi cũng gửi thiếp mời cho tập đoàn Huyền Lục, nhưng không nắm chắc bọn họ sẽ đến, thế cho nên không báo cáo với lãnh đạo. Lúc này Lữ lão đến đông bộ, chúng tôi cũng thật sự không ngờ. Nguyễn Trấn Nhạc đã nói đúng sự thật, hắn căn bản không ngờ Lữ lão sẽ đến. Không, phải nói là hắn không nghĩ rằng Lữ lão vốn không quan tâm đến thế sự lại đến đông bộ, như vậy không phải đang mạ vàng cho thành phố đông bộ trong công tác kêu gọi đầu tư lần này sao? Thật sự là làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Nguyễn Trấn Nhạc nghĩ đến người vợ có chút cường thế của mình, hắn chợt sinh ra cảm giác ấm áp trong lòng. Dù hắn rất bất mãn với thái độ khí phách của Tào Chân Nhi, thế nhưng dù sao trước mặt đại sự thì nàng vẫn dốc toàn lực cho mình. Nguyễn Trấn Nhạc không biết mình sở dĩ tỏ ra cảm kích Tào Chân Nhi chủ yếu là đến từ một phương diện, là áp lực từ Vương Tử Quân. Nếu như vừa rồi hắn đang cảm thấy rất thoải mái, chắc chắn sẽ không sinh ra cảm khái như vậy. Hơn 20 phút sau, trong phòng họp lớn nhất ở thành phố Đông Bộ, An Triệu Hoa mang theo nhóm người Hào Nhất Phong chào đón đoàn người Lữ lão. Lúc này không những chỉ có một mình Lữ lão, theo sau còn có một vài nhân vật quan trọng trong ban giám đốc tập đoàn Huyền Lục. An Triệu Hoa đã từng gặp mặt Lữ lão, thế cho nên nói chuyện rất ung dung. Sau khi ẩn cần thăm hỏi Lữ lão một phen, lại hỏi thăm tình hình sức khỏe, sau đó mỉm cười giới thiệu những người đang ngồi. Khi giới thiệu đến Nguyễn Trấn Nhạc, An Triệu Hoa cười nói. Vị này chính là bí thư thị ủy Đông Bộ, bí thư Nguyễn Trấn Nhạc, là một đồng chí tràn đầy hứa hẹn, lần này là bọn họ mở hội chợ xúc tiến thương mại. Lữ lão bình thản chào hỏi với Nguyễn Trấn Nhạc, cũng nói ra vài lời khen ngợi với công tác của hội chợ xúc tiến thương mại. Nguyễn Trấn Nhạc tuy nói vài lời khiêm tốn nhưng gương mặt lại không che giấu được có vài phần đắc ý. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân mở miệng khích lệ tuy rất quan trọng nhưng dù sao bọn họ cũng là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, mở miệng sẽ rơi vào hiềm nghi mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng Lữ lão thì khác, người này không những có uy tín cao, còn có độ nặng lớn. Lữ lão, ngài đã lâu rồi không đến nội địa, lần này gặp mặt ngài ở đây, không bằng thừa dịp về thủ đô chơi, các vị lãnh đạo cũng rất nhớ ngài. An Triệu Hoa bắt tay Lữ lão thật chặt rồi ân cần hỏi. Lữ lão mặc tây trang trắng, mái tóc đã trắng bệch được bôi keo sáng loáng, tuy đã hơn 60 nhưng gương mặt vẫn hồng hào, ánh mắt sáng ngời. Sau khi vào phòng họp thì liên tục mỉm cười chào hỏi. Nhưng ngoài việc bắt tay với An Triệu Hoa, những người còn lại chỉ được bắt tay qua loa, tuy bày ra cảm giác quan tâm đến mọi người, nhưng lực lượng của bàn tay cũng không mạnh mẽ gì. Sau khi Lữ lão nói lời cảm tạ An Triệu Hoa, hai bên nói vài câu vui đùa, bầu không khí khá hài hòa thoải mái. Lữ lão, lần này ngài đến thành phố Đông Bộ có ý kiến gì không? Nếu như là đầu tư, ngài cứ tìm bàn bạc với Trấn Nhạc. Giọng điệu ôn hòa của An Triệu Hoa lại vang lên trong phòng. Lữ lão đưa mắt nhìn đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam vài lượt, sau đó mới khẽ nói. Tôi lúc này đến thành phố Đông Bộ, chủ yếu là xem trọng một hạng mục, thế nên xem như đến để đầu tư. Nếu như nói có thứ gì lớn hơn hạnh phúc, rõ ràng đó phải là hạnh phúc lớn hơn. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc thật sự đắm mình trong hạnh phúc. Hắn vốn xem hạng mục đầu tư khu công viên kỹ thuật với số tiền 2 tỷ là hạnh phúc lớn nhất, lại không ngờ khi hắn đang ở trong hạnh phúc của mình thì Lữ lão chạy đến. Ông lão có lực lượng cực mạnh này không những muốn tham gia lễ bế mạc, còn muốn nói chuyện hợp tác. Lữ lão tự mình ra mặt thì hạng mục sẽ là không nhỏ, có lẽ không nhỏ hơn công viên kỹ thuật kia, dù nhỏ hơn thì danh tiếng của Lữ lão vẫn là một tư bản làm người ta chói mắt. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc thật sự cảm thấy đau đầu vì tiêu đề bài viết trên trang nhất nhật báo Đông Bộ vào ngày mai, có quá nhiều điểm nhấn quan trọng, nếu như ghi cùng với nhau căn bản sẽ là rối rắm, mất trật tự. Nhưng nếu không ghi lại với nhau thì không được, hạnh phúc đến nhanh như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Nhưng sau khi An Triệu Hoa lên tiếng, Nguyễn Trấn Nhạc nhanh chóng thu nạp tâm tình của mình, lại trầm giọng nói. Lữ lão, tập đoàn Huyền Lục muốn đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ, tôi không dám nói đến những thứ khác, nhưng chúng tôi nhất định sẽ cho ra ưu đãi lớn nhất. Lữ lão nhìn gương mặt đầy nhiệt tình của Nguyễn Trấn Nhạc, lão chợt cười nói. Đa tạ thịnh tình của bí thư Nguyễn. Nếu như sau này chúng tôi có tính toán, nhất định sẽ ưu tiên cho thành phố Đông Bộ.
Lữ lão nói rất bình thản nhưng nghe vào tai Nguyễn Trấn Nhạc lại giống như sấm sét, cái gì vậy? Lữ lão không phải đầu tư vào thành phố Đông Bộ, chính mình tỏ thái độ là tự mình đa tình sao? Nguyễn Trấn Nhạc nghĩ đến những lời vừa rồi mà thật sự cảm thấy mặt mũi như phát sốt, nhưng dù có phát sốt cũng không có tác dụng. Lời nói như nước đổ khó hốt, hắn đứng trước mặt bao người, bây giờ muốn thu hồi lại thì cũng là không thể. Nhưng Nguyễn Trấn Nhạc dù sao cũng không phải là người thường, hắn bình tĩnh chỉ trong chớp mắt, sau đó vẫn nở nụ cười không thay đổi nói. Cảm ơn Lữ lão đã coi trọng thành phố Đông Bộ chúng tôi, nếu như sau này có hợp tác, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ cho quý công ty hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp nhất. Thạch Kiên Quân luôn quan sát Nguyễn Trấn Nhạc, khi thấy Nguyễn Trấn Nhạc tỏ ra kiên định tự nhiên thì không khỏi cảm thấy thán phục. Có câu thắng không kiêu bại không nản, Nguyễn Trấn Nhạc lúc này có thể bảo trì được phong độ, đem sự việc gây tổn hại đến mình hạ xuống thấp nhất, không hổ danh là cán bộ trẻ ưu tú. Lữ lão, ngài không đầu tư tại thành phố Đông Bộ, như vậy định đầu tư ở nơi nào? Hai vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam đều có mặt ở chỗ này, ngài chỉ cần nói một câu, tôi tin hai người bọn họ sẽ nhiệt liệt hoan nghênh ngài. An Triệu Hoa căn bản giống như không phát hiện ra vẻ quẫn bách của Nguyễn Trấn Nhạc, hắn dùng giọng bình tĩnh nói với Lữ lão. Tôi cảm ơn Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch, lần này tôi đến chính là bàn bạc với Bí thư Vương về hạng mục trước đó con trai còn chưa làm xong. Lữ lão đưa mắt nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, sau đó nói tiếp. Đối với xí nghiệp chúng tôi thì thời gian là tiền tài, sau khi ban giám đốc cho ra quyết định, tôi đã nhanh chóng bay đến trực tiếp tìm gặp bàn việc hợp tác với lãnh đạo thành phố La Nam. Thành phố La Nam, lại là Vương Tử Quân. Nếu như vừa rồi Nguyễn Trấn Nhạc tự mình đa tình và vẫn giữ được bình tĩnh, bây giờ hắn thật sự căn bản không thể nào giữ được bình tĩnh dưới tình huống như vậy. Hiện tại ba chữ Vương Tử Quân giống như vòng kim cô luôn siết chặt lên đầu hắn. Chính mình dốc lòng vì hội chợ xúc tiến thương mại hôm nay, không ngờ lễ khai mạc làm nền cho Vương Tử Quân, bây giờ Nguyễn Trấn Nhạc hao tổn hết tâm tư để làm lễ bế mạc, chẳng lẽ lại tiếp tục để Vương Tử Quân cướp hết danh tiếng sao? Tuy Nguyễn Trấn Nhạc rất phẫn nộ và khiếp sợ nhưng lại biết rõ vấn đề, lúc này hắn dựa lưng lên ghế salon mà trong lòng rối loạn như ma. Người kia quá kiêu ngạo, quá độc ác. Hắn đột nhiên muốn hút thuốc, hắn rút thuốc, châm lửa, hút vào một hơi. Hắn cảm thấy khói thuốc theo cuống họng lấp đầy phổi, giống như lục phủ ngũ tạng bị tắc nghẽn đã thông thoáng trở lại. Chương 728, người tâm phúc sẽ có họa tâm phúc. Nguyễn Trấn Nhạc nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân thắng ngay từ đầu, bây giờ lại cho ra một kết quả làm người ta phải lau mắt nhìn, thế là trái tim không khỏi đập mạnh, sinh ra cảm giác vừa vội vừa tức. Hắn hút một điếu thuốc. Đại não co rút giống như cảm thấy bất bình, sau đó nâng ly nước lọc lên uống một ngụm, thở hổn hển vài lượt, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, tâm tình bình thản hơn một chút. Mọi người nhìn qua thì có vẻ là điềm nhiên như không, thế nhưng trong lòng lại ẩn giấu cô đơn, có ai biết được. Khi Nguyễn Trấn Nhạc đang cố gắng giả vờ vui vẻ thì Thạch Kiên Quân chợt nói. Lữ lão muốn gặp mặt các đồng chí La Nam, tôi sẽ sắp xếp người đến gặp ngài. Không cần tiếp tục sắp xếp. Tôi thấy không bằng cứ gọi đồng chí thành phố La Nam đến, tôi cũng muốn xem đó là hạng mục gì mà làm cho Lữ lão phải đi đến đây một chuyến, cảm tạ ngài đã giúp đỡ kinh tế địa phương. An Triệu Hoa khẽ khoát tay với một nhân viên công tác ở bên ngoài, sau đó khẽ nói. Lúc này An Triệu Hoa là người có cấp bậc cao nhất trong phòng, hắn mở miệng thì Quan Vĩnh Hạ vung tay cản nhân viên công tác, tự hắn đi ra phía ngoài khách sạn Đông Bộ. Lúc này trong một gian phòng ở khách sạn Đông Bộ, Vương Tử Quân lúc này đang cùng Bí thư Sở Cẩm Thu của thành phố Triệu Lô và Bí thư Lâm Trường Công của thành phố Tam Hồ trao đổi về việc khởi công đường cao tốc Sơn La. Ba người đều có một ý kiến chung chính là hy vọng đường cao tốc Sơn La có thể mau chóng được khởi động. Bí thư Vương, thành phố Tam Hồ chúng tôi không dám cam đoan thứ gì khác, thế nhưng công tác chuẩn bị đã là rất tốt. Tôi dám cam đoan chỉ trong thời gian một tháng thì tất cả vấn đề trong phạm vi của thành phố Tam Hồ sẽ được giải quyết toàn bộ. Lâm Trường Công là một người có tư cách nhất, nhưng lúc này hắn nói chuyện An Di đặt Vương Tử Quân ở vị trí ngang hàng. Nếu xem xét cẩn thận nó giống như là của một vãn bối, lại giống như thủ hạ đang báo cáo cho lãnh đạo. Vương Tử Quân là người khởi xướng xây dựng đường cao tốc Sơn La, tất nhiên lúc này càng là người ở vào vị trí chủ đạo trong công tác xây dựng. Lâm Trường Công tôn trọng Vương Tử Quân cũng không phải không có lý, vì trong hội chợ lần này thì thành phố Tam Hồ và Triệu Lô có thành tích kêu gọi đầu tư rất tốt. Sở dĩ có kết quả như vậy cũng là vì công lao của đường cao tốc Sơn La. Nếu như không có đường cao tốc này, chỉ sợ số tiền hai hạng mục thu hút được sẽ giảm đi 1/4.
đây chính là đường cao tốc Sơn La còn chưa hoàn thành, tin chắc rằng lực ảnh hưởng sau khi hoàn thành đường cao tốc Sơn La sẽ càng lớn hơn. Vì vậy mà còn chưa kết thúc hội chợ thì Lâm Trường Công đã kéo tay Sở Cẩm Thu, cùng với vài cán bộ hai thành phố đi đến văn phòng của Vương Tử Quân, ba bên xúc tiến nhanh chóng khởi công đường cao tốc Sơn La. Lâm Trường Công tỏ thái độ xong thì Sở Cẩm Thu cũng không tỏ ra chậm chạp, hắn cũng hy vọng con đường cao tốc sẽ là một động cơ đẩy mình lên cấp phó bộ, thế là chưa Lâm Trường Công nói xong thì cười. Bí thư Vương, thành phố Triệu Lô chúng tôi cũng đảm bảo sẽ hoàn thành tất cả công đoạn chuẩn bị cho hạng mục trong thời gian một tháng. Hai người Lâm Trường Công và Sở Cẩm Thu tỏ thái độ, cả hai đẩy Vương Tử Quân vào trạng thái không thể không tỏ thái độ. Hắn cười cười nói, nếu hai anh đã nói như vậy, thành phố La Nam chúng tôi cũng sẽ không rớt về phía sau. Một tháng sau chúng ta sẽ cử hành nghi thức đặt móng, tranh thủ dùng thời gian một năm rưỡi để tiến hành thông xe con đường này. Chúng ta nên xây dựng nhanh lên một chút, làm cho đám người Tề tự tuyển phải đỏ mắt. Ngày hôm qua khi hạng mục cuối cùng đến tay thành phố Tam Hồ chúng tôi, hai mắt Tề tự tuyển đã biến thành mắt thỏ. Lâm Trường Công vừa cười vừa lớn tiếng bàn luận. Khi đó hạng mục vốn đã có khuynh hướng sang thành phố Thiền Duyên, nhưng Bí Thư Vương bày ra tình huống xây dựng đường cao tốc Sơn La, thế là người ta chợt thay đổi ý kiến, quay sang hợp tác với thành phố Tam Hồ. Dù lúc đó Tề tự tuyển không nói gì nhưng biểu hiện thật sự là trợn mắt há mồm, còn đau hơn cả đục khoét da thịt của hắn. Tôi dám cam đoan tiểu tử này đang cực kỳ hối hận vì sự kiện đường cao tốc Sơn La. Vương Tử Quân và Sở Cẩm Thu không giống như Lâm Trường Công, vì Lâm Trường Công sắp về hưu đến nơi, nói chuyện cũng không quá quan tâm nhiều thứ. Hai người Vương Tử Quân đều còn không gian tiến lên, tuy đã biết Tề tự tuyển rất hối hận ở trên phương diện này nhưng lại không dám mở miệng thảo luận, dù sao thì tai vách mạch rừng, tin đồn rất đáng sợ. Khi Vương Tử Quân khởi xướng xây dựng đường cao tốc Sơn La thì tìm đến với thành phố Thiền Duyên chứ không phải là Triệu Lô, tin tức này truyền đi khắp tỉnh Sơn Nam. Lúc này đường cao tốc Sơn La sắp khởi công, mọi người bắt đầu cùng nhau nghị luận, cảm khái cho Tề tự tuyển thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời, bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như vậy. Ngay sau đó có tin đồn, nói là tổ chức cảm thấy thành tích của Tề tự tuyển là quá bình thường, có lẽ sắp bị giáng chức. Còn có đám thị dân ở đầu phố cuối ngõ mở miệng thao thao bất tuyệt, nói là bí thư Tề tự tuyển thật sự giống như đầu heo, đá một búp bê bằng vàng từ trên trời rơi xuống sang tay người khác. Lúc này người khổ sở chính là lãnh đạo đứng đầu thành phố Thiền Duyên, đừng nói là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bây giờ dân chúng đã mất niềm tin, chỉ có thể nhanh chóng lau sạch mông rồi rời khỏi thành phố Thiền Duyên mà thôi. Những lời nghị luận trong quan trường tất nhiên cũng sẽ rót vào trong tai Tề tự tuyển. Lúc này ngọn gió chỉ trích hắn thật sự bùng ra khắp nơi, trong số những người này có những kẻ từng được một tay Tề tự tuyển đề bạt, nhận ân huệ của hắn, thế nhưng bây giờ lại quay sang nói này nọ, nghị luận lãnh đạo làm việc không đúng. Hắn nghĩ đến tình huống trước kia đám người này từng điên cuồng lấy lòng mình, có chút thời gian rảnh thì thi nhau chạy về nhà mình, thiếu chút nữa chen lấy nát cả cửa nhà. Tất nhiên đám người cũng vỗ ngực tỏ thái độ thề làm tâm phúc của hắn, nhưng hôm nay chỉ có chút gió thổi cỏ lay thì đám người này nhanh chóng trở mặt, biến thành cái hoạn tâm phúc. Xem ra những sự việc trong quan trường không nên coi là thật, những kẻ ngày xưa chạy đến xung xoe với mình đều là loại bác sĩ nham hiểm vong ân bội nghĩa. Chắc chắn lương tâm của bọn họ sẽ không bao giờ được yên lành. Tề tự tuyển thầm nguyền rủa những kẻ tung ra tin đồn nhảm với mình, cũng nguyền rủa những người chỉ trích mình. Nhưng hắn phải cố gắng biểu hiện mình vẫn bình thường, vẫn không có vấn đề, vì thế mà trong lòng rất bức bối. Khi Lâm Trường Công đang bàn luận đến cao trào thì tiếng gõ cửa vang lên, đồng chí Tân đi ra mở cửa cho Quan Vĩnh Hạ vào phòng. Thấy Quan Vĩnh Hạ thì nhóm người Vương Tử Quân có hơi ngẩn ngơ, tuy bọn họ không tham dự tiếp đãi. Thế nhưng ai cũng biết lãnh đạo trung ương đến thành phố Đông Bộ. Tuy chưa ai thorough luận về sự kiện này, thế nhưng dù là ai cũng tỏ ra cực kỳ hâm mộ Nguyễn Chấn Nhạc. Dù sao thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng được tham gia chào đón lãnh đạo trung ương, tất nhiên sẽ vô tình gia tăng độ nặng chính trị của mình. Trước đó Nguyễn Chấn Nhạc bị Vương Tử Quân cướp mất hào quang trong lễ khai mạc, bây giờ lại có người nói Nguyễn Chấn Nhạc sẽ tìm lại được những gì của mình ở lễ bế mạc. Đồng thời còn có tin Nguyễn Chấn Nhạc chỉ công tác vài năm ở thành phố Đông Bộ thì sẽ thăng quan phát tài. Đám người Vương Tử Quân dù không tham gia thảo luận, thế nhưng bọn họ cũng hiểu ý nghĩ của lãnh đạo là như thế nào. Bây giờ đám người kia đang là kẻ khiêm kiệu, khi chiêng trống nổi lên thì đám người này sẽ nhanh chóng cùng nhau nâng kiệu hoa lên cho thành phố Đông Bộ. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lúc này đáng lý phải cực kỳ bận rộn, sao hắn lại có thời gian rảnh chạy đến đây? Khi mọi người đang cực kỳ nghi ngờ thì Quan Vĩnh Hạ đã mở miệng.
Các vị lãnh đạo đang bận rộn gì vậy? Thư ký trưởng quan, chúng tôi đang cùng Bí thư Vương thảo luận về phương diện khởi công đường cao tốc Sơn La, ngài sao lại đại giá quang lâm thế này? Lâm Trường Công là người cực kỳ có tư cách, năm xưa từng cùng chung ban ngành với Quan Vĩnh Hạ, thế nên nói chuyện càng tùy tiện tự nhiên hơn. Quan Vĩnh Hạ cười cười nói. Bí thư Lâm, tôi cũng không dám nói là mình đại giá quang lâm, các anh cứ tiếp tục trò chuyện, Bí thư Vương, ngài theo tôi một chuyến, lãnh đạo muốn gặp ngài. Có thể làm cho Quan Vĩnh Hạ gọi là lãnh đạo thì trong tỉnh Sơn Nam chỉ có hai người là Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, bây giờ hai vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam đang ở bên cạnh An Triệu Hoa, bây giờ lãnh đạo muốn gặp Vương Tử Quân, tình huống trở nên sinh động hơn. Lâm Trường Công nhìn gương mặt điềm nhiên như không của Vương Tử Quân thì vẫn còn bình tĩnh, thế nhưng Sở Cẩm Thu lại cực kỳ hâm mộ. Tuy bọn họ đều là bí thư thị ủy, thế nhưng cơ hội gặp mặt thủ trưởng là rất ít. Lúc này Vương Tử Quân lại được chính thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ đến mời, như vậy có thể thấy lãnh đạo coi trọng Vương Tử Quân như thế nào. Sở Cẩm Thu nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân vì sự kiện này mà gia tăng độ nặng trong tỉnh Sơn Nam, thế là không thể không tỏ ra hâm mộ cho được. Nhưng dù hâm mộ thì hâm mộ, bây giờ hắn dù sao cũng có quan hệ hợp tác với Vương Tử Quân, dù có chút ghen ghét cũng chỉ có thể đặt sâu trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Vương Tử Quân cũng có chút bất ngờ và khó hiểu với tình huống mình nhận được lời kêu gọi gặp mặt lãnh đạo, trong lòng hắn tuy cũng lóe lên những ý nghĩ như của Lâm Trường Công và Sở Cẩm Thu, thế nhưng lại không thật sự suy đoán được lãnh đạo muốn gặp mình vì nguyên nhân gì. Lẽ ra lúc này phải là thời điểm mà Nguyễn Chấn Nhạc đang bừng bừng tỏa sáng, tìm mình làm gì? Chẳng lẽ muốn để cho mình và đối phương đấu với nhau? Vương Tử Quân chợt sinh ra ý nghĩ xấu xa, thế nhưng ngoài miệng lại không dám nói lung tung. Hắn cười cười với Quan Vĩnh Hạ, sau đó đi theo thư ký trưởng quan ra khỏi phòng. Khi đi ra hành lang, Vương Tử Quân nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Quan Vĩnh Hạ, hắn khẽ hỏi. Thư ký trưởng quan, lãnh đạo tìm tôi có việc gì sao? Quan Vĩnh Hạ nhìn gương mặt cười cười của Vương Tử Quân, thầm nghĩ tiểu tử cậu thật sự rất giỏi, cậu chiếm đủ danh tiếng của thành phố Đông Bộ trong nghi thức khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại, bây giờ lễ bế mạc còn chưa bắt đầu mà đã bừng sáng không kém. Thật sự không biết Nguyễn Chấn Nhạc bị như thế nào mà lại có thể ở cùng một chỗ với cậu được. Lãnh đạo tìm anh, cũng không có việc gì. Quan Vĩnh Hạ cũng không muốn nói nhiều lời vào lúc này, hắn khẽ gật đầu với Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói. Lãnh đạo tìm gặp có thể phân ra rất nhiều phương diện, Vương Tử Quân nghe Quan Vĩnh Hạ nói ra những lời như thế thì trầm ngâm giây lát rồi cười. Thư ký trưởng quan, ngài nên khai ân cho tôi biết rõ lần này tìm tôi tuyệt đối không phải là bí thư Nhất Phong. Nếu như tôi không trả lời cho tốt, tôi mất mặt là chuyện nhỏ, cũng không nên để cho Bí thư Nhất Phong mất mặt được. Ngài cứ yên tâm, đây là chuyện tốt. Quan Vĩnh Hạ cười cười với Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói. Khi Vương Tử Quân đang định nói thêm vài câu với Quan Vĩnh Hạ, định moi ra vài lời trong miệng đối phương thì đã đi đến phòng họp. Quan Vĩnh Hạ đã nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa. Khi cửa phòng mở ra, Vương Tử Quân đi theo Quan Vĩnh Hạ vào phòng họp. Hắn nhìn qua bốn phía, chợt phát hiện An Triệu Hoa đang ngồi trên vị trí chủ vị mỉm cười nhìn mình. Khi hắn chuẩn bị rời ánh mắt thì chợt nghe Bí thư Nhất Phong nói. Đồng chí Triệu Hoa, Lữ Lão, đây là Bí thư Thị ủy Đông Bộ, là đồng chí Vương Tử Quân. An Triệu Hoa trước kia chưa từng gặp Vương Tử Quân, lúc này thấy một người thanh niên ôn hòa bình tĩnh đi vào phòng thì cũng thầm gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, hèn gì người này có thể làm cho Nguyễn Chấn Nhạc rơi vào tình huống khốn khó. Với vẻ mặt không quan tâm hơn thua kia, không phải là người bình thường có thể có được. Bí thư Tử Quân, cậu đến đây, đừng đứng đấy, ngồi đi. An Triệu Hoa nói rồi chỉ về một chiếc ghế cách đó không xa. Vương Tử Quân nói một tiếng cảm ơn rồi thản nhiên đi đến ngồi xuống chiếc ghế An Triệu Hoa chỉ. Nhưng khoảnh khắc khi hắn ngồi xuống ghế, hắn chợt phát hiện Nguyễn Chấn Nhạc đang ngồi ở vị trí đối diện nhìn mình bằng ánh mắt vui vẻ rất đáng phải suy nghĩ. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy nghĩ xem An Triệu Hoa sẽ nói gì với mình, chợt nghe An Triệu Hoa chỉ về phía Lữ Lão. Bí thư Tử Quân, cậu không xa lạ gì vị này chứ? Tuy trước nay Vương Tử Quân chưa từng gặp mặt Lữ Lão bao giờ, thế nhưng bây giờ chỗ nào cũng có bàn tay truyền thông vươn đến, hắn cũng được xem qua vài tấm ảnh của Lữ Lão. Hắn nhìn bộ dạng tràn đầy tinh thần của Lữ Lão, thế là không khỏi cười nói. Chào Lữ Lão, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt ngài. Thế nhưng dù thế nào thì ngài cũng là người mà thôi bội phục bấy lâu nay. Khi tôi còn đi học thì những câu chuyện về ngài đã truyền đi khắp nơi, đã được viết thành sách, tôi nghĩ cuộc sống của tôi cũng có những sự ảnh hưởng rất sâu xa từ ngài.
tôi đã từng đọc sách viết về ngài. Cũng không ai ngờ rằng Vương Tử Quân sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng chỉ là một câu đơn giản của Vương Tử Quân lại làm cho vẻ mặt của Lữ lão tươi sáng như hoa. Lão khẽ phất tay cười cười nói. Bí thư Vương, ngài quá khách khí rồi, tôi đã già lão rồi, cũng không dám nhận những lời khích lệ của ngài. Vương Tử Quân vừa nói những lời khiêm tốn với Lữ lão vừa nhanh chóng suy nghĩ, bây giờ Lữ lão xuất hiện ở thành phố Đông Bộ, tuyệt đối không phải là trùng hợp, lão đến làm gì? Vương Tử Quân và Lữ Trinh Bình có phát sinh tình huống không thoải mái với nhau, nhưng đó cũng không tính là cừu hận sâu sắc. Lúc này Lữ lão xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là đến trợ chiến cho Nguyễn Chấn Nhạc? Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghe Hào Nhất Phong nói. Tử Quân, mục đích của Lữ lão đến đây lần này, thứ nhất là bàn chuyện đầu tư kinh doanh, thứ hai là có hạng mục cần trao đổi với thành phố Đông Bộ. Nguyễn Chấn Nhạc nghe lời nói của Hào Nhất Phong thì càng cảm thấy ngại ngùng, nếu như Vương Tử Quân không có mặt ở đây thì không có vấn đề, nhưng bây giờ hai bên đều có mặt. Tuy Hào Nhất Phong không nói lời nào quá lố, thế nhưng hành vi tô son thiếp vàng của lãnh đạo với Vương Tử Quân lại làm hắn cảm thấy quẫn bách. Vương Tử Quân chưa đến còn chưa nghe được lời của Lữ lão trước đó, tất nhiên sẽ không nhìn ra được vấn đề bên trong. Lúc này nghe thấy Hào Nhất Phong nói bằng giọng điệu chính thức như vậy, trong lòng thầm suy đoán xem đó là hạng mục gì, sao lại đáng giá Lữ lão phải tự đến đây. Phải biết rằng những năm qua Lữ lão căn bản đã không quan tâm đến phương diện kinh doanh nữa rồi. Vương Tử Quân thầm suy đoán lại cười nói. Hoan nghênh Lữ lão đến đầu tư ở thành phố La Nam, thành phố La Nam chúng tôi nhất định sẽ cho ra chính sách ưu đãi tốt nhất. Vương Tử Quân nói rất đường hoàng, thái độ khách khí nhưng lại ẩn giấu khá nhiều ý nghĩa. Dù sao bây giờ hắn còn chưa biết Lữ lão muốn đầu tư cái gì, hơn nữa đối phương lại đến với khí thế rất lớn, nếu như mình nói lời quá vẹn toàn, như vậy thu hồi cũng khó khăn. Chương 729, Tiểu thông minh chiến thuật, đai trí tuệ chiến lược. Lữ lão nhìn Vương Tử Quân, trong lòng chợt cảm khái. Lão cũng không phải đến đầu tư ở thành phố La Nam không có lý do cụ thể, chẳng qua không thể nói ra được, dù sao đó cũng không phải chuyện gì nở mày nở mặt. Cảm ơn thành ý của Bí Thư Vương, tập đoàn Huyền Lục chúng tôi chuẩn bị xây dựng một trung tâm linh kiện máy tính, điện thoại và đồ điện gia dụng. Mặt khác dùng trung tâm này làm cơ sở để thiết lập nghiên cứu, tổng đầu tư 10 tỷ, theo 3 giai đoạn. Trải qua nghiên cứu trên cả nước, tôi cảm thấy các phương diện ở thành phố La Nam là rất tốt, thế cho nên tập đoàn cố ý đầu tư vào thành phố La Nam. 10 tỷ, ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Lữ lão. Thế là trong lòng khó thể nào tiếp tục bảo trì trạng thái thận trọng vừa rồi. Trên thế giới này căn bản không có yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ, Vương Tử Quân và Lữ gia căn bản không có giao tình, nếu như có thì hắn cũng là đối thủ của Lữ Trinh Bình. Lúc này Lữ gia đầu tư 10 tỷ vào thành phố La Nam, đây là vì cái gì? Tâm tư của Vương Tử Quân chậm rãi rơi lên cuộc điện thoại hôm qua với Tần Hồng Cẩm, nghĩ đến phương diện Tần Hồng Cẩm đình chỉ tất cả hợp tác với tập đoàn Huyền Lục. Cùng với lời nói trong điện thoại rằng hôm nay sẽ cho mình một phần lễ vật, thế là hắn mới chợt bừng tỉnh. Xem ra lễ vật mà Tần Hồng Cẩm muốn tặng cho Vương Tử Quân chính là Lữ lão, dù nhìn vào bộ dạng thì lễ vật của Lữ lão thật sự không đáng để nhấm nháp, nhưng suy xét ở phương diện thực tế thì Lữ lão đến lại đem đến cho Vương Tử Quân một hạng mục khởi động cực mạnh và thể diện rất lớn. Lữ lão vừa nói xong thì tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Vương Tử Quân, 10 tỷ làm cho ánh mắt tất cả chuyển lên người Vương Tử Quân. Hạng mục đầu tư 10 tỷ, hơn nữa còn là phương diện công nghệ cao, điều này làm cho An Triệu Hoa cũng khó thể bình tĩnh. Còn Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, lúc này bọn họ càng dùng vẻ mặt bức thiết nhìn Vương Tử Quân. Gia tăng 10 tỷ là con số không nhỏ với tỉnh Sơn Nam, Thạch Kiên Quân là người tinh thông tính nhẩm đã bắt đầu xem xét sau khi nắm trong tay hạng mục 10 tỷ thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Sơn Nam có thể lên đến con số bao nhiêu. Hai tay Nguyễn Chấn Nhạc thật sự rét run. Mặc dù trước khi Vương Tử Quân đến thì hắn đã ý thức Lữ lão ra tay bất phàm, nhưng tiếng vang lời nói bên tai thật sự có hương vị cảnh cáo, có hiệu quả giác ngộ tuyên truyền. 10 tỷ là con số thế nào? Chỉ một hạng mục lần này cũng đủ để vượt qua con số đầu tư của cả hội chợ xúc tiến thương mại rồi. Hơn nữa loại tin tức này sẽ nhanh chóng trở thành tin giật gân, sẽ truyền ra khắp nước, được người trong nước coi trọng. Khi đó đám phóng viên ruồi bỏ sẽ càng giống như nghe được mùi thịt thối, sẽ đến vây quanh như ong vỡ tổ. Liên tục xào nấu tin tức, chỉ sợ những cố gắng của mình ở hội chợ xúc tiến thương mại lần này xem như không. Lúc đó mọi người cũng không nhớ đến thành phố chủ nhà như Đông Bộ, mà chỉ còn nhớ thành phố La Nam, nhớ kẻ cho ra danh tiếng là Vương Tử Quân.
Khi ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Tử Quân, Nguyễn Chấn Nhạc chợt cảm thấy rét run, hắn hiểu bây giờ trọng tâm chú ý của lãnh đạo đã chuyển từ người mình sang Vương Tử Quân mất rồi. Bí thư Vương, công ty của chúng tôi có thành ý trong hạng mục này, nếu như hôm nay chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị, trong thời gian một tháng sau công ty của chúng tôi sẽ lấy 2 tỷ để đầu tư vào giai đoạn đầu tiên của dự án. Lữ lão nhìn Vương Tử Quân, sau gió dùng giọng lạnh nhạt như không vừa cười vừa nói. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhóm người An Triệu Hoa, ánh mắt rơi lên người Thạch Kiên Quân. Tuy lúc này Thạch Kiên Quân rất bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt đã nói rõ mình rất mong chờ hạng mục này. Chủ tịch tỉnh là người nắm kinh tế, nếu kinh tế phát triển nhanh thì đó sẽ là thành tích cực kỳ quan trọng của Thạch Kiên Quân. Một hạng mục 10 tỷ cũng tuyệt đối không phải chỉ có vinh dự dạng dỡ mặt mày mà thôi, nếu như không phải Lữ lão hỏi Vương Tử Quân, chỉ sợ Thạch Kiên Quân đã đứng lên trả lời, thay mặt đồng ý từ lâu rồi. Cảm ơn Lữ lão đã coi trọng thành phố La Nam. Vương Tử Quân cuối cùng cũng mở miệng, nhưng câu nói sau đó của hắn làm cho người ta chợt kinh ngạc không biết nói gì hơn. Nhưng này Lữ lão, tôi cảm thấy hạng mục của ngài không nên đầu tư ở thành phố La Nam thì hay hơn. Thạch Kiên Quân nhìn chằm vào Vương Tử Quân, hắn có thể nói là cực kỳ quan tâm đến hạng mục 10 tỷ này, thậm chí còn muốn đồng ý ngay lập tức. Hắn chỉ chờ Vương Tử Quân đồng ý, sau đó sẽ dõng dạc lên tiếng, yêu cầu Vương Tử Quân nhất định phối hợp đầu tư với tập đoàn Huyền Lục ở thành phố La Nam, sau đó mở một chai rượu chúc mừng. Nhưng Vương Tử Quân lại cho ra một câu trả lời bất ngờ như vậy, thật sự làm cho Thạch Kiên Quân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái gì, người này lại từ chối? Đầu óc có vấn đề rồi sao? Thạch Kiên Quân nhìn gương mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, hắn giống như ngã từ trên không xuống, hắn chỉ về phía Vương Tử Quân rồi nói. Tử Quân, anh làm gì vậy? Lúc này Hào Nhất Phong cũng có tâm tình giống như Thạch Kiên Quân, dù lão không thích Vương Tử Quân, thế nhưng lão là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, lão hy vọng Vương Tử Quân có thể đồng ý hạng mục này. Dù sao đây cũng là hạng mục có tác dụng tô son thiếp vàng. Lão thấy dù là thành phố Đông Bộ hay La Nam đều được, dù là thành phố nào cũng trong tỉnh Sơn Nam, trong mắt lãnh đạo thượng cấp thì đó là địa phương trong tay Hào Nhất Phong, một hạng mục như vậy sẽ làm lão có thêm nhiều vinh dự. Nhưng lúc này một sự việc vốn là nước chảy thành sông lại bị Vương Tử Quân mở miệng từ chối. Sao có thể được? Nhưng nói về bản lĩnh âm trầm thì Hào Nhất Phong hùng mạnh hơn Thạch Kiên Quân khá nhiều, tuy trong lòng cực kỳ kinh ngạc bức bối nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, không có chút vấn đề. An Triệu Hoa vẫn ngồi lăng lặng ở bên kia, dù hắn không nói lời nào nhưng ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân càng thêm ngưng trọng, một nụ cười nhạt bùng lên đầy ánh mắt hắn. Nguyễn Chấn Nhạc không có được tu dưỡng tốt như ba vị lãnh đạo, hắn nghe xong câu trả lời của Vương Tử Quân mà cực kỳ giật mình, thiếu chút nữa hô lên kinh hoàng. Nếu như không phải thấy Vương Tử Quân vẫn ngồi bên kia bình yên vô sự, hắn thiếu chút nữa hoài nghi Vương Tử Quân bị người ta vặt mất đầu, nếu không sao lại nói ra những lời như vậy. Đúng là nói bậy bạ, nói không chịu suy nghĩ. Nếu như nói đám người chung quanh cảm thấy kinh hãi vì Vương Tử Quân mở miệng không đồng ý cho tập đoàn Huyền Lục đầu tư vào thành phố La Nam, Lữ lão lại là người hoảng loạn. Lữ lão chìm nổi thương trường cả đời, khi tập đoàn đối mặt với nguy cơ sinh tử thì lão còn chưa từng hoảng loạn như vậy. Khi đó Lữ lão căn bản không hoảng loạn vì tin rằng tập đoàn Huyền Lục sẽ nhanh chóng vượt qua, lão có lòng tin đưa tập đoàn về hướng thành công. Nhưng lúc này không thể đầu tư vào thành phố La Nam lại làm lão sinh ra nguy cơ, biết đâu cảm giác nguy cơ này không sinh ra hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng ý nghĩa của nó là hợp tác giữa tập đoàn Huyền Lục và tập đoàn Quân Thành đã thất bại, đây là kết quả mà lão cực kỳ không muốn nhìn vào. Chương 730, hạt bụi trong mắt anh là quả dưa hấu trong mắt tôi. Vì ở vào thế hợp tác bị động nên mình căn bản không thể nào ngang hàng với đối phương, nhưng hợp tác như vậy rất quan trọng với tập đoàn Huyền Lục. Nếu như hợp tác không thành, như vậy tập đoàn Huyền Lục sẽ không còn là một con rồng con hổ mạnh mẽ, chỉ còn là một ông lão tuổi già sức yếu, từ từ đi về phía diệt vong. Tuy người phụ nữ kia không nói gì thêm với sự kiện này, thế nhưng lời đề nghị của nàng đã nói rõ tất cả. Trong tình huống mà ai ai cũng hiểu, nếu như kết thúc không có hậu, chỉ sợ tất cả cố gắng của mình sẽ đi tong, sẽ là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Bí thư Vương, tập đoàn Huyền Lục chúng tôi cực kỳ có thành ý ở phương diện đầu tư lần này. Lữ lão trầm ngâm giây lát rồi nói ra một câu như vậy, sau đó lão lại trầm giọng nói. Nếu như Bí thư Vương ngài có yêu cầu gì, ngài có thể nói rõ ràng và hai bên thương lượng với nhau. Vào thời này có một câu nói rất lưu hành, tuy lời nói có ý nghĩa đập vào mặt người ta, thế nhưng nó cũng phản ánh một phần sự thật. Con số xuất quan,
tuy có rất ít người thừa nhận, thế nhưng vì lời nói này làm cho đám cán bộ lãnh đạo liều mạng đẩy mạnh GDP, cố gắng thúc đẩy kinh tế, cũng mượn cơ hội đề cao vị trí của mình. Lúc này 10 tỷ rơi lên đầu Vương Tử Quân như trời sập, cho dù là bí thư Hào Nhất Phong không thoải mái đến mức nào cũng sẽ phải mở miệng khen ngợi Vương Tử Quân một phen. Nhưng bây giờ sự việc mà không ai ngờ đã xảy ra, Vương Tử Quân mở miệng từ chối. Tử Quân, anh là bí thư thị ủy La Nam, nhưng đây là chuyện lớn liên quan đến phương diện phát triển kinh tế của cả thành phố, sao có thể cho ra quyết định qua loa được? Tôi đề nghị anh tổ chức hội nghị nghiên cứu và cho ra quyết định cụ thể. Thạch Kiên Quân thật sự ngồi không yên, hắn biết rõ lúc này điều cần làm chính là để Vương Tử Quân thu hồi lời nói của mình. Cho dù hắn đích thân đi đến thành phố La Nam, dù ở lại thành phố La Nam vài ngày, nhất định cũng phải ép Vương Tử Quân mở hội nghị thường ủy để quyết định thông qua hạng mục. Trước tiên thay đổi tư tưởng rồi mới thay người, không thể thay đổi tư tưởng thì thay người, Thạch Kiên Quân không phải không có ý nghĩ thay đổi một bí thư thị ủy, nhưng hắn lại hiểu rõ tình huống của thành phố La Nam. Nhưng hắn hiểu rõ tình huống, Lữ Lão lần này đến đầu tư ở thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam, muốn đến bàn bạc với Vương Tử Quân cũng không phải là vì thành phố La Nam có vị trí địa lý và điều kiện quá thuận lợi, căn bản đó là vì bí thư thị ủy La Nam, là vì Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong híp mắt nhìn Thạch Kiên Quân. Câu nói vừa rồi cũng là thứ lão muốn nói với Vương Tử Quân, thế nhưng Thạch Kiên Quân đã nói ra, lão nhẫn nại chờ phản ứng của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nhìn thoáng qua Thạch Kiên Quân, sau đó lại quét mắt một vòng, cuối cùng mới nói. Chủ tịch Thạch, Lữ Lão, tôi không những ủng hộ còn giơ hai tay hoan nghênh tập đoàn Huyền Lục của ngài đến đầu tư ở thành phố La Nam. Thạch Kiên Quân nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì thầm nghĩ, vậy lúc nãy anh mở miệng từ chối là vì cái gì? Làm tôi sợ đến mức bàng hoàng cả người. Nhưng lão cần phải bảo trì phong độ của mình, lão chỉ có thể đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, lời nói này không thể nào cho ra khỏi miệng. Người nhìn vào quần áo ngựa nhìn vào yên cương, Lữ Lão tuy đã qua tuổi 60 nhưng lại thích mặc đồ trắng. Hiện tại thái độ của Vương Tử Quân làm cho lão không thể nào bình tĩnh, vẻ mặt dù vẫn nhẹ nhàng bình thường nhưng thực tế nhịp tim đã gia tốc, căng thẳng mệt mỏi, thế nên cũng vô thức đứng lên. Lúc này trong phòng chợt nổi gió. Áo trắng của Lữ Lão chợt tung bay, nhìn có vẻ rất bất phàm. Người trong nước đều là quan sát viên chính trị, bọn họ giỏi nhìn vào biểu hiện của lãnh đạo để tìm ra được ý nghĩa ẩn giấu bên trong, đừng nói là những người được hun đúc trong thể chế quan trường. Giống như đám người đang ngồi trong phòng hội nghị này, bọn họ đi đến cấp quan hiện tại, hơn phân nửa đều có kiến thức cơ bản như vậy, cũng không cần nói gì thì bọn họ cũng hiểu được vài phần ý nghĩ của anh. Nguyễn Chấn Nhạc ở bên cạnh lại tỏ ra có chút hả hê. Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân, cứ ở đó mà đắc ý thao thao bất tuyệt, anh không phải kẻ non nớt trên quan trường, làm sao có thể cố gắng ra vẻ huyền bí, thay đổi xoành xoạch như vậy. Trước mặt lãnh đạo thì cần phải bình dị đơn giản và sáng tỏ, cơ hội khoe khoang tài ăn nói phải dành cho lãnh đạo, đây là kinh nghiệm lớn. Vương Tử Quân lại có phương pháp trái ngược, đại khái là ảo tưởng làm cho lãnh đạo tán thưởng tài ăn nói của mình, thật sự là tự cho mình thông minh. Vương Tử Quân vẫn như bình thường. Hắn giải thích đâu vào đấy. Không phải thành phố La Nam chúng tôi khiêm tốn, thế nhưng thành phố chúng tôi còn chưa đủ điều kiện để tập đoàn Huyền Lục tiến vào đầu tư. Tuy đường sắt Mân Cô đã được khởi công, đường cao tốc Sơn La cũng đã được khởi động, thế nhưng hai tuyến đường này muốn hoàn thành cũng phải mất 1,5 năm. Trên quan trường có câu hoan nghênh các anh đến hỗ trợ địa phương chúng tôi phát triển kinh tế, thế nhưng cũng có một câu mà mọi người không nên bỏ qua, chính là thương nhân không phải quân tình nguyện. Việc kinh doanh với mục tiêu truy cầu cuối cùng chính là lợi ích lớn nhất. Nếu như sảng khoái trợ giúp chúng tôi xây dựng phát triển kinh tế, đây chỉ là hiệu quả khách quan, nếu không có tiền và không có lợi nhuận thì không thể nào ở lại được. Nếu như quý công ty đầu tư cả chục tỷ vào thành phố La Nam, sau đó hạng mục lại mắc cạn, như vậy chúng tôi cũng cảm thấy thật sự không yên lòng. Thành phố La Nam chúng tôi cho ra một khẩu hiệu, trăm phương ngàn kế động não tìm hạng mục khắp núi non, khổ sở kêu gọi tài chính để kêu gọi thương nhân đầu tư. Nhưng thành phố chúng tôi cũng cười điệu một kỷ luật, đó chính là không ham ích lợi trước mắt, không ham con số tăng trưởng. Chúng tôi muốn hợp tác hai bên cùng chiến thắng và có lợi, không những có thể đầu tư mà còn có thể ở lại, không những cung cấp điều kiện tiện lợi nhất có thể cho doanh nghiệp, còn muốn thông qua kêu gọi đầu tư để xây dựng một hệ thống kinh tế khỏe mạnh của thành phố La Nam. Chúng tôi đều cố gắng làm sao cho tất cả hạng mục đầu tư vào thành phố La Nam đều có được điều kiện phát triển tiện lợi nhất, an cư lạc nghiệp. Nếu không đạt được mục tiêu như vậy, chúng tôi nguyện từ bỏ những thứ mình thích. Vì thế tuy tôi thật sự kỳ vọng hạng mục đầu tư của Lữ Lão, thế nhưng cũng thật sự xin thứ lỗi cho kẻ bất tài.
Vương Tử Quân nói làm cho bầu không khí trong phòng trở nên bình tĩnh, Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn An Triệu Hoa, sau đó lại nhìn lên người Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân nói rất hay. An Triệu Hoa trầm ngâm một chút rồi mở miệng, hắn khẽ gật đầu tán dương Vương Tử Quân, lại nói tiếp. Chúng ta kêu gọi đầu tư là vì cái gì? Chẳng những vì ích lợi trước mắt, còn vì kế phát triển lâu dài, điều này rất quan trọng, cũng là thứ khó mà có được. Nếu suy xét sâu xa hơn, đây có thể nói là nội hàm để mỗi địa phương có thể liên tục duy trì sự phát triển của mình. An Triệu Hoa nói như vậy thì xem như gãy y quyết dứt khoát, tuy Thạch Kiên Quân thật sự cảm thấy tiếc nuối ngứa răng, thế nhưng lại không khỏi tán thưởng những lời của Vương Tử Quân vừa rồi là thật sự quá hay. Không, chẳng những là quá hay, lời vừa rồi rõ ràng là châu ngọc, thật sự không thể nào miêu tả rõ ràng được. Công tác kêu gọi đầu tư là quan trọng, thế nhưng cũng không phải chỉ là kêu gọi đầu tư cho xong, càng phải làm sao cho xí nghiệp có thể phát triển kinh doanh ở địa phương của mình. Một lời nói như vậy rơi vào trong tai lãnh đạo thật sự có độ nặng hơn một kẻ kéo về nhà mình cả trăm xí nghiệp và chưa hiểu rõ tiền cảnh phát triển tương lai như thế nào. Vương Tử Quân lúc này thông qua việc mở miệng phát biểu chỉ sợ càng làm khắc sâu lời nói vào trong lòng người ở đây. Chỉ nhìn vào điểm này thì thấy Vương Tử Quân rõ ràng là có lợi mà vô hại. Thạch Kiên Quân thầm tính toán được mất và cảm thấy Vương Tử Quân thật sự bất phàm. Đồng thời trong lòng hắn cũng xuất hiện nghi hoặc, đó chính là Vương Tử Quân có phải đã suy nghĩ kỹ càng mới từ chối hạng mục này không? Nguyễn Chấn Nhạc có ý nghĩ khác biệt với đám người Thạch Kiên Quân, hắn là chủ nhà của hội chợ xúc tiến thương mại lần này, hắn thật sự cảm thấy cực kỳ ghen ghét và cũng thở dài một hơi. Dù Vương Tử Quân đã tạo ra danh tiếng trước mặt lãnh đạo, thế nhưng lần này xem như thành phố Đông Bộ vẫn dẫn đầu cả tỉnh, những gì mình đã chuẩn bị sẵn cũng không phải không công, cuối cùng cũng bảo toàn thể diện. Tuy tình huống Nguyễn Chấn Nhạc bảo toàn được thế cục có hơi ngột ngạt, nhưng dù thế nào thì hắn cũng có được những gì mình cần. Tử Quân, cậu nói những lời kia rất hay, tôi cảm Tyas sau khi cậu quay về nên suy nghĩ một chút, sau đó hoàn thiện, tốt nhất là cho ra một bài luận rồi đưa ra ngoài. An Triệu Hoa nở nụ cười cổ vũ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe lời cổ vũ của An Triệu Hoa thì trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh khiêm tốn, nhưng trong lòng lại thật sự bùng sóng khó thể bình tĩnh. Lúc này Vương Tử Quân sở dĩ từ chối lời đề nghị của Lữ Lão, nói thật cũng không phải là những lời vừa rồi, lại càng không phải hắn không động tâm với hạng mục này. Vì hắn cảm thấy không đành lòng cho Tần Hồng Cẩm vì mình mà phải ra tay tương trợ như vậy. Trong quan trường thì thứ mà người ta không muốn nợ nhất chính là nhân tình, dù sao thì thiếu nợ sẽ ghi lại, sẽ giữ mãi. Quy tắc này cũng đúng trong thương trường, nếu như không cần, sẽ căn bản không muốn nợ nhân tình của bất kỳ ai. Tập đoàn Huyền Lục tuy không hiểu tình huống mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm, thế nhưng Tần Hồng Cẩm là cháu nuôi của ông nội Vương Tử Quân, điều này cũng đủ làm cho bọn họ kiêng kỵ vài phần. Vì thế lúc này bọn họ đến thành phố La Nam đầu tư cả chục tỷ, đây tuyệt đối là nhân tình quá lớn. Dù nhân tình này không phải do Vương Tử Quân trực tiếp phát động và đón nhận, thế nhưng vẫn phải mắc nợ. Vương Tử Quân không biết Tần Hồng Cẩm sẽ làm gì với phần nhân tình này, nhưng hắn là một người đàn ông, hắn có dã tâm. Hắn càng muốn tiến lên một bước, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho phép quá trình này mình có thể dựa vai bất kỳ người phụ nữ nào, dù là người phụ nữ mình yêu. Phương diện này liên quan đến tôn nghiêm của người đàn ông. Vì thế sau khi xem xét thì Vương Tử Quân mới cho ra quyết định từ chối lời yêu cầu của Lữ Lão. Vì An Triệu Hoa và đám lãnh đạo tỉnh ủy đang ở trước mắt, thế cho nên hắn mới cố gắng nói ra những lời hoa mỹ vừa rồi, lại không ngờ chính mình may mắn được An Triệu Hoa tán dương cao độ. Chẳng lẽ ở hiền gặp lành? Ha ha ha, Bí Thư Vương nói làm cho tôi rất cảm động, đồng thời tôi càng có lòng tin với hạng mục đầu tư của tập đoàn Huyền Lục ở La Nam. An Triệu Hoa ngậm miệng lại không tiếp tục lên tiếng thì Lữ Lão đang không biết phải nói làm sao chợt cười lớn nói. Ủy viên An, Bí Thư Nhất Phong, Chủ tịch Thạch, ngài biết rõ xí nghiệp chúng tôi sợ nhất là gì không? Chính là sợ địa phương giúp đỡ không đủ mạnh. Trước đó vài ngày trong nhà tôi có tổ chức một bữa tiệc rượu. Một đứa cháu đã hàn huyên với tôi rất nhiều. Nó nói có đầu tờ tỉnh hàng xóm một hạng mục, khi đó vị lãnh đạo huyện cho ra chính sách ưu đãi tổng quát, nó vì động tâm nên quyết định đầu tư xây dựng xí nghiệp. Lữ Lão kể chuyện làm cho đám người Thạch Kiên Quân ở bên cạnh đều chăm chú lắng nghe. Nhưng sau khi nhà máy xây xong thì lãnh đạo huyện không còn quan tâm thăm hỏi đến sự phát triển của xí nghiệp, hơn nữa cũng thờ ơ khi xí nghiệp phản ánh vấn đề, điều này làm cho đứa cháu của tôi rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Lập này tập đoàn chúng tôi đầu tư cũng vì căn cứ vào điều kiện địa vực của thành phố La Nam,
bây giờ lại được nghe những lời của Bí Thư Vương, làm tôi thật sự cảm khái. Bí Thư Vương, bản thân ngài chính là một tấm danh thiếp quảng cáo cực kỳ hiệu quả, có những lời vừa rồi của ngài thì tôi thật sự rất yên tâm. Như vậy mà được sao? Nguyễn Trấn Nhạc thật sự muốn mở miệng chửi mắng, thế nhưng nhìn sang vẻ mặt hai vị lãnh đạo Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, cảm thấy hai người rất vui vẻ thoải mái. An Triệu Hoa nở nụ cười với gương mặt hiền hòa như Bồ Tát sống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân lại nở cười như không có vấn đề gì, ánh mắt đặt lên người Lữ Lão. Mà Lữ Lão lại giống như con ong đi hút mật vào mùa hè, tiếng vo ve vang lên bên tai, hết đến gần lại đi xa, dù thế nào cũng không thể đuổi đi được. Nguyễn Trấn Nhạc chợt cảm thấy lão già mặc tây trang trắng với giọng phổ thông không quá chuẩn đến từ Hong Kong chẳng ra thể thống gì, ăn nói ngày càng khó nghe. Hiện tại hắn rất chán ghét lão già này, cảm thấy bộ quần áo trên người đối phương cũng rất buồn cười. Anh nghĩ xem, một người đã đi quá nửa đời người còn ăn mặc với màu sắc như vậy, thật sự có hương vị cưa sừng làm nghé. Nhưng Nguyễn Trấn Nhạc là chủ nhà, hắn chỉ có thể nở nụ cười, chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu cảm xúc không thoải mái của mình. Còn có một vấn đề mà Bí Thư Vương có thể yên tâm, 10 tỷ tiền đầu tư của chúng tôi cũng không phải tiến vào trong thời gian vài tháng. Giai đoạn đầu tiên của chúng tôi chính là xây dựng trung tâm nghiên cứu và xây dựng nhà xưởng, giai đoạn này cũng không có yêu cầu quá lớn với phương diện giao thông tiện lợi. Sau khi quý thành phố làm xong đường cao tốc và đường sắt thì giai đoạn 2 và giai đoạn 3 mới được tiến hành, anh xem, như vậy thì có chế ước gì không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.